Xin mến chào quý thính giả thân yêu của kênh Radio Hay Quý vị và các bạn thân mến Tỉnh thân là thứ tình cảm thiêng liêng đối với con người Vì thế mà chẳng thiếu gì những người đã hy sinh cả bản thân mình Để mang lại những điều tốt đẹp cho người thân Nhưng đó đây trong góc khuất của dòng đời Vẫn còn những kẻ vì mù quáng ích kỷ, đố kỵ Mà biến thành quỷ dữ không từ thủ đoạn tàn độc với người thân của mình Câu chuyện mà Nhật Lệ kể hôm nay có những con quỷ đội lốt người như vậy Ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện Trời đã bắt đầu đổ mưa như chút nước Từng tiếng sấm nổ vang thì chớp xé toạc màn đêm đen răng kín Mùa hạ là vậy Chỉ mới vừa trước đó Nắng vẫn còn ánh lên màu thiên thanh mưa rông đến nhanh như gió văn khải minh ngẩng đầu từng hạt mưa to đập thẳng vào mặt đến đau rác người qua đường đều tấp nập vội vã chẳng ai ngờ được cơn mưa lại đến bất chợt như vậy chỉ trong chốc lát đã vắng tanh cô gái dẫm lên chiếc giày cao gót từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc xe sang đỗ bên cạnh đầu cô hơi cúi xuống ánh mắt như có như không liếc nhìn người thanh niên đứng bất động ở giữa trời mưa Mày cô hơi nhíu lại, nhưng bước chân chưa từng ngập ngừng. Chiếc xe lăn bánh, mùi khói xăng trong phút chốc đã bị nước mưa rửa trôi. Văn Khải Minh hơi giật mình, tiếng động cơ đánh thức anh khỏi cơn mê man. Nhìn theo bóng chiếc xe đã dần hòa vào làm một với màn mưa trắng xóa, môi anh hơi mấp máy nhưng không thốt ra lời nào, hoặc chăng mấy lời lẩm bẩm ngu xuẩn ấy đã trôi theo mưa. Văn Khải Minh vẫn chưa thể tin nổi, vừa mới một tiếng trước anh cũng bước trên con đường này mang theo tâm tình vui vẻ phấn khởi khi sắp được gặp lại người yêu xa cách hai năm nay anh và dương thanh thanh là một đôi bên nhau từ thời cấp ba trải qua khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc suốt tám năm trời cho dù ở gần nhau hay sau khi anh đi du học phải xa cách tình yêu của cả hai vẫn sâu sắc như vậy ít nhất thì anh luôn cho là như vậy tám năm trước ba mẹ anh qua đời đột ngột Công ty gia đình gặp khó khăn, Văn Khải Minh từ một cậu thiếu gia giàu có trở thành một người nghèo kiết xác bị khinh thường. Anh chuyển từ trường quốc tế nổi danh về học ở một trường cấp 3 thông thường. Ai ai cũng nhìn anh như là sinh vật lạ. Tới đâu anh cũng phải chịu đủ ánh mắt dò xét từ mọi người, khiến anh vừa tức giận vừa xấu hổ. Chỉ có Thanh Thanh vẫn dịu dàng với anh, dành cho anh tình cảm chân thành thuần khiết. Văn Khải Minh vẫn luôn đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào ấy Cho đến khi Anh phải ra nước ngoài du học Dương Thanh Thanh khi biết anh sắp phải đi xa Cũng rất buồn Nhưng cô tôn trọng và ủng hộ cho anh Khuyến khích anh vì tương lai mà cố gắng Suốt thời gian yêu xa Tình cảm của anh và cô Cũng không bởi vì khoảng cách địa lý Mà phai nhạt Mới ba ngày trước Thanh Thanh và anh còn tâm sự với nhau Cô vẫn hẹn thùng Nói những lời yêu thắm thiết như ngày nào hôm nay văn khải minh vừa mới về nước trở về liền muốn gặp dương thanh thanh ngay cho cô một niềm vui bất ngờ vậy mà vui đâu còn chưa thấy người bất ngờ lại chính là anh anh minh chúng ta chia tay đi em làm sao vậy sao lại đùa như vậy không vui đâu đùa ư văn khải minh anh nghĩ em sẽ đem chuyện này ra đùa sao văn khải minh nhìn người ngồi trước mặt anh ánh mắt dương thanh thanh lạnh nhạt thở ơ giống như đang nhìn một người xa lạ anh dường như đã sắp sửa không thể nhận ra cô nữa rồi người yêu của anh chưa từng trang điểm đậm không thích nhuộm tóc không dùng nước hoa chỉ thích mặc sơ mi quần jean nhưng bây giờ lớp son phấn trên mặt cô đậm đến mức che mất cả nét thanh thuần dịu dàng thường nhật mái tóc đỏ rượu mùi nước hoa sang trọng quý phái trên người toàn đồ hiệu cao cấp văn khải minh chưa từng ngăn cản cô làm đẹp chỉ là từ trước đến nay cô đều chỉ muốn đơn giản dương thanh thanh vốn đã rất xinh đẹp gương mặt thanh tú dịu dàng trang điểm kỹ lưỡng lại càng khiến cô thêm phần cao quý giống như tiểu thư gia đình quý tộc nhưng cô của hiện tại lại không phải là thanh thanh mà văn khải minh quen biết anh đột nhiên hoảng hốt không biết điều gì đã khiến cho người yêu thay đổi đến thế này dương thanh thanh chưa từng đem việc chia tay ra đùa giỡn cho dù có cãi nhau như thế nào cũng không Bởi vậy ngay lúc này Văn Khải Minh không cách nào bình tĩnh nổi Anh vội cầm lấy tay cô Giọng hơi run rẩy Thanh Thanh Anh làm gì sai sao Anh xin lỗi Hay là vì em không muốn yêu xa nữa Bây giờ anh về rồi Sau này không đi đâu nữa Em đừng giận anh Anh sẽ bù đắp cho em Em đừng nói như vậy Gương mặt của Thanh Thanh vẫn vô cảm Gạt bàn tay đang giữ lấy tay mình ra giọng nói vốn nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng văn khải minh không phải lỗi của anh chỉ là em không còn có tình cảm gì với anh nữa kết thúc bây giờ là tốt nhất văn khải minh như muốn phát điên cố chấp không chịu buông tay càng muốn kéo cô lại gần mình hơn anh không tin rõ ràng mới hôm trước em còn nói yêu anh chúng ta vẫn rất tốt kia mà em nói đi em vẫn yêu anh mà đúng không Bốp Tiếng hét điên cuồng chợt im lặng Dương Thanh Thanh chậm rãi thu lại bàn tay vừa nâng lên đánh người Trên mặt Văn Khải Minh đã hiện lên dấu tay đỏ ửng Anh ngơ ngác nhìn cô không nói nổi cô nào nữa Anh điên đủ chưa Văn Khải Minh Anh 25 tuổi không phải là 5 tuổi Anh tỉnh táo lại đi Tôi bên cạnh anh 8 năm nay được cái gì chứ Không có gì cả Vì anh và tôi từ bỏ ước mơ của mình bao lâu nay Đến bây giờ đã là quá đủ rồi Thứ mà tôi muốn Anh không cho nổi Anh nhìn lại mình đi Anh đã bao giờ tặng tôi được cái gì quý giá Bằng đôi giày tôi đang đi không Tôi và anh chia tay Sau này là người xa lạ Tạm biệt Văn Khải Minh đờ đẫn Chạm tay vào bên mặt vừa bị tát Khi bóng dáng của cô gái đã đi xa Anh mới lật đật chạy đuổi theo Tại sao mọi chuyện lại như thế này Không phải được gặp nhau Sau 2 năm xa cách cô sẽ ôm chặt lấy anh nhỏ nhẹ bày tỏ nữ nhớ nhung. Sau đó anh sẽ cầu hôn cô. Cho mối tình 8 năm này một cái kết đẹp hay sao? Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào? Thanh Thanh, em nói rõ ràng đi có được không? Ít nhất, ít nhất cũng phải cho anh một lý do đi chứ. Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tôi không yêu anh nữa, tôi chán rồi, chỉ như thế thôi. Tình yêu suốt 8 năm nay em nói chán là chán hay sao rốt cuộc em đang nghĩ cái gì thế hả sao lại không chán được làm gì có ai ăn mãi một món ăn nghe mãi một bài hát mà không chán chính vì đã tám năm rồi nên mới chán đấy anh bớt phiền phức lại đi chỉ coi như thế này cũng không chấp nhận nổi yêu thì bên nhau hết rồi thì chia tay chỉ có bấy nhiêu đó cũng không chịu hiểu anh còn hiểu được cái gì nữa dứt lời dương thanh thanh đã quay người đi thẳng để lại một mình văn khải minh đứng ngơ ngẩn chân trời đã nhuộm một màu mây đen mặt trời bị nuốt chừng hoàn toàn sấm chớp điên cuồng nổi lên không dứt mưa bắt đầu xối xả dương thanh thanh đã bước lên xe đi khuất mùi nước hoa trên người cô cũng bị nước mưa rửa trôi không còn dấu vết văn khải minh cứ đứng như thế cho đến khi mưa tạnh những cơn rông mùa hè tuy rất lớn nhưng chẳng mấy chốc lại tạnh ngay mây đen đã rút đi hết thảy chỉ còn chút nước đọng lại trên mặt đường và trong những tán cây là minh chứng cho trận mưa bất chợt mặt trời lại lần nữa ló dạng nhưng tình yêu của anh thì đã mất sau một buổi chiều dầm mưa văn khải minh một mình quay về khách sạn đứng trước cửa phòng lại nhận ra mình để quên chìa khóa trong phòng hết cách đành phải xuống quầy lễ tân mượn hôm nay mọi việc đều như muốn chống đối lại anh hoặc vì tâm trạng đang vô cùng không tốt Nên thấy việc gì cũng khó chịu Rốt cuộc Thì người yêu anh tại sao lại đột nhiên muốn chia tay anh Còn nói cái gì mà chán Rõ ràng Mười mấy ngày trước còn thắm thiết lắm ghi mà Cũng không thể chỉ trong mấy ngày Mà đã muốn chia tay Vừa tức tối vừa khó chịu Càng nhiều hơn là đau lòng Tình yêu của anh dành cho Dương Thanh Thanh Xô nặng đến như vậy Chưa bao giờ thay đổi Vậy mà cuối cùng chỉ đổi được một từ chán đúng là nực cười đang lúc loay hoay tìm lại phòng văn khải minh chợt sững người khi thấy hình bóng quen thuộc ngay trước mắt dương thanh thanh đi phía trước anh hơi dựa vào một người đàn ông đã đứng tuổi bên cạnh mặc cho ông ta ôm lấy eo cô kéo vào căn phòng cuối hành lang cho đến khi cánh cửa đã đóng lại anh vẫn chưa tin tưởng được điều mà mình vừa nhìn thấy nhưng bóng lưng quen thuộc ấy chắc chắn không thể sai rõ ràng chính là người yêu vừa muốn chia tay với anh không dám tin tưởng người con gái ngây thơ trong sáng ngày nào nay lại có thể làm ra chuyện như vậy anh trần trừ đi đến gần cửa phòng đang lúc anh đang phân vân có nên gõ cửa hay không thì một nhân viên khách sạn đã cầm một hộp nhựa trên tay đến chắn trước mặt anh xin chào anh có cần giúp gì không ạ à tôi tôi đang tìm phòng thôi xin hỏi số phòng của anh là bao nhiêu à Tôi có thể chỉ cho anh. 2310. Văn Khải Minh lúng túng nhìn chiếc chìa khóa phòng trên tay mình. Nhân viên ân cần chỉ đường cho anh. Phòng của anh ở cuối hành lang bên kia. Nếu có thêm yêu cầu gì, anh có thể liên hệ cho chúng tôi bất kỳ lúc nào. Anh lén lút liếc mắt nhìn lại căn phòng ấy một lần nữa, cũng không dám để nhân viên biết mình đang muốn gõ cửa phòng người khác. Đành nói tiếng cảm ơn với nhân viên rồi rời đi. Ngay khi anh vừa bước được mấy bước Cửa phòng đã bật mở Văn Khải Minh vội quay lại nhìn Mắt trừng lớn như muốn rơi ra ngoài Không phải ai khác Thực sự là Dương Thanh Thanh Cô chỉ mặc chiếc áo choàng tắm Buộc lỏng lẻo ngang hông Chỉ ngắn lên ngang đùi Còn hơi sọc sạch nửa kín nửa hở Dương Thanh Thanh nhận lấy chiếc hộp Từ tay nhân viên Muốn quay lại vào phòng Còn chưa kịp đóng cửa Thì Văn Khải Minh đã chen một chân vào cản lại thanh khoan đã văn khải minh kêu tên cô cố dùng tay giữ chặt cánh cửa vừa nhìn thấy anh cô đã hoảng hốt hơi lùi lại sau một chút cánh cửa vì vậy mà dễ dàng mở ra sao anh lại ở đây anh theo dõi em à không phải anh ở khách sạn này anh phải là người hỏi em mới đúng em ở đây làm gì ông già kia là ai văn khải minh tức giận đến run người chỉ vào trong phòng bên trong có tiếng vang vọng ra ngoài giọng người kia trầm trầm khàn khàn không mấy êm tai còn có chút hơi quen thuộc nhưng hiện tại anh không có cách nào suy nghĩ thêm văn khải minh nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào dương thanh thanh chờ câu trả lời em dương thanh thanh cắn chặt răng kéo tay anh ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại lạnh nhạt lên tiếng chuyện này không liên quan đến anh chúng ta đã chia tay rồi anh không có tư cách quản chuyện của em Em vì ông ta Mà chia tay với anh ư Em nói đi Ông ta cho em bao nhiêu Anh cho em gấp đôi gấp ba Sao em lại làm chuyện bán rẻ nhân cách mình như vậy Lúc này Khải Minh đã không thể kìm chế được cơn thịnh nộ siết chặt lấy vai Thanh Thanh mà hét lên Trên trán đã nổi đầy gân xanh Bộ dạng như sắp phát điên Khiến cho Dương Thanh Thanh thoáng hoảng sợ cô cố tỏ ra bình tĩnh đẩy anh ra cười khinh khỉnh anh có khả năng sao chuyện của em không đến lượt anh lên tiếng chúng ta đã chia tay rồi dương thanh thanh nói xong liền muốn qua lại phòng văn khải minh nhanh chóng kéo lấy tay cô không khống chế được lực độ khiến cô hơi trao đảo chiếc hộp nhựa cô cầm trên tay không giữ được mà rơi xuống sàn nắp hộp không chắc chắn hơi mở hé ra vài chiếc áo mưa theo đó lăn ra tấm thảm Cả hai hơi đứng hình một lúc lâu, nhìn vào vật vừa rơi ra. "Thanh, em sao em phải làm chuyện như vậy chứ?" Dương Thanh Thanh không kìm được hét lên với anh. "Không phải chuyện của anh, em làm chuyện bán nhân cách thế đấy, có liên quan gì đến anh? Em bán bao nhiêu anh cũng mua." Văn Khải Minh nghiến răng, nói ra lời nhục nhã cô trong lúc tức giận tột độ. Dương Thanh Thanh có lẽ không ngờ tới anh sẽ nói như vậy. Cô mở to đôi mắt đã ẩn ẩn nước Cắn môi trông vô cùng ấm mức Sau đó cúi thấp đầu hít sâu một hơi Cố bình ổn tâm trạng Anh không mua nổi đâu Em cần tiền, cần địa vị Cần một chỗ đứng để theo đuổi ước mơ Bao nhiêu năm nay bên cạnh anh Không đáp ứng chút nào Lẽ ra nên bỏ anh sớm Vừa dứt lời Cô đã bước vội quay lại phòng rồi đóng chặt cửa Không cho Văn Khải Minh cơ hội phản ứng Rõ ràng anh mới là người nên tức giận không phải sao vậy mà cô lại tỏ vẻ oan ức như thể anh là người làm sai kể cả như vậy đi chăng nữa trái tim trong lồng ngực anh vẫn đập liên hồi vì cô vẫn gào thét muốn kéo cô quay trở lại nhưng anh cũng là người có lòng tự trọng anh sẽ không bao giờ làm được chuyện hèn mọn cầu xin một người phản bội mình quay lại nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng chặt văn khải minh không biết là nên làm thế nào thật sự cũng chẳng có thể làm gì nữa không lẽ anh phải xông vào đó kéo dương thanh thanh ra ngoài đánh cho lão già kia một trận nếu cô không bị ép buộc anh sẽ chẳng ngần ngại gì mà làm vậy nhưng người tự nguyện làm ra chuyện này chính là cô việc ngu xuẩn bồng bột như vậy anh không làm nổi nó chỉ khiến anh càng thêm chật vật bất kham văn khải minh chậm rãi quay lại phòng mình ngả mình lên giường Cố gắng để không suy nghĩ đến Dương Thanh Thanh Nhưng lại hoàn toàn thất bại Không có cách nào loại bỏ cô ra khỏi đầu Anh mò mẫm trong túi quần tây Lấy ra một chiếc hộp nhung đen nằm gọn trong lòng bàn tay Vận Khải Minh mở nắp hộp Khẽ chạm vào chiếc nhẫn tinh xảo trong đó Chiếc nhẫn này là thứ anh dày công tỉ mỉ thiết kế rồi chế tạo ra Tất cả các công đoạn đều do chính tay ai làm Dương Thanh Thanh thích hoa mân côi anh liền khác rất nhiều bông mân côi lên nhẫn Cẩn thận khảm lên từng chút bảo thạch bắt mắt Dương Thanh Thanh thích viết tên hai người cùng một chỗ Anh liền để lại dòng chữ nhỏ viết tên cả hai vào mặt trong Tất cả đều là dựa theo ý thích của cô mà tạo thành Cố gắng làm ra thành phẩm hoàn hảo nhất Mới dám đưa đến trước mặt cô Ai ngờ được Nó còn chưa kịp được gặp chủ nhân Đã trở thành phế phẩm thừa thải Văn Khải Minh tức giận Ném thẳng chiếc hộp nhẫn vào thùng rác Đi vào phòng tắm Muốn gột bỏ cảm giác bứt bối trên cơ thể Văn Khải Minh ngồi trong quán bar Trên tầng thượng của khách sạn Đây là khách sạn thuộc tập đoàn gia đình anh Hiện tại chú anh là người tạm thời quản lý Cho đến khi anh đủ năng lực tiếp nhận Đám cáo già trong hội đồng quản trị ấy Lúc nào cũng tỏ ra e rè Không chấp nhận việc anh tiếp quản tập đoàn Luôn lấy cớ anh còn quá trẻ Không đủ kinh nghiệm <laughs> Rõ ràng đám người đầu hai màu ấy mới cần phải học hỏi để thay đổi mấy cái suy nghĩ cổ hủ lỗi thời đi. Văn Khải Minh lại nhấp một ngụm rượu. Cả tối anh chìm trong tiếng nhạc ầm ĩ, anh đã cho vào bụng đến ly thứ mười mấy. Men rượu chậm rãi xâm chiếm toàn bộ ý thức, lại vẫn không cách nào khiến anh quên đi Dương Thanh Thanh. Anh ơi, anh say rồi, không thể uống thêm nữa. Say? Tôi không say. Rõ ràng vẫn rất tỉnh táo Không quên được chuyện gì hết Văn Khải Minh gần như đã gục trên quầy ba Vẫn cố ngẩng đầu trả lời bartender Tay lần mò đến túi quần tây Hình dáng hộp chiếc nhẫn cộm lên rõ ràng Anh không bỏ được nó Cố chống chế rằng Đây là công sức anh đã bỏ ra Không cớ gì phải vứt đi như vậy Chỉ là giữ lại cho anh thôi Cô gái cười cười lắc đầu Lại thất tình mượn rượu qua đêm đi mà Cổ nhân đã nói Chiều đao đoạn thủy thủy cánh lưu Cửa bôi tiêu sâu sầu thêm sầu đi sao Uống nhiều thì có được cái gì đâu Ma men Vốn dĩ muốn an ủi người thanh niên trước mặt vài câu Lại bị anh ấy hết tay đẩy ra Các người khinh tôi không có tiền Nên không cho uống chứ gì Tôi có muốn uống Không ở đây thì đi nơi khác Quẹt thẻ Cô gái bĩu môi cầm lấy thẻ cắm vào máy quét Máy báo không thể thực hiện thanh toán Cô ái ngại nhìn người đang say hướt trên bàn Xin lỗi Anh còn thẻ nào khác không Lại cái gì nữa Không cho uống nữa Cũng không cho thanh toán là thế nào Các người thật là phiền phức Không phải là thẻ không thanh toán được Sao lại không được Thẻ đen đấy Ngay trước khi Văn Khải Minh làm loạn muốn đánh nhau với bảo vệ quầy ba Đã có người đến giải vây cho anh Anh mặc cho người đó Đưa anh lên xe bên tai loáng thoáng tiếng nói chuyện không rõ ràng vâng tôi đang trên đường đưa cậu ấy về bên kia đầu dây điện thoại người đàn ông nhìn qua cô gái đang ngủ say trong chăn quấn khăn tắm quanh hông bước ra ngoài ban công châm điếu thuốc giết lấy một hơi áp điện thoại lên tai vừa nhả ra làn khói thuốc đôi mắt hơi nheo lại tính kế đưa nó về chuẩn bị đồ cho nó đi ông ta cúp điện thoại khóe môi treo nụ cười đắc thắng tầm mắt bao quát cả khu phố sầm uất lấp lánh ánh đèn hắn ta chưa bao giờ thấy thỏa mãn cho dù bây giờ có tiền có quyền có cả người đẹp nhưng chừng đó còn chưa đủ văn khải minh đường đỡ nằm lên giường bên tai như đang loáng thoáng tiếng dịu dàng dỗ dành bên tai trước giờ chỉ có thanh thanh nhẹ nhàng với anh như vậy chắc chắn là cô vẫn đang bên cạnh anh không có tên khốn nào chen vào hai người. Những chuyện vừa xảy ra chỉ như một giấc mộng kinh hoàng mà thôi. Tiếc là khi mở mắt ra vẫn chỉ có trần nhà trắng lạnh lẽo quen thuộc. Không phải phòng ở khách sạn mà là ở nhà mình. Căn biệt thự trong nội thành. Anh ngồi đỡ đẫn một lúc lâu vò mái tóc đến rối tung thầm chửi chính mình là thằng ngu xuẩn thất bại. Cạch cùng với tiếng mở cửa Người quản gia bước vào bê theo một bát cháo trắng và một ly trà gừng còn nóng cậu chủ hôm qua uống nhiều rượu quá nên ăn một chút cháo trước văn khải minh cầm lấy cốc trà uống cạn vị cay nóng của gừng khiến cổ họng anh đau rát khẽ nhăn mặt ánh mắt anh rơi trên bộ vét đen mà quản gia mang đến cái đó để làm gì chú tôi đâu rồi bộ vét này chuẩn bị cho cậu mọc trong đám cưới của ông chủ suýt chút nữa lời của ông khoản ra khiến cho văn minh khải sặc anh sững sờ hỏi lại cưới cưới gì cưới ai sao tôi lại không biết gì ông chủ không muốn cậu phải lo nhiều dẫu sao cũng đã chuẩn bị gần xong lúc nào bắt đầu thì gọi cậu đến là được quản gia đưa cho khải minh bộ vét kèm theo một tấm thiệp mời đỏ trói mắt anh nhíu mày nhìn tấm thiệp giống như là nó đang cười nhạo chuyện tình thất bại thảm hại của cậu vậy vứt tấm thiệp đỏ sang một bên mà không thèm mở ra xem cậu chuẩn bị một chút đi lát nữa sẽ có người đưa cậu tới nơi chuẩn bị tổ chức không phải nói không cần tôi lo sao tôi không muốn đi văn khải minh không để tâm lắm vứt bộ đồ sang bên cạnh muốn quay về giường ngủ tiếp quản gia bên cạnh vẫn cung kính cúi người nhặt bộ đồ anh vừa ném qua một bên ông chủ muốn cậu làm phù rể cậu nên chuẩn bị sớm một chút tôi không đi có cần phải trùng hợp đến thế này không vừa bị đá thì lại được mời làm chú rể Thật sự đang muốn cười vào mặt anh đi à Khải Minh cười nhạt nhẽo Nếu chú mà biết anh vừa chia tay Thì còn mời nữa không chứ Cậu chủ Cậu phải đi Lần này không chỉ là tiệc kết hôn của ông chủ Mà còn là dịp chính thức ra mắt với giới kinh doanh Hơn nữa Ông chủ đã ra lệnh Nếu cậu không đi Thì làm sao Thì ông chủ sẽ cắt hết chi tiêu của cậu Khốn kiếp thì ra là thế này, hôm qua anh không thanh toán được tiền rượu, lại còn suýt nữa gây sự đánh nhau với người ta, còn chưa để anh từ chối đã sớm cắt rồi. Bây giờ còn lấy ra để đe dọa ư? Khải Minh tuy bực bội, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, anh chán ghét cảm giác bị chú anh khinh thường anh như vậy, xem anh như là thằng vô dụng chỉ có thể dựa vào tiền của ông ta. Vốn nghĩ rằng sau khi kết thúc chương trình học ở nước ngoài, anh sẽ có thể không cần dựa dẫm vào chú nữa Nhưng sự thật Anh chẳng thể làm được cái gì hết Chờ đến khi anh thừa kế công ty Nhất định sẽ không phải chịu loại khinh thường này nữa Văn Khải Minh vò đầu bứt tai Cuối cùng vẫn xuống giường Thay đổi quần áo Chờ đợi người đến đưa anh tới buổi lễ Lễ kết hôn của chủ tịch tập đoàn Dĩ nhiên không thể đơn giản Khách tới tham dự đều là những người Tai to mặt lớn trong giới Cho dù ông văn khải hoàn trên mặt pháp lý chỉ là người tạm thời tiếp nhận quản lý công ty nhưng những người khác đều biết rõ ai là người đang nắm giữ quyền lực không ai có thể xem thường năng lực của ông một tay ông đem cả tập đoàn đang bên bờ vực phá sản đứng vững và phát triển hơn chen chân vào hàng ngũ có sức ảnh hưởng lớn trong ngành vì không thích mấy nụ cười giả tạo trong những buổi tiệc rượu thế này khải minh cầm ly vang đỏ đi loanh quanh để trốn tránh Chợt có tiếng khóc vang lên trong phòng chờ cô dâu Làm cho anh hơi giật mình Tính tò mò nổi lên Anh đến gần cánh cửa muốn xem xét tình hình bên trong Còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa Bên trong đã có người hùng hổ đi ra Người đàn ông trông có vẻ hơi bực tức Ngoảnh đầu đe dọa người trong phòng Cô nên biết điều một chút đi Cố mà giữ lấy quan hệ này cho tốt Vị trí cô đang đứng Không thiếu người nhòm ngó đâu Còn nào đó mà khóc lóc cô cũng là người có lợi đấy người đàn ông hậm hực bước ra không để ý khải minh đang đứng ngay cửa suýt chút nữa thì đâm sầm vào người anh khải minh giật mình lùi ra sau hơi giật mình phát ra tiếng vang không nhỏ người đàn ông kia cũng không ngờ sẽ có người khác ở đây nhìn chằm chằm vào anh vì phải làm phù rẻ nên khải minh ăn mặc trải chuốt kỹ lưỡng chồng cũng không giống người không có địa vị gã ta khách khí gật đầu chào hỏi rồi mới rời đi đứng trước cửa phòng chờ anh biết rõ đây là phòng cô dâu tiếng khóc trong phòng từ khi nhận ra sự xuất hiện của anh đã im bặt khải minh hơi nghi ngờ nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào quả nhiên không sai trong phòng chỉ có người đang mặc váy cô dâu quay lưng về phía anh vốn đang tò mò người con gái nào có thể leo lên vị trí phu nhân chủ tịch bây giờ lại muốn biết lý do mà cô ấy phải khóc lóc thảm thương như vậy áng chừng cô ấy còn rất trẻ chợt lại là châu già thích cỏ non có vẻ như việc tìm một ông chồng già và lắm tiền đang là xu hướng của các cô gái đôi mươi không muốn làm mà vẫn muốn quan đấy giống như người yêu cũ của anh vậy sớm muộn gì cô cũng phải hối hận cho mà xem cô dâu đang ngồi không có ý định quay lại nhìn người vừa vào cửa không biết là vô tình hay cố ý Mà lơ đi sự hiện diện của Khải Minh Anh hơi khó chịu Nhưng cũng ngại việc mình tự tiện vào phòng cô dâu Cuối cùng tiếng ông quản gia phá vỡ được không khí cứng nhắc trong phòng Giải thoát cho Khải Minh đang hối hận Vì tính tò mò mà làm chuyện ngô xuẩn Thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Ông chủ đang chờ cậu đấy Sắp đến giờ bắt đầu rồi Ờ, tôi ra ngay Khải Minh nhanh chóng đi cùng quản gia trước khi đi còn theo phép lịch sự mà chào hỏi người đang ngồi trong phòng Cô dâu lại vẫn một mực không đáp lời Tuy có chút khó chịu Nhưng nghĩ đến việc cô vừa khóc thảm thương như thế Anh cũng không nói thêm gì Lễ đường đã chật kín người Khách mời đã đến đông đủ Ông Văn Khải Hoàn Chú ruột của Khải Minh Cũng là nhân vật chính ngày hôm nay Ông ta đã qua tuổi tứ tuần Được bảo dưỡng khá tốt Dáng người cũng không giống mấy ông chủ tịch địa trung hải bụng phệ tóc hói. Tuy thế nhưng tóc ông cũng đã bạc một nửa, minh chứng rõ ràng cho tuổi tác đã lớn. Ông ta hôm nay rất vui vẻ, đứng trên bục chờ đợi, khóe môi vẫn luôn dương lên. Bản nhạc quen thuộc vang lên, Khải Minh đứng yên trong hàng phù rẻ, chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu, không biết vì lý do gì khiến anh hơi bồn chồn lo lắng, cố nén cảm giác kỳ lạ. Anh lặng lặng nhìn theo hướng chú ý của đám đông Cửa hội trường cuối cùng đã mở Bóng dáng cô dâu dần xuất hiện Chiếc váy dài nhiều tầng trắng tinh khôi Đính đầy đá lấp lánh sang trọng Phần trên váy cúp ngực Khoe trọn bờ vai trần trắng muốt Phần nở eo ôm chặt cơ thể Hiện rõ từng đường cong quyến rũ Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô dâu Riêng Khải Minh thì run rẩy nhìn chầm chầm theo bóng dáng ấy anh không dám chắc chắn Chỉ có thể mong rằng nhìn từ xa hơi giống thôi Anh không có dũng khí để tiếp nhận trường hợp xấu nhất Nhưng mắt vẫn gắt gao Khóa chặt từng chuyển động của cô gái Cho đến khi cô đã tới gần trước mặt anh Dừng lại ở chỗ chú anh Thân mật mỉm cười khoác tay ông ta Khải Minh hé miệng Cổ họng như bị ai đó bóp chặt Anh mấp máy môi Muốn gọi tên người đó Dương Thanh Thanh Nhưng tiếng gọi không phát ra nổi lặng lẽ chìm sâu trong từng tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ quan khách. Tại sao, tại sao cô lại ở đây? Tại sao lại mặc váy cô dâu? Tại sao lại khoác tay chú anh? Khải Minh đã siết chặt tay lại, móng tay đâm vào da thịt đến bật cả máu. Cơn đau truyền đến khiến anh biết mình không phải đang gặp ác mộng, nhưng hiện tại, anh càng hy vọng mình đang gặp ác mộng. Anh đã nghĩ đến cảnh tượng thế này, Dương Thanh Thanh mặc chiếc váy cô dâu trắng nhìn anh với ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ anh và cô sẽ có một buổi lễ kết hôn hoàn hảo nhận sự chúc phúc từ tất cả mọi người đấy là lúc trước khi anh về nước anh muốn cầu hôn cô muốn cùng cô trải qua cuộc sống đến hết đời cái gì anh cũng đã chuẩn bị thậm chí anh còn liên hệ với bản thân ở việt nam giúp anh chuẩn bị cho một buổi cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến cuối cùng cô đã là cô dâu nhưng chú rể lại không phải anh, còn chớ chê hơn nữa, cô lại kết hôn với chú ruột của anh. Trên lễ đường, cô dâu chú rể đang trao nhẫn cưới cho nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người. Khải Minh sờ sờ lên cổ, nắm lấy chiếc dây chuyền đang đeo kéo ra. Chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay anh, chính là chiếc nhẫn anh chính tay tỉ mỉ tạo ra. Vốn dĩ nó hiện tại phải nằm trên ngón tay người con gái anh thương, thế mà bây giờ chỉ có thể thay cho mặt dây chuyền trên cổ anh số mình sau lớp áo không thấy được quang minh khải minh siết chặt tay mặc cho nó đã chảy máu đến khi không chịu nổi nữa anh quay lưng muốn bỏ chạy không thể thay đổi cũng không thể chấp nhận sự thật ngoài trốn chạy anh chẳng biết mình còn làm được cái gì quản gia đứng phía sau thấy anh muốn rời đi thì liền lên tiếng ngăn cản cậu chủ cậu muốn đi đâu buổi lễ còn chưa xong Khải Minh vốn đã vô cùng tức giận Bị ngăn lại thì càng thêm phẫn nộ Có chút giận chó đánh mèo Mà gắt lên với ông quản gia Tôi đi về Mẹ nó còn ở lại đây làm gì nữa Còn chưa đến lúc giới thiệu cậu với mọi người Cậu hãy kiên nhẫn chờ một lúc nữa Lúc này anh còn tâm trí nào Mà nghĩ đến chuyện khác nữa Cũng không quản việc giới thiệu Hay không giới thiệu Việc người yêu lại cưới chú ruột mình Trở thành thím của mình Đã khiến anh hoàn toàn suy si sụp chỉ nghĩ đến việc sau này Phải gọi Thanh Thanh là thím Anh đã tê dại hết cả da đầu Tôi không cần biết Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức Ông quản gia nghe anh nói Vẫn tỏ vẻ lạnh lùng Nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ tức giận Nhìn người đàn ông đang đứng trên lễ đường Ôm lấy cô dâu Cậu nhất định về ở lại Không lẽ cậu muốn để tâm huyết của bố mẹ cậu Toàn bộ đều rơi vào tay ông ta hay sao Câu nói của quản gia đã đánh thức lý trí của khải minh trong phút chốc phải rồi công ty vốn là tâm huyết của bố mẹ anh bao nhiêu năm nay anh cũng có nghĩ đến chuyện tiếp quản nó nhưng chưa bao giờ thật sự quá để tâm luôn mà kệ cho chú anh cũng không ngây thơ đến nỗi cho rằng văn khải hoàn sẽ thật sự dễ dàng chắp tay nhường lại chiếc ghế chủ tịch ấy cho anh đã mất đi người yêu vì không có đủ tiền quyền bây giờ không lẽ đến cả tâm huyết của bố mẹ anh cũng để mất luôn sao không thể nào anh tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra hơn nữa nếu anh có thể thuận lợi kế thừa trước vị chủ tịch thế thì người con gái đã vứt bỏ anh vì tiền bạc ấy sẽ thế nào anh thật sự rất muốn biết khải minh cố đè nén cơn giận ngồi ở một góc khuất chờ buổi lễ kết thúc trong vô thức đã uống hết mấy ly rượu rượu vang không mạnh lắm nhưng uống nhiều cũng có chút hơi chán váng không phải có chút men say cổ vũ hay không khải minh dứt khoát đứng dậy tiến về phía phòng cô dâu lúc này dương thanh thanh đã ở trong phòng chờ muốn thay một bộ váy nhẹ nhàng hơn để ra tiếp rượu khách mời khóa váy sau lưng khiến cô có chút lúng túng cố gắng kéo mãi cũng không thể mở ra cô lên tiếng gọi cô trợ lý linh mau đến giúp chị cởi khóa váy đi chị không với tới Cửa phòng chờ mở ra Người bước vào lại không phải là trợ lý cô muốn gọi Mà là Văn Khải Minh Nhưng lúc này cô đang loay hoay với chiếc váy Không để ý đến phía sau Cứ nghĩ rằng trợ lý tên Linh kia đã vào Cô dứt khoát thẳng lưng Nhờ người giúp đỡ kéo khóa Một bàn tay chạm phải lưng cô Tuy không phải quá thô giáp Nhưng nhất định không phải mềm mại như phụ nữ Lúc này cô mới hoảng hốt quay đầu lại Nhìn thấy Văn Khải Minh đang nhìn mình chăm chăm Dương Thanh Thanh vội giữ chặt váy, lùi ra sau. Anh Văn Khải Minh lạnh lùng giữ chặt tay cô, kéo cô lại gần, ghé sát mặt cô gần từng câu. Em cũng giỏi thật đấy nhỉ? Người yêu cũ của tôi. À không, bây giờ phải gọi là thím chứ nhỉ? Mẹ nó, vừa mới chia tay hôm qua, hôm nay liền trèo lên được người chú tôi. Thế nào, làm phu nhân chủ tịch có vui không? Dương Thanh Thanh cắn chặt môi, trong mắt đã long lánh nước chớp chớp vài cái trông vừa yếu ớt khổ sở lại cố gắng mạnh mẽ không muốn ai biết khải minh hơi sửng sốt nghĩ rằng mình nhìn nhầm chẳng phải anh mới là người bị cắm sừng sao cô có gì mà phải tỏ ra oan ức như vậy muốn nhìn thật kỹ để xem cô đang nghĩ gì nhưng thanh thanh đã nhanh chóng cúi gằm mặt ngăn ánh nhìn xoay xăm của anh bỏ tay ra anh cũng biết bây giờ em là thím của anh rồi nên cư xử đúng mực với người trên vai vế đi khải minh vô cùng thất vọng bao nhiêu chuyện đổ ập đến một lúc làm anh không kịp trở tay chỉ trong một ngày thôi người yêu lại trở thành vợ của chú mình đau đớn đã vượt quá mức một con người bình thường như anh có thể chấp nhận được dương thanh thanh em không có tim sao cô không dám ngẩng đầu lời anh nói dường như là sắp xé rách lớp mặt nạ giả dối của cô cơ mặt cứng nhắc lồng ngực bị ép chặt đến khó thở Cố bình tĩnh hít sâu một hơi ổn định lại Dương Thanh Thanh hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt Khải Minh Viền mắt đã hơi đỏ Nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt thở ơ Chúng ta đã chia tay Chuyện của em không còn liên quan gì đến anh nữa Sao anh cứ về làm khó nhau như vậy Em cũng chỉ muốn tìm cho mình cách sống dễ dàng hơn thôi Không có gì là sai cả Cách sống dễ dàng hơn ư Khải Minh bật cười Không biết là khinh thường câu nói của cô hay là đang giễu cợt chính mình. Anh không ngờ được đây là lời mà người anh đã đem hết lòng yêu thương suốt 8 năm trời. Thì ra ba lô này anh chẳng hiểu biết cô chút nào hết. Sờ tay vào túi quần lấy ra tấm thiệp mời, chính là cái mà quản gia đã đem cho anh. Trên đó có ghi rõ: Mời cháu Văn Khải Minh tới dự lễ kết hôn với vai trò phù rể. Anh cầm lấy ngắm nghía rồi đưa đến trước mặt Dương Thanh Thanh cô lầm nhầm đọc từng chữ có hơi mất bình tĩnh xiết nắm tay gương mặt dù đã trang điểm kỹ lưỡng cũng không giấu được vẻ tiều tụy cô không nghĩ ông văn khải hoàn sẽ mời anh tới lại còn là phù rẻ lúc nhìn thấy anh trên lễ đường cô đã hoảng hốt đến suýt ngã anh đứng ngay sau lưng cô ánh mắt nóng rực đến mức cô cứ nghĩ mình đang đứng trên đống lửa lớn căng thẳng quá độ khiến dạ dày cô quặn thắt đau đến khó di chuyển cố gắng mãi mới hoàn thành hết nghi lễ đã khiến cho cô kiệt quệ sức lực văn khải minh nhìn sắc mặt khó coi của cô tuy trái tim vẫn nhức nhối nhưng vẫn mạnh miệng em trèo nhầm giường rồi đấy tôi là người thừa kế chính hợp pháp của tập đoàn chú tôi chỉ tạm thời quản lý thôi bây giờ tôi trở về dĩ nhiên vật hoàn nguyên chủ vị trí đó cũng thuộc về tôi thế nào hối hận hay là em cũng quyến rũ tôi đi. Nói không chừng tôi sẽ mềm lòng mà cho em. Còn chưa kịp nói hết câu, Dương Thanh Thanh đã vung tay tắt mạnh vào mặt anh. Đôi môi cô tự cắn đến sắp chảy máu, đôi mắt chứa toàn nước uất ức nhìn vào anh. Anh đúng là đồ tồi. Khải Minh ngây ngốc, dường như bị tát tỉnh, cũng nhận ra lời mình vừa nói có bao nhiêu cay nghiệt. Vốn dĩ anh cũng không muốn nói ra những lời xúc phạm đến cô như thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô vì danh lợi mà thẳng thừng vứt bỏ tình cảm nhiều năm anh lại hận đến nghiến răng cũng không thấy chính mình có lỗi tôi tôi đã làm cái gì tôi nói không đúng sao không phải vì em vì tiền mà bò lên giường chú tôi muốn trở thành phu nhân chủ tịch nên mới đá tôi sao mẹ nó sao em lại không chờ tôi ông ta cho em được tôi cũng cho được Sao em phải làm chuyện ghi tởm như vậy Càng nói Văn Khải Minh càng tức giận Anh hận người con gái đem trái tim mình dẫm nát Cũng hận chính bản thân mình Còn không có tự trọng mà vẫn nghĩ đến cô Anh dường như đã hét lên Muốn chút bỏ toàn bộ nỗi lòng mình Thanh Thanh em có trong đó không Đúng lúc này Giọng nói của Văn Khải Hoàn vang lên từ ngoài cửa Dương Thanh Thanh giật mình Cô cuống quyết chạy ra cửa cô không thể để ông ta nhìn thấy mình đang dây dưa với văn khải minh muốn chạy đến mở cửa thuận tiện tìm đường thoát thân khải minh lại không cho cô cơ hội anh ép sát người cô đến cạnh tường khóa chặt cô giữa hai tay tránh ra chồng em đang ở bên ngoài anh vẫn dừng dưng thì có sao không phải là em giỏi nhất là bắt cá hai tay sao chuyện em làm với tôi được thì cũng làm với ông ta được có gì mà phải sợ bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn dồn dập ông ta dường như đã mất kiên nhẫn em có trong đó không anh vào nhé dứt lời cánh cửa đã bị lạch cạch đẩy ra dương thanh thanh sợ hãi đẩy khải minh ra nhưng không để ý đến trong tay anh còn nắm vải lụa trên váy cô xoẹt một tiếng chiếc váy đã bị rách một mảng lớn ở eo văn khải minh sững sờ nhìn viết bầm xanh tím trên cơ thể cô dấu đỏ chi chít từng mảng còn có cả những vết cắn sâu hắm Còn chưa đóng vẩy Giống như người cắn Muốn dùng hết sức lực Muốn cắt đứt cả da thịt Thanh thanh hoảng loạn kéo tà váy dài phía sau lên che đậy Run rẩy lùi ra xa Em Câu nói của anh bị tiếng bước chân của người đàn ông vừa bước vào ngăn lại Sao em lại ở đây mà không lên tiếng Có chuyện gì sao Văn Khải Hoàn hướng ánh mắt về phía Dương Thanh Thanh Giọng nói trầm trầm Trông có vẻ như đang quan tâm đến người vợ mới cưới Nhưng thực chất trong mắt lại toàn vẻ hờ hững không để ý Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng Khải Minh nhìn hai người Thấy không ổn thì liền lên tiếng giải vây cho cô Không có gì đâu chú Váy của cô ấy Của thím ấy bị hỏng nên cháu sửa giúp Dù gì thì cũng học thiết kế ra mà Ông ta lạnh nhạt nhìn sang anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng Cháu ra ngoài với chú vào lát đây là lời đầu tiên văn khải hoàn nói với anh từ lúc anh về nước lúc trước anh đã đem ông ta trở thành thần tượng số một là người chú hoàn hảo đáng tin cậy và dựa dẫm nhưng đó chỉ là tâm trí của một đứa nhóc vừa mới lớn bố mẹ đều mất khiến anh thấy rất mất phương hướng lúc đó chú thực sự chính là người thân duy nhất dĩ nhiên tin tưởng ông ta là chuyện dễ hiểu cho đến khi anh nhận ra ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì có lẽ vì đã quen ở trên cao Lòng tham không kìm được Quyền lực đã trong tay Thì đâu dễ dàng nói bỏ là bỏ Ông ta bành trướng thế lực Chèn ép anh khắp nơi Hai năm trước ra nước ngoài Là ý của ông ta Trong khi đó ông ta ở lại đây Đã thao túng được toàn bộ công ty Khẳng định không thể nào Để anh dễ dàng tiếp nhận lại tập đoàn của bố mẹ Bây giờ Lại còn cướp đi người yêu của anh Cho dù không biết cố tình hay là vô ý nhưng anh cũng không cách nào Ở chung dễ dàng với ông ta được Tuy vậy anh hiện tại Chưa đủ khả năng đấu lại ông ta Trước mắt vẫn nên ngoan ngoãn Nghe lời một chút Đi đâu ạ à? Cháu vẫn đang muốn làm quen với thím đây Đi gặp một số cổ đông và đối tác Ông Văn Khải Hoàn lạnh giọng Không để cho cháu mình Có cơ hội phản bác Nghi người tạo thành một lối đi ở cửa Không còn cách nào khác Đành phải theo lời ông đi ra ngoài Trước khi cả hai rời đi Dương Thanh Thanh xin phép ông ta trở về nghỉ ngơi trước Văn Khải Hoàn dừng lại Gọi người đưa cô về trước rồi mới đi Lúc ông ta ra đến sảnh lớn Thì Văn Khải Minh đã đứng chờ được một lúc Trong đầu anh bây giờ Chỉ toàn là hình bóng Dương Thanh Thanh Sắc mặt tái nhợt Và cơ thể chẳng chịt vết thương ghê người Anh không hiểu được chuyện gì đã xảy ra Chẳng lẽ cô và chú không yêu nhau Kết hôn cũng không phải là do cô tình nguyện Lại nhớ đến tiếng khóc thương tâm lúc đầu anh nghe được Trong lòng lại càng thêm nghi ngờ Nhưng mà nếu không tình nguyện Thì sao cô lại tuyệt tình với anh đến vậy Lúc ở khách sạn còn chủ động yêu cầu áo mưa Tuy không nhìn kỹ Nhưng có lẽ trong cái hộp ấy Còn có nhiều thứ kinh khủng hơn nữa kìa Có điều anh thật sự hy vọng chuyện này có ẩn khúc Cố đè ép những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải giành lại được công ty của bố mẹ anh. Khi có quyền rồi thì cái gì cũng có thể giải quyết được, kể cả chuyện của Dương Thanh Thanh. Ông Văn Khải Hoàn dẫn cháu mình đến một đám người, đều là những ông chú đầu hói, tóc hai màu. Anh nhận ra hồi hết những người này đều là những người lúc trước đi theo bố mẹ anh, bây giờ lại quy thuận chú anh. Giới thiệu với các vị đây là văn khải minh cháu trai của tôi thằng bé vừa mới về nước từ bây giờ cần các vị giúp đỡ nhiều hơn rồi văn khải minh cúi đầu chào hỏi từng người chà cháu trai lớn rồi nhỉ mới vừa về nước thì nên phải học hỏi nhiều hơn rồi tốt nhất là nên để cậu ấy tích lũy kinh nghiệm từ chức vụ thấp nhất nhà họ văn đều là người giỏi giang cho cháu nó không gian phát triển thì mới tốt tôi nói có phải không một người trong số đó lên tiếng tất cả những người còn lại đều gật gù đồng ý rõ ràng chính là muốn chèn ép đổi anh ra khỏi nhánh quản lý của tập đoàn còn nói nhà họ văn đều tài giỏi cần không gian phát triển không phải ý muốn chỉ nếu anh tự bò lên được là bình thường không được thì là thằng phế vật duy nhất của dòng họ sao văn khải minh biết mình đang trong thế khó anh không có người ủng hộ hơn nữa cũng không đủ kinh nghiệm là sự thật vậy nên anh cũng không từ chối mà còn thuận theo ý của vị cổ đông kia cháu cũng nghĩ là như vậy vẫn còn cần một chút thời gian để cháu học tập trước khi hoàn toàn tiếp nhận tập đoàn đi từ dưới lên cũng chứng minh được thực lực của cháu để những người không phục cũng không thể nói được gì nói xong khải minh còn thâm ý liếc nhìn ông chú của mình một cái ông ta trầm mặc cũng hiểu hết ý tứ trong lời nói của anh nhận ra thằng nhóc năm nào còn dùng ánh mắt sùng bái nhìn ông ta nay cũng đã biết cách tự dùng thực lực bản thân đáng tiếc sói con cũng cần có thời gian để trưởng thành mà ông ta tuyệt đối sẽ không để thằng nhóc này có cơ hội trở mình nếu nó muốn đi lên thế thì phải đi từ nơi thấp nhất rồi còn lên được hay không thì còn phải phụ thuộc vào ông ta văn khải hoàn cười ha hả vỗ vỗ vai anh vẫy tay gọi người phục vụ đem rượu đến một đám người cũng hùa theo giả dối vui vẻ nào cùng nâng ly sau này cháu tôi còn cần các vị giúp đỡ nhiều cả đám cáo già lúc nào cũng đem mặt nạ văn khải minh thầm mỉa mai rút cục cũng cần phải nắm bắt được cơ hội chú anh chắc hẳn sẽ không để anh lớn mạnh lên còn cần phải cẩn thận nhiều anh muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình cho dù là tài sản hay là người yêu Sau khi tan tiệc Cả hai chú cháu lên xe về nhà Văn Khải Hoàn trông có vẻ đã ngà ngà say Nghiêng người nhìn ra cửa sổ Hoàn toàn làm ngư Văn Khải Minh ở bên cạnh Anh lại không muốn ông ta được yên Cố tình muốn thăm dò chuyện ông ta và Dương Thanh Thanh Chú, chú làm sao mà tìm được cô vợ trẻ đẹp như vậy Văn Khải Hoàn khẽ nhếch miệng Giống như đang nghĩ đến việc gì thú vị lắm chú có tiền có quyền không có gì là không có được cả ông ta lúc này mới nhìn văn khải minh đôi mắt tràn đầy ngạo mạn khinh thường cháu còn trẻ mà không phải cứ như thế là đủ cháu chưa hiểu hết thế giới của người ở tầng cao đâu còn phải học hỏi nhiều lắm văn khải minh không nói được gì quả thực bây giờ anh không có cách nào so sánh với ông ta cho dù anh luôn tự tin nói sau này công ty sẽ thuộc về anh nhưng đó là chuyện của sau này Hiện tại anh cái gì cũng không có Không tiền Không quyền Đến người yêu cũng bị cướp mất Đành cắn chặt răng im lặng Vốn nghĩ như vậy là đã tạm thời ngưng được chiến tranh Không nghĩ rằng chiến trường Thực sự lại không phải nơi này Xe dừng lại trước cổng biệt thự Lái xe đưa Văn Khải Hoàn Hơi choáng váng vào trong Văn Khải Minh hơi kinh ngạc Khi chú anh lại ở nơi này Đây là nhà của anh cho dù có phải bỏ trống một khoảng thời gian dài anh đi du học thì cũng là của anh. Ông ta sao có thể ngang nhiên vào ở như vậy? Hơn nữa, nếu ông ta đã ở đây, vậy thì người vợ mới cưới của ông ta chắc chắn cũng sẽ ở đây. Vậy nên, hiện tại Văn Khải Minh đang đứng trên chân ở cửa nhìn Dương Thanh Thanh ngồi dưới sàn thay dép cho Văn Khải Hoàn. Lúc anh và cô ở bên nhau, anh luôn là người quan tâm chăm sóc cho cô không bao giờ để cô phải chịu uất ức Vậy mà bây giờ lại nhìn thấy cô phải giống như người hầu Hầu hạ người khác như vậy Anh thực sự không thể hiểu nổi Tại sao cô thà chấp nhận cúi người trước ông ta Chứ không muốn ở cạnh anh làm công chúa Chẳng lẽ chỉ cần có tiền, có quyền Thì bất cứ chuyện gì cũng làm được thật sao Còn không để anh kịp nghĩ thông Văn Khải Hoàn đã ôm eo Dương Thanh Thanh tiến lên lầu Quản gia đứng bên cạnh Thấy anh ngây ngốc như vậy, tiến tới vỗ vai anh, đưa anh đến bàn ăn, pha cho anh một ly trà gừng, sau đó mới đem lên bát canh giải rượu và vài món ăn. "Chắc là cậu cũng đói rồi, nên ăn một chút đi. Uống rượu mà không ăn gì thì hại sức khỏe lắm." Khải Minh vẫn chìm đắm trong thế giới riêng, không để ý đến quản gia, cũng không động đũa. "Hai người bọn họ lâu chưa? Anh thực sự rất muốn biết" rõ ràng mấy ngày trước khi anh về nước tình cảm của cô và anh vẫn vô cùng tốt vẫn ngọt ngào hạnh phúc đến vậy thế mà bây giờ nhìn cô và chú anh cũng không giống như mới quen biết chưa lâu quản gia không nghĩ anh sẽ hỏi đến chuyện này hơi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời hình như cũng không lâu lắm chỉ khoảng một tháng vậy mà đã kết hôn ư tôi cũng không rõ lắm chỉ là ông chủ muốn cưới cô ấy cũng đồng ý quản gia không để ý nhiều đến đời sống cá nhân của ông văn khải hoàn cho lắm dù sao việc ông cần để ý cũng chỉ có chuyện của cậu chủ và công ty của ông bà chủ cũ có về được tay cậu chủ hay không những chuyện khác đều không muốn quạt nhiều tại sao chú ấy lại đột nhiên muốn kết hôn không phải là chú ấy luôn chỉ có công việc trước đó còn nói không muốn lấy vợ sao khải minh muốn tìm ra điểm vô lý trong chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài Chắc chắn phải có điều khuất tất Có thể là đã có tuổi nên muốn có người chăm sóc Quản gia thử nói ra một lý do Nhưng có vẻ không thuyết phục lắm Văn Khải Minh nghĩ ông cũng không biết Dương Thanh Thanh là ai Chuyện tình của cô và anh Vốn dĩ anh cũng chưa từng nói với ông Chỉ có bạn bè thân cận hiểu rõ Bác Lý Bác biết cô ấy là ai không Chính là người yêu của tôi ông lý quản gia cũng hơi bất ngờ chú ruột cướp người yêu của cháu trai để làm gì không biết chú ấy có biết hay không nhưng tôi đoán là có chắc chắn chú ấy đang muốn làm cái gì đó đang trầm tư suy nghĩ trên lầu lại vang lên từng tiếng rên rỉ đứt quáng đầy mị hoặc văn khải minh đen cả mặt nghiến chặt răng đứng dậy bỏ đi tôi không muốn ăn tôi lên phòng trước văn khải minh tức tối bỏ lên phòng Hiển nhiên là bị chọc giận không nhẹ Đến nửa đêm Anh vẫn không ngủ được Một phần vì tức giận Một phần vì dạ dày đang kêu gào Anh uống không ít rượu trong bữa tiệc Lại không ăn gì Bây giờ cả người đều thấy khó chịu Cố gắng đứng dậy Muốn xuống bếp tìm đồ ăn Đèn phòng bếp không bật Anh nghe có tiếng lạch cạch Vội vươn tay mở công tắc Ánh đèn màu vàng hắt ra Dương Thanh Thanh giật mình làm rơi thứ đang cầm trên tay. Viên đá lạnh đập xuống sàn phát ra tiếng động. Thím ư? Văn Khải Minh cười mỉa mai, lúc nãy còn kêu đến dâm thanh đã ngữ, bây giờ lại lén lén lút lút một mình đứng ở đây để làm gì? Nửa đêm rồi, còn ở đây làm gì? Dương Thanh Thanh im lặng. Cô đẩy vật sau lưng sâu vào góc bếp giấu giếm, nhưng vì ưu thế chiều cao, Khải Minh không bỏ sót chút hành động nào của cô nhìn rõ ràng thứ mà cô muốn che đậy là một chiếc cốc thủy tinh đựng đầy mấy viên đá trong suốt trong cốc không có nước hơi lạnh tỏa ra làm ngưng tụ ngoài thành cốc một tầng xương mờ mỏng ngay bên cạnh còn đặt một chiếc khăn lông viên đá dư dưới chân đã tan ra thấm ướt một mảnh chiếc dép mềm bàn chân đã ẩm ướt và lạnh buốt cô co ngón chân lại nhẫn nhịn khải minh biết cô có tật thích nắm đá lạnh trong tay cho đến khi nó tan hết. Mỗi khi có áp lực hay gặp chuyện không vui, cô đều làm như vậy. Đã nhiều lần anh ngăn cản, nhắc nhở cô như thế sẽ làm bỏng lại, nhưng Dương Thanh Thanh đều không nghe, chỉ cười cười xin lỗi rồi lần sau lại tiếp tục. Lần này lại còn lấy nhiều đá lạnh đến vậy, không biết cô đã đứng đây bao lâu, cầm bao nhiêu viên. Sao em lại nắm thứ này nữa? Giật mình trước tiếng nói hơi lớn của anh, Thanh Thanh hốt hoảng lùi ra sau Sàn nhà bị thấm ướt trơn trượt Cô không cẩn thận mà ngã ra sau Khải Minh không nghĩ được nhiều Vội vã kéo cô vào trong ngực mình Tránh cho cô bị va đập vào đâu Thanh Thanh cũng bị tình cảnh vừa rồi Làm cho ngây ngốc Tránh trong lồng ngực anh một lát Mới lấy lại tinh thần Vội vàng đẩy anh ra Không liên quan đến anh Bị người đẩy ra Khải Minh tức giận nắm lấy tay cô Giữ chặt không buông Chán ghét tôi đến thế ư Đụng vào một chút cũng không muốn Không phải lúc trên giường của chú tôi Rất lớn gan hay sao Bây giờ còn tỏ vẻ thanh thuần làm cái gì Nghe được câu nói xỉ nhục của anh Thanh thanh cắn chặt môi không đáp lời Trong mắt ngập nước lén lút nhìn anh Vừa quyến luyến Vừa tủi thân Lại có chút gì đó bất ức không nói ra được thành lời Bắt gặp ánh mắt ấy Làm Khải Minh bị chế trụ Tuy cô đã nhanh chóng cụp mắt trốn tránh, nhưng lần này Khải Minh cũng không nghĩ mình nhìn nhầm, tuyệt đối đã có chuyện gì đó xảy ra với cô, cho nên mới dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Thanh Thanh đau đớn rụt tay lại, bàn tay lúc này đã đỏ bừng, nổi rộp lên, hiển nhiên thời gian nắm thứ đá lạnh ấy cũng không ngắn. Nhận ra được sự khác thường của cô, Khải Minh cũng nhìn ra tình trạng bàn tay ấy. Mẹ nó Tôi sai rồi được chưa Để tôi xem tay em một chút Anh mở lòng bàn tay cô ra Xót xa nhíu mày Rồi tiếp tục quở trách Đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe Bỏng lạnh thì có gì tốt đẹp chứ Bây giờ phải chịu đau Không phải là chính em sao Cô không né tránh Cúi gặp mặt không rõ biểu tình Bờ vai run rẩy Dường như đang muốn hưởng thụ Chút quan tâm ít ỏi cuối cùng không nữa xa nhưng bây giờ hai người đã không thể như xưa, tiếp tục chìm đắm mà không nghĩ đến hoàn cảnh chỉ khiến nó thêm xấu đi. Cô như đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi tiếp tục lặp lại, "Không liên quan tới anh." Thanh Thanh đẩy anh ra, muốn cầm lấy cốc thủy tinh bỏ chạy. Khải Minh theo bản năng giữ cô lại, nắm lấy một mảnh áo sơ mi khoác hờ bên ngoài để che đi chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh. Áo không chịu nổi lực kéo lệch xuống một đoạn làm lộ ra tấm lưng. Khải Minh sững sờ nhìn mảng da thịt lộ ra ngoài, từng vết cào đỏ tươi còn dớm máu nằm trên làn da trắng nõn trông càng thêm ghê người. Lúc chiều khi anh kéo khóa váy cho cô cũng không có những vết này, chắc chắn là do chú anh làm ra. Khải Minh lúc này không né được mà chửi một câu, lòng anh vừa xót xa thương tiếc lại trần đầy khó hiểu. Người con gái anh trân trọng bao lâu nay Người chỉ cần xước tay một chút Cũng sẽ đỏ viền mắt Mà nũng nịu kêu đau với anh Vậy mà bây giờ Đến thương tích đầy mình cũng không dám nói ra Chỉ có thể một mình chịu đựng Tại sao phải đến mức thế này Tại sao cô thà phải chịu đau đớn Mà cũng không muốn nói cho anh biết Chắc chắn hôn lễ này có điều ẩn khúc Anh không tin người anh thương suốt 8 năm nay Lại như vậy Không tin chỉ vì danh vọng quyền lực mà cô bất chấp mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Nhưng vì sao cô không nói với anh? Nếu như có chuyện thì cả hai cùng nhau giải quyết có phải tốt hơn sao? Anh không đáng để tin tưởng như vậy sao? Khải Minh đau xót muốn chạm lên vết thương sau lưng cô, bàn tay hư run nâng lên rồi lại hạ xuống, sợ rằng sẽ làm đau cô. Em, những vết này là gì? Thanh Thanh vội vàng xoay người, kéo áo lên cho ngay ngắn rồi lại lùi ra phía sau trong ngày hôm nay anh đã nhìn thấy tận hai lần những dấu vết ô uế ghê tởm mà cô muốn giấu đều bị anh nhìn thấy hết cơ thể dơ bẩn này đến chính cô còn thấy chán ghét huống hồ là anh dấu hôn bầm tím vết cào vết cắn rậm rạp trên người cô muốn chườm đá để nó nhanh khỏi nhưng bây giờ đều bị anh nhìn thấy hết bản thân cô bây giờ chẳng khác nào mấy con chuột bẩn thỉu chui rúc trong cống rãnh sợ hãi phải đối mặt với thái dương lo rằng chính mình sẽ làm bẩn ánh nắng rực rỡ đừng chạm vào em xin anh đừng chạm vào em thấy cô hoảng loạn như vậy khải minh không nghĩ được nhiều nhanh chân chạy đến ôm lấy cô thanh thanh vùng vẫy muốn tránh thoát anh cố chấp giữ cô trong ngực vỗ nhẹ lên vai cô an ủi cố gắng tránh đi những vết thương để không làm cô đau thanh thanh không sao đừng sợ ngoan dường như sự an ủi của anh có hệ quả thanh thanh không dãy giụa ngược lại ôm chặt lấy anh khóc lớn hơn khải minh chua xót nàng công chúa của anh cuối cùng lại không thuộc về anh còn phải trơ mắt nhìn cô đau khổ mà không hiểu nổi lý do nói cho anh đi có được không thanh chuyện gì cũng có thể giải quyết mà Sao phải đi đến bước này chứ? Thanh thanh nước nở không thôi, giống như muốn giải tỏa hết tất cả những khổ sở phải chịu đựng, nhưng rồi vẫn kiên quyết không nói rõ ràng. "Không thể, Khải Minh, chỉ lần này thôi, chỉ bây giờ thôi, xin lỗi, đừng quan tâm đến em nữa." Cô cố nuốt tiếng khóc vào trong, chậm chạp rời khỏi tay anh, cầm lấy ly đá và khăn lông nặng nề, đi từng bước lên lầu khải minh nhìn cô dần khuất trong đêm tối nơi ánh trăng bên ngoài không hắt vào được bóng tối trong nháy mắt nuốt chửng thân hình bé nhỏ của cô anh rất muốn hỏi tất cả tại sao không thể nói với anh hay vì không tin tưởng anh nhưng cuối cùng lại không thoát ra được câu nào lời nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng cảm giác bất tực lan tràn khắp tế bào khiến trái tim như vỡ nứt là do anh quá vô dụng Thanh Thanh quay trở về phòng Lúc này Văn Khải Hoàn đã ngủ Cô lặng lẽ đi về phía sofa Bắt đầu dùng khăn lông Trưởng lên những vết tím bầm trên người mình Hy vọng ngày mai có thể lặn bớt đi Khăn lạnh vừa chạm vào da thịt Đã khiến cả người cô lạnh buốt và đau nhức. Vết thương trên cơ thể Dù đau Cũng không thể so với trái tim cô lúc này Vốn đã quyết tâm từ bỏ tất cả thế mà giây phút yếu lòng lại không thể kiềm chế được mình cô bây giờ chỉ là thứ dơ bẩn nhơ nhuốc không có tư cách nhận tình yêu của anh cũng không nên tham lam muốn lại gần anh nhưng trái tim là thứ khó kiểm soát không phải nói quên thì là quên được nói bỏ thì là bỏ được vừa đối mặt với anh là nó lại đập mãnh liệt phải khó khăn lắm mới không để tình cảm từ đáy mắt lộ ra cô cố nén tiếng khóc nhất định phải nhẫn nhịn nhất định phải chịu đựng nếu không những chuyện trước đó làm đều là công cốc sao lại khóc văn khải hoàn không biết đã lá dậy từ lúc nào ngồi dựa lưng vào thành giường ánh mắt sắc bén sáng rực nhìn chằm chằm vào thanh thanh đầy hứng thú không nghe được câu trả lời của cô ông ta xuống giường chậm rãi tí lại gần vươn tay nắm lấy cằm cô nâng lên ép cô phải nhìn thẳng vào ông ta nói đi cưới anh làm em ấm ức lắm hả Đến mức phải ngồi khóc giữa đêm Thanh Thanh vẫn im lặng Ông ta lại không còn kiên nhẫn Tay đang nắm cầm cô siết chặt Cô đau đớn nhíu chặt mày Cơ thể ghi nhớ những tổn thương Mà người đàn ông trước mặt mang lại Theo bản năng né tránh lùi ra sau Điều này lại càng chọc giận ông ta Nghiến răng nghiến lợi Ông ta giống lên Nói Ông biết mà Lúc này cô cũng không cần diễn vai cô vợ ngoan ngoãn Lạnh nhạt nhìn chằm chằm ông ta đáp lại Khải Hoàn lại đột nhiên cười lên đầy hứng thú Vì sao? Vì anh không còn trẻ Không đẹp trai như là thằng cháu anh hả? Ông vĩnh viễn cũng không so được với anh ấy Câu nói này không biết chọc phải chỗ nào đến ông ta Nụ cười dần lạnh lẽo Đôi mắt hiện lên vẻ độc ác Nếu nói về độ ngu ngốc Thì dĩ nhiên thằng nhóc đó không ai bằng nổi rồi Nhớ cho kỹ lấy Em là vợ anh Nếu có ý nghĩ phản bội Vậy thì cũng phải xem thằng cháu anh có chịu nổi hậu quả hay không Ông ta nói xong Liền nắm lấy tay cô vứt lên giường Sau một đêm nằm chằn chọc khó ngủ Khải Minh mang theo đôi mắt thâm quầng rời giường Anh mệt mỏi xoa chán Trước đó cứ nghĩ những năm du học ở nước ngoài Phải yêu xa là đau khổ nhất Bây giờ anh nguyện đánh đổi tất cả Để trở về những ngày tháng đó chỉ tiếc không có cách nào anh chưa hiểu hết ấm lạnh của lòng người không có khả năng hiểu được những âm mưu sâu xa nghĩ mãi cũng chẳng thể cho ra một kết quả nào có tính khả năng vừa bất lực vừa thống hận sự vô năng của bản thân anh đến văn phòng của văn khải hoàn theo yêu cầu để bàn giao công việc mới theo như lời ông ta đã nói trước đó anh sẽ bắt đầu từ chức vị nhỏ nhất anh không nghĩ đây là việc gì khó khăn mấy năm ở nước ngoài cũng khiến anh quen thuộc với hoàn cảnh tự lăn lộn giống như người bình thường hơn là cậu ấm nhà giàu. Nhưng có lẽ anh đã xem thường chú mình quá rồi. Không chỉ muốn đẩy anh ra khỏi ban quản lý, đến cả làm nhân viên bình thường cũng không cho phép. Tại sao cháu lại là stylist cho nghệ sĩ? Không phải đây là chuyện cháu muốn sao? Văn Khải Hoàn ngả người trên ghế, trông vô cùng thoải mái, nhàn nhã, thậm chí còn có tâm tình thưởng thức gương mặt tức giận của Khải Minh So với ông ta mà nói Anh chỉ mới là con sói con chưa rứt sữa Không có cả tư cách đừng so sánh với ông ta Muốn đấu với ông ta Thì còn không có nổi phần trăm chiến thắng nào Khải Minh tức đến nghiến chặt cả hàm Anh vốn nghĩ công việc nhỏ nhất trong lời ông ta nói Sẽ là nhà thiết kế của phòng sáng tạo Chứ hoàn toàn không nghĩ đến lại là công việc kiểu này đẩy anh đi làm stylist cho nghệ sĩ trực thuộc công ty nhánh. Điều đó có nghĩa là anh chẳng khác nào nhân viên được thuê ngoài, làm bán thời gian cho nghệ sĩ, không còn một chút liên hệ gì với công ty nhà mình. Quả thực đòn đánh này của ông ta quá mức thâm độc, lại vô cùng hiệu quả. Anh lại không có khả năng phản kháng, chỉ có thể giống như con chuột nhắt nằm trong tay ông ta. Mặc cho ông ta đùa giỡn, còn chưa để anh tiếp nhận chuyện này xong. Khải Hoàn lại đem đến cho anh một kinh hỉ mới Ông ta tiếp nhận cuộc gọi từ trợ lý Đắc ý nở nụ cười hướng về phía anh Nghệ sĩ sắp đến rồi Sắp tới cháu phải hợp tác với cô ấy cho tốt đấy Đây là người mới của công ty Tài nguyên sắp tới đều dồn cho cô ấy Cháu nhớ phải làm cho tốt đấy Tầm 2 phút sau Cánh cửa phòng mở ra Dương Thanh Thanh tiến vào với một hộp cơm giữ nhiệt cầm trên tay Vừa nhìn thấy Văn Khải Minh Cô có chút sửng sốt Chẳng trách Ông ta lại cố ý Muốn cô đưa cơm đến cho ông ta Thanh Thanh cúi đầu đi vòng qua anh Tiến lại gần Văn Khải Hoàn Cơm trưa của anh đây Ông ta cười vui vẻ Nắm lấy tay cô kéo vào lòng Em đúng là cô vợ dịu dàng chu đáo Nào đút cho anh đi Thanh Thanh hơi hoảng hốt Lén lút liếc nhìn Khải Minh đứng sững sờ trong văn phòng Khải Hoàn thấy thế Liền xiết lấy eo cô Nhéo một cái cảnh cáo Cô tỉnh táo lại Cầm lấy đũa gắp lên một miếng thịt kho Ông ta ngay lập tức há miệng đón lấy Tay còn thuận tiện Xoa xoa eo cô Khải Minh thấy vô cùng cay mắt Tranh lệch tuổi tác giữa hai người họ Thật sự quá mức cạch cỡm Còn bày ra vẻ ân ái Muốn chọc giận anh Vừa khó chịu lại còn phải nhẫn nhịn Đơn giản vì anh không có tư cách Để tức giận Chính thức giới thiệu với cháu Dương Thanh Thanh, vợ của chú Cũng là nghệ sĩ mới của công ty Từ giờ cháu sẽ là stylist riêng của cô ấy Thôi được rồi Cháu nên bắt đầu vào công việc luôn đi Chiều nay Thanh sẽ có hoạt động ra mắt sản phẩm mới của công ty Dưới vai trò người đại diện nhãn hàng Cháu nhớ là theo sát cô ấy Ông ta nói xong thì vẫy tay Có ý đuổi người Nếu đã xong chuyện thì cũng không cần phải giữ ai ở lại cả kể cả dương thanh thanh bây giờ ông ta không muốn nhìn khuôn mặt như đưa đám của cô hơn nữa ông càng muốn xem hai người kia ở cạnh nhau thanh thanh sẽ không dám làm ra chuyện gì thân thiết với thằng cháu của ông ta thằng nhóc đó cũng chỉ có thể ngu ngốc chịu đựng mới nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi khải minh theo thanh thanh đến phòng nghỉ của cá nhân dường như cô không muốn nói chuyện với anh vừa vào phòng đã tiến đến sofa, cầm lấy kịch bản trên bàn đọc. Với một buổi ra mắt sản phẩm nhỏ thế này, dĩ nhiên cũng không có gì cần chú ý nhiều, cho nên cô cũng chỉ muốn tránh anh nên mới xem. Khải Minh dĩ nhiên cũng nhận ra anh tiến đến giật lấy kịch bản trên tay cô, không để ý khiến lực quá mạnh, góc tờ giấy sắc bén xẹt qua tay cô, cắt ra một vết thương ở tay. Anh hơi hốt hoảng Lúng túng kéo tay cô lại xem Xin lỗi anh không cố ý Để anh lấy thuốc sát trùng cho em Còn chưa kịp đứng lên Thì Thanh Thanh đã lên tiếng băng ngu gâu là được rồi Nhìn người thuần thục Dán băng cá nhân lên vết thương Anh chợt thấy chua xót Cô đã không phải cô gái nhỏ Chỉ một chút xây xước cũng phải kéo lấy tay anh Làm nũng kêu đau Cô quầy hiện tại Cho dù thương tích đầy mình cũng chỉ lặng lẽ một mình tìm đá lạnh trường lên Khải Minh thấy hối hận Tại sao năm đó lại có thể nghe theo sắp xếp của chú mà ra nước ngoài học Nếu anh không đi cô và anh sẽ vẫn như vậy Không có xa cách cô vẫn sẽ là nàng công chúa ngây thơ dịu dàng của riêng anh Chứ không phải như bây giờ Cái gì anh cũng không biết Cái gì cũng không hiểu Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu lấy người khác Còn nữa Cô chưa từng nói mình muốn trở thành nghệ sĩ bây giờ lại tham gia vào em muốn làm cái nghề này từ khi nào sao chưa bao giờ nghe em nói với tôi lâu rồi nhưng không có cơ hội thanh thanh lạnh nhạt đáp lời anh quả thực đây là ước mơ từ nhỏ của cô tuy nhiên trước giờ chưa từng nói với ai kể cả văn khải minh cũng vì gia cảnh của bản thân cô cho rằng mình chắc chắn sẽ không có cơ hội lúc anh ra nước ngoài cô biết thân phận của anh lo lắng mình không xứng đáng với anh muốn làm gì đó để nâng bản thân mình lên vì lòng tham của mình nên cô mới biết đến văn khải hoàn cuối cùng lại rơi vào kết cục như bây giờ cô có nỗi khổ của mình nhưng không muốn đem nó ra làm lý do để trói buộc anh là cô không xứng với anh em lấy chú anh chính là vì muốn theo đuổi ước mơ này muốn có được tài nguyên và địa vị chỉ vậy thôi thanh em nói thật đi được không anh không đáng để em tin tưởng sao đó là sự thật tin hay không thì tùy anh sau này đừng đến gần em nữa không phải bây giờ tôi đang làm trợ lý trang phục của em sao em lúc nào cũng nói như vậy hành động lại trái ngược anh không hiểu nổi là em đang nghĩ gì nữa thanh thanh sửng sốt anh vừa mới nói gì anh sẽ là trợ lý phục trang của cô Lúc nãy cô hoàn toàn không thể tập trung nghe cuộc đối thoại của anh và Văn Khải Hoàn Cô chưa hề nghe tin này một lần nào Ông ta cũng không hề nói gì với cô Thành Thành nhất thời không hiểu Tại sao ông ta lại muốn để cho Khải Minh ở bên cạnh mình Không phải chính ông mới là người đã chia rẽ cô và anh hay sao Rốt cuộc thì ông ấy muốn gì đây Thấy cô yên lặng Khải Minh tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện với cô Thành Em nói rõ được không anh tuyệt đối không tin em vì tiền mà làm như vậy thanh thanh rất cảm động trước sự tin tưởng của khải minh nhưng càng như vậy cô càng không thể nói ra khải hoàn không phải là người mà anh có thể đấu lại thậm chí ông ta có thể giống bất kỳ thủ đoạn đê tiện nào dương thanh thanh cũng không dám lấy an toàn của anh ra đánh cửa dù sao đây là cô tự nguyện anh không cần có trách nhiệm với chuyện này trong vụ giao dịch này cô cũng có được lợi ích cô có thể làm đại diện thời trang cho công ty chi nhánh tập đoàn sau này cũng có thể tham gia đóng một bộ phim hoặc mua một ca khúc để biểu diễn những thứ này đều đã vượt qua mong đợi của cô rồi vừa lúc này một người đàn ông cao lớn trông hơi hung dữ bước vào dương thanh thanh cô đã chuẩn bị xong chưa khải minh nhận ra người này là người trước cửa phòng chờ cô dâu mà anh thấy trong tiệc cưới Anh có chút sẩm sốt Anh là ai? Tôi là người đại diện của cô Dương Thanh Thanh Anh là Starlit phải không? Anh mau chọn trang phục cho cô ấy đi Thời gian buổi ra mắt được đẩy lên sớm hơn Khoảng 2 tiếng nữa thì bắt đầu Nhớ chọn màu trắng đấy Để phù hợp với nhãn hàng Hắn ta vẫn dùng giọng điệu hung dữ ấy để nói chuyện Giống như lúc trước Hắn mắng chửi cô trong hôm đám cưới chuyện thanh thanh không muốn kết hôn là điều anh đã chắc chắn còn người đại diện này có thể là người của văn khải hoàn đã bị ông ta mua chuộc hoặc là muốn để cô có chống lương tốt sau này cũng dễ dàng hoạt động trong giới này tạm gác lại mọi chuyện khải minh trước tiên liên hệ với vài người bạn để mượn gấp một chiếc váy hàng hiệu sự kiện diễn ra cả buổi chiều thanh thanh mệt đến không còn chút sức lực nào suốt mấy tiếng đồng hồ cứ đứng như tượng sáp trên đôi giày cao gót. Mấy ngày hôm nay ăn ngủ không yên, khiến cho thể lực của cô cạn kiệt. Cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng hoàn thành công việc. Vừa vào đến phòng nghỉ, đã cởi ngay đôi giày cao gót rồi ngồi phịch xuống ghế. Khải Minh luôn đi sau cô. Trong lúc cô đang tẩy trang thì anh bước vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Thanh Thanh vẫn không chú ý. Cô chỉ muốn tẩy sạch lớp trang điểm rồi về nhà ngủ một giấc Cơ thể cô hiện tại không thể chịu đựng được, được nữa Nếu cứ tiếp tục như vậy Thì sức khỏe cô cũng không giữ nổi Khải Minh tiến đến Gỡ mấy cây kẹp tăm cố định tóc trên đầu giúp cô Hoàn toàn quên mất Phải giữ khoảng cách Nhưng Thanh Thanh thì không quên Hơi nghiêng đầu né tránh sự động chạm của anh Cô đứng dậy Cởi chiếc váy lụa đang mặc ra Cơ thể trắng bạch như tượng sáp giải đầy những dấu vết xanh xanh tím tím được che đậy bởi lớp kem nền đã trôi gần hết chỗ ẩn chỗ hiện ngay trước mắt khải minh anh nhìn đến ngây người suốt những năm yêu đương anh rất trân trọng cô gìn giữ cho cô không bao giờ cưỡng ép cô chuyện gì cho nên giữa họ chưa bao giờ đi quá giới hạn về thể xác nói anh không muốn thì dĩ nhiên là nói dối Lúc yêu nhau thì ai mà không muốn người yêu hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng anh muốn để cô thật sự là của mình, sau khi cả hai kết hôn. Không dùng quan hệ thể xác để trói buộc cô. Bây giờ cơ thể cô lại ở ngay trước mặt anh, mang đầy những vết tích người khác để lại. Một ngọn lửa xông thẳng lên đầu anh, không biết là lửa dục hay là lửa giận. Cho đến khi Dương Thanh Thanh đã mặc lại quần áo, gấp gọn chiếc váy lụa đặt trên bàn rồi lặng lặng rời đi Khải Minh vẫn đứng xứng ở đó Cả căn phòng mang đầy mùi hương trên người cô Cho dù đã rời đi Cũng không vơi bớt Mùi hương ngọt ngào Làm anh khao khát đến điên loạn Siết chặt chiếc váy cô vừa để lại Giống như muốn giữ lại hơi ấm Còn vương vấn trên đó trong tay Tại một quầy ba Khải Minh ngồi cùng một người bạn Đó là Tuấn Cũng chính là người trước đó Anh đã nhờ cậy giúp anh chuẩn bị Một bữa tiệc cầu hôn Cuối cùng còn chưa kịp lên sàn Đã phải dẹp bỏ Cô ấy không nói thì mày phải tìm cách khác điều tra đi chứ Cần giúp gì thì cứ nói với tao Khải Minh đang cầm ly rượu trong tay Ánh đèn mờ ảo Che đậy gương mặt tăm tối của anh Lúc yêu nhau Dương Thanh Thanh chưa từng giấu giếm anh chuyện gì Đến cả con chó nhà hàng xóm của cô Bị cạo sạch lông Anh cũng biết Vậy mà lúc xảy ra chuyện lớn Lại tuyệt đối giữ kín như bưng anh cũng biết phải tìm cách điều tra nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu người có thể hỏi thì không biết người biết lại hỏi không được một hơi uống cạn ly rượu rồi đặt lại chiếc ly trên quầy ba cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi bước ra ngoài tao nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tuấn vội kêu lên từ phía sau mày hỏi ai ê đừng có làm chuyện ngu ngốc đấy này này khải minh dĩ nhiên biết mình không có khả năng để làm chuyện ngu ngốc Bây giờ gặp chú anh, hỏi thẳng thì mình và Dương Thanh Thanh đều không thể yên ổn. Băng biết được những gì? Khải Minh đứng trước mặt người quản gia, nhìn chăm chú vào ông ta hỏi, anh muốn biết hết những gì có thể, ít nhất thì cũng là thời gian mà Thanh Thanh và chú anh quen biết nhau. Tôi không hiểu tại sao chỉ trong 3 ngày tất cả lại thay đổi đến như vậy. Trước đó, tôi thấy cô ấy vẫn rất bình thường. Vậy mà tôi vừa về nước Cô ấy lại đòi chia tay Ngày hôm sau lại kết hôn với chú tôi Người quản gia thở dài Bàn tay đang để trên bàn Hết mở ra lại nắm vào Trong biểu cảm của ông Có vẻ như có chuyện gì đó khó nói Cuối cùng thì ông vẫn kể ra Ông ấy đưa cô gái kia về nhà lần đầu tiên cách đây khoảng một tháng Tôi không biết là họ đã làm gì Hay là trao đổi với nhau những gì Cô gái kia dường như là rất căng thẳng Chú tôi ép buộc cô ấy? Có lẽ là vậy. Tôi cũng không biết rõ. Tôi nghĩ cả hai không tính là qua lại với nhau đâu. Đó là lần duy nhất chú cậu đưa cô ấy về nhà trước khi đám cưới diễn ra. Vài ngày sau buổi gặp mặt đó, chú cậu nói có lẽ sẽ tổ chức đám cưới gấp, còn cô gái kia chính thức trở thành nghệ sĩ dưới trướng của công ty con của tập đoàn. Quản gia nói hết những gì mà ông biết cho Khải Minh tuy rằng lo lắng cậu chủ sẽ bồng bột gây chuyện nhưng nếu không nói cậu ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng cậu chủ cậu phải bình tĩnh cậu bây giờ không đấu lại ông ta được đâu làm gì cũng nên cẩn thận khải minh trầm ngâm cố gắng kìm nén cảm xúc tuy anh đã có thể khẳng định nhưng khi biết rõ ràng thì cơn giận vẫn không nén lại được tuy nhiên quản gia nói đúng anh muốn đấu với ông ta thì chỉ như trứng trọi với đá Không chỉ hại chính mình mà còn hại Dương Thanh Thanh Tôi hiểu Lúc này điện thoại vang lên tiếng của tin nhắn Đến phòng gặp chú Là tin nhắn của ông Văn Khải Hoàn Có lẽ hôm nay muốn không có chuyện cũng khó Quả nhiên vừa bước vào phòng đã thấy không khí tràn ngập mùi thuốc súng Ông ta cầm lấy mấy tấm ảnh ném vương vãi khắp sàn Khải Minh còn chưa biết chuyện Nhặt một vài tấm lên xem đó là hình ảnh vào hôm lễ cưới Anh ép Dương Thanh Thanh gặng hỏi Ảnh còn cố ý chụp ở những góc độ mờ ám Giống như anh và cô đang hôn nhau Là ai đã chụp những bức hình này? Có mục đích gì đây? Cháu đang làm cái gì vậy hả? Muốn tiếp cận vợ chú ư? Giọng của ông ta tràn ngập sự mỉa mai Gương mặt vì tức giận Mà hơi đỏ Ánh mắt gườm gườm nhìn anh Không, sao cháu phải làm thế chứ? cháu chỉ muốn tìm hiểu về vợ chú một chút dù sao cô ấy cũng là thím của cháu việc nói chuyện qua lại để tìm hiểu đối phương là chuyện nên làm mà hiện tại không phải lúc bứt dây động rừng anh muốn lặng lẽ điều tra trước đã ông văn khải hoàn lại không cho anh cơ hội đó cuối cùng thì ông cũng phải lật ngửa một lá bài với anh cháu cho là chú không biết cháu từng là người tình của dương thanh thanh sao khải minh sửng sốt không ngờ được là Ông lại có thể ngang nhiên nói ra chuyện này Ngay trước mặt anh Ruột gan anh sôi lên Không thể tiếp tục nhẫn nhịn người chú này nữa Chú biết vậy sao còn cướp cô ấy khỏi cháu Văn Khải Hoàn cười khinh Là do cháu vô dụng không giữ được Sao lại đổi cho chú Vừa châm chọc Ông ta vừa tựa lưng vào thành ghế Lúc này sự ghen tức của ông ta Mới vơi bớt đi được một chút ông đã sớm nhận ra cảm giác sung sướng và thỏa mãn khi có thể đè đầu cưới cổ trên cơ cháu trai mình ăn cướp còn thản nhiên khoe mẽ đúng là không biết xấu hổ có gì mà phải xấu hổ đồ cướp được không phải là thành quả sao vốn dĩ là dùng để khoe ra văn khải minh vô cùng tức giận việc ông ta đem dương thanh thanh ra xem như một món hàng hóa đồ vật đã chạm vào đến điểm chốt trong lòng anh cho dù đây có là chú của anh thì cũng không thể nhẫn nhịn thật sự muốn vung tay đánh thật mạnh vào khuôn mặt ghê tởm đó của ông ta vào ngay lúc anh sắp không kiềm chế được bên ngoài có tiếng gõ cửa văn khải hoàn ung dung ngồi trên ghế nói vọng ra vào đi ông quản gia đi vào trong bê một tách trà trên khay đặt xuống bàn làm việc của văn khải hoàn trà của ông chủ đây làm xong ông đứng sang một bên ra hiệu cho Văn Khải Minh nắm lấy thời cơ đi ra ngoài. Nhưng lúc này anh không còn tỉnh táo nữa, chỉ muốn cướp lại hết thảy. Nhìn tách trà trên bàn của ông ta, anh cầm lấy muốn uống một hơi hết sạch. Quản gia bên cạnh ngay lập tức giật lấy nó, ném xuống đất. Chiếc ly vỡ tan tành. Khải Minh và cả Văn Khải Hoàn đều sửng sốt. Người hay nghi kỵ như Văn Khải Hoàn lập tức nhận ra có gì đó bất thường. Quản gia khép nép cúi đầu xin lỗi ông chủ tôi bất cần quá tôi sẽ dọn dẹp ngay nói rồi ông quay sang nhìn khải minh phiền cậu ra ngoài để tôi dọn dẹp quản gia rõ ràng đã tạo cơ hội giải vây cho anh như vậy nhưng văn khải minh lại cố tình làm lơ cứ chăm chăm nhìn vào văn khải hoàn đầy oán giận sự quan tâm của quản gia đối với anh càng khiến khải hoàn thêm đề phòng ông ta nhìn mảnh vỡ dưới đất sau đó nhìn lên quản gia rồi ra lệnh Tờ mai Ông cứ nói vợ tôi pha trà mang lên Nghe được ý tứ nghi ngờ trong lời của ông ta Quản gia hơi chột dạ giật mình một cái Rồi nhanh chóng trở lại như thường Khải Minh lại bị cơn giận che mờ lý trí Khi nghe ông ta nhắc đến Dương Thanh Thanh Lại càng thêm căm phẫn Phản ứng này khiến Văn Khải Hoàn rất hài lòng Quản gia kéo Văn Khải Minh ra khỏi phòng Vừa cung kính cúi đầu chào ông ta Vâng tôi sẽ nhắc bà chủ đóng cánh cửa phòng lại trước khi văn khải minh lại lên cơn điên làm ra chuyện ngu xuẩn quản gia thất vọng to tiếng với anh tôi đã bảo cậu phải bình tĩnh kia mà anh cũng không thoải mái là bao rõ ràng là ông ta cố ý chọc tức anh tại sao lại phải nhẫn nhịn chứ là ông ta cố ý ông ta cướp người yêu của tôi còn bảo tôi phải bình tĩnh thế nào được đó là người yêu của tôi vậy thì cậu có thể làm gì câu nói của quản gia đánh thức lý trí của khải minh phải rồi anh có thể làm gì chẳng lẽ hùng hổ xông lên đánh nhau với ông ta một trận rồi sau đó bị đuổi hẳn ra khỏi công ty dương thanh thanh cũng vì thế mà phải chịu thêm nhiều đau khổ lúc nãy do quá nóng giận bây giờ lại vô cùng hối hận vì hành động nông nổi như là trẻ con ấy thế giới của ông ta không có chỗ cho người ngây thơ như cậu đâu nếu muốn đấu lại ông ta thì cậu cũng phải thay đổi đi quản gia cố hạ thấp giọng có lẽ sợ rằng lời của mình sẽ bị ông văn khải hoàn nghe được khải minh hít sâu điều chỉnh tâm trạng của mình lúc này anh phải thận trọng nếu đã xé rách mặt nạ ông ta thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì bác có thể giúp tôi ư nếu được tôi sẽ nghe lời bác bây giờ anh không có chỗ dựa vững chắc chỉ có quản gia có thể tạm tin tưởng, anh không thể một mình trên một chiến tuyến, hơn nữa anh cũng không đủ sức một mình chống lại chú mình, chưa đủ lông đủ cánh, vậy thì phải mượn sức từ người khác. Dương Thanh Thanh ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cô không thể ngủ được, cơ thể vẫn còn đau nhức chưa khỏi hẳn, nhưng có một chuyện khác khiến cho cô phải suy nghĩ nhiều hơn. Đó là lời đề nghị của ông quản gia trước khi cô quay lại phòng ngủ ông quản gia đã đưa cho cô một thứ một gói thuốc bột cô giấu nó trong người mang theo bên mình cô không biết thứ này là gì chỉ biết nó có thể khiến cho văn khải hoàn chết dần chết mòn nó là chìa khóa giải thoát cho cô cho cả khải minh mặt khác nó cũng sẽ là cái còng khóa chặt cô suốt đời với tội danh giết người phải rồi cho ông ta uống cái này một ngày nào nó khi lượng thuốc đã đủ Ông ta sẽ âm thầm ra đi Trong một giấc ngủ say Thanh Thanh cắn môi suy nghĩ Đưa mắt nhìn ra người đàn ông bên cạnh giường mình Đôi khi cô không hiểu Vì sao ông ta phải cố chấp đến vậy Phải tìm mọi cách dẫm đạp lên Khải Minh Kể cả khi phải cưới cô về Dù rằng không có ý định kết hôn Tiền bạc và địa vị thật sự Có thể khiến người ta hóa điên Gương mặt ông ta lúc ngủ say Cũng không hề yên ổn có lẽ là do mỗi ngày đều phải bày mưu tính kế chăng. Dù thế đi nữa, Dương Thanh Thanh cũng vẫn không thể liên hệ được gương mặt này với gương mặt khải hoàn của thường ngày. Nó khác nhau ở chỗ, lúc ngủ ông ta không còn toan tính nữa, không có ý định đánh cô mỗi khi cô bỏ trốn, không có dáng vẻ đáng sợ khi nắm được thóp của cô và dọa nạt cô. Nghĩ đến đó, cảm xúc của cô lại bất ổn. Dương Thanh Thanh siết chặt gói thuốc bột nhỏ trong tay. Tại sao mình phải thấy ông ta đáng thương, trong khi mình mới là người đang phải chịu dày vò? Cô nghĩ, cơn đau trên cơ thể vẫn chưa chấm dứt. Những vết sẹo đáng sợ ấy, mỗi ngày cô chỉ có thể dùng kem nền và phấn để che đậy. Cả tinh thần cô cũng kiệt quệ vì đau khổ. Nếu không phải vì ông ta, cô đã chẳng phải chia tay Khải Minh, không phải nói dối anh, cũng không cần cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với anh. Khải Hoàn vốn là kẻ đáng chết, nếu không có ông ta, mọi chuyện sẽ yên ổn. Trong đêm đó Văn Khải Minh cũng không ngủ nổi, sau khi ông quản gia bỏ đi, anh đã suy nghĩ một lúc lâu về chuyện giữa mình và chú ruột. Anh muốn ông quản gia trợ giúp mình, nhưng ông lại chẳng nói gì, điều đó làm anh sốt ruột. Nửa đêm Văn Khải Minh vùng dậy và đi tìm ông quản gia, anh bắt gặp ông đang lén lút đưa thứ gì đó cho Thanh Thanh và giờ thì anh đã biết nó là cái gì là một gói thuốc sáng sớm thanh thanh đã xuống nhà làm đồ ăn sáng để mang lên cho văn khải hoàn theo những yêu cầu mới từ tối qua anh đứng sau cổ thang hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi hành động của cô cô bỏ thuốc vào cốc cà phê đang pha cho ông ta văn khải minh nhớ lại cuộc gặp mặt lén lút của ông quản gia và cô vào đêm qua dường như họ đã có gì đó trao đổi với nhau rốt cuộc ông quản gia muốn gì đây ông chẳng chịu nói gì với anh cũng không muốn tỏ ý giúp đỡ anh thế nhưng lại âm thầm đi tìm thanh thanh để bàn bạc và lên kế hoạch gì đó họ muốn hợp tác để xử lý văn khải hoàn ư nếu điều đó là đúng tại sao họ không nói cho anh biết tại sao họ lại giấu anh cố tình muốn đá anh ra khỏi cuộc đấu đá này chẳng lẽ họ không hiểu anh vốn dĩ vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của ông ta anh sẽ chẳng thoát nổi móng vuốt của ông ta dương thanh thanh pha xong cốc cà phê bỏ nó lên khay xếp một cách gọn gàng để tránh bị văn khải hoàn soi mói xong xuôi cô xoay người định mang bữa sáng lên phòng cho ông ta cô bị văn khải minh chặn lại em mang cái gì cho ông ấy anh đứng ngay trước mặt cô lạnh giọng hỏi thanh thanh muốn né tránh anh cô nghiêng người lách sang một bên cũng không định trả lời câu hỏi của anh Khải Minh giữ lấy cánh tay cô để cô va vào người mình. Cốc cà phê trên khay bị tròng chành, nước trong cốc sánh ra ngoài đổ tràn xuống khay. Thanh Thanh bực bội nhíu mày, cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để pha được cốc cà phê này, không phải chỉ vì các bước pha cà phê quá phức tạp, mà còn vì cô đã rất đắn đo khi phải nghĩ đến việc bỏ thuốc bột vào trong đó. Anh bị sao vậy hả? Anh đừng gây chuyện nữa có được không? Em bỏ thứ gì vào trong này? Cô hơi chuột dạ Cố tình làng tránh ánh mắt anh Bỏ gì là bỏ gì Anh đừng có mà suy diễn lung tung Khải Minh không chịu bỏ qua Tiếp tục truy hỏi Anh đã thấy hết rồi Em nói đi Thứ đó là gì Sợ lời nói của anh bị Văn Khải Hoàn nghe thấy Thanh Thanh ngay lập tức bịt chặt miệng anh lại Anh cứ xem như chưa có gì xảy ra đi Sau khi tất cả yên ổn Em sẽ nói cho anh biết Khải Minh trở tay nắm lấy tay cô anh chán ghét cảm giác bị xem như người ngoài cuộc trong khi tất cả đều liên quan đến mình thật sự em sẽ nói hết mọi chuyện sao thanh thanh không trả lời cô lại cúi đầu ngoảnh mặt đi hướng khác thật ra thì cô không biết là nên trả lời thế nào cô nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc tự anh sẽ có thể nhìn thấu tất cả mà thôi còn cô có lẽ lúc đó đã chẳng còn ở đây nữa dù kết quả là gì Cô cũng sẽ rời khỏi Văn Khải Minh chứ không thể ở bên anh. Dương Thanh Thanh, em lại muốn giấu anh đúng không? Muốn gạt anh ra ngoài. Em khinh thường anh đến vậy sao? Khải Minh kéo lên tay cô, lực quá mạnh khiến chiếc tách cà phê đổ xuống sàn vỡ tan tành. Anh lại một lần nữa làm vỡ cốc đựng đồ uống của Khải Hoàn. Mà vừa khéo, toàn bộ cảnh này lại rơi hết vào tầm mắt của ông ta. Ông ta chậm rãi bước vào trong phòng bếp dáng vẻ bệ vệ như một kẻ bề trên thật sự Ông đứng chắn trước mặt cô Kéo cô ra sau để tránh khỏi những mảnh vỡ Cháu lại làm gì nữa Chú đó nói Đừng có tiếp cận vợ chú theo kiểu ấy Khải Hoàn gần giọng Tức giận vì lời nhắc nhở của mình đêm qua Dành cho anh đều bị bỏ ngoài tai Hôm nay cháu không cần theo Thanh làm stylist nữa Nghỉ một ngày ổn định lại tinh thần đi từ mai cháu sẽ về văn phòng làm thiết kế đi ông tân Yến răng lên ra lệnh vốn định để văn khải minh đi theo dương thanh thanh vừa là để chiêu thức anh vừa là để thuận tiện dần dần đá đưa cháu này ra khỏi công ty nhưng ông chẳng ngờ là khải minh lại gây rắc rối đến vậy rốt cuộc ông vẫn phải để anh quay lại công ty cho anh làm một chức vụ nhỏ nhoi có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng đến ông nói rồi ông ta nắm tay dương thanh thanh rời khỏi phòng bếp khải minh trao mày suy nghĩ một lúc nhanh chóng đi đến thùng rác trong bếp nhặt vỏ của gói thuốc kia ra bên trong đó còn chứa một ít bột trắng gấp nó lại trong miếng giấy trắng rồi cất vào túi chú của anh là người đa nghi nếu có chút chuyện không ổn nhất định sẽ điều tra nếu tìm được vỏ thuốc trong thùng rác nhất định sẽ phát hiện hơn nữa anh muốn xem thử thứ thuốc này rút cuộc là gì khải minh lại đến tìm chu tuấn cậu ấy không chỉ là một chủ thương hiệu thời trang cá nhân mà còn sở hữu khá nhiều cửa hàng nhỏ lẻ thuộc khác điều đó đồng nghĩa với việc cậu nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ với những lĩnh vực khác nhau có thể nói cậu ấy giống như một ông trùm môi giới dưới cái mác một nhà thiết kế thời trang nhỏ bé mà đó cũng là phương thức kiếm tiền chủ yếu của anh ta Chứ không phải lợi nhuận từ cửa hàng quần áo nhỏ bé kia Sau khi đưa cho Tuấn vỏ cổ gói thuốc bột Văn Khải Minh được Tuấn đưa tới gặp bạn gái anh ta Là Ninh Ngọc, một dược sĩ Khải Minh khá là sửa sốt Khi nhận ra cô gái này Chính là cô nàng trong quầy ba ngày hôm trước Người đã nhỏ giọng thông báo với anh rằng Chiếc thẻ đen mà anh dùng đã bị khóa tài khoản Cô không phải là cô phục vụ đấy sao? Anh thốt lên Hiếp mắt nhìn Ninh Ngọc trầm chầm, chầm, với vẻ hoài nghi Ừ là tôi Tôi bỏ nghề dược sĩ rồi Đi làm pha chế rượu nhàn hơn Vui hơn Văn Khải Minh ngơ ra một chút Tỏ vẻ khó hiểu Vốn dĩ hai nghề này chẳng có gì liên quan đến nhau Anh không hiểu vì sao Cô lại có thể bỏ nghề dược sĩ Một công việc Nghe có vẻ chính quy và kiếm được khá nhiều tiền Để đi làm một bartender nhỏ nhoi Nhưng dù sao thì anh cũng chẳng cần phải biết nguyên nhân anh nhanh chóng đưa ra gói thuốc bột ninh ngọc nhận lấy nó nhìn một hồi lâu vừa ngửi thử lại vừa chấm một ít nếm thử sau đó cô lại nhìn anh với vẻ hoài nghi thuốc này anh lấy ở đâu từ một người bạn khác việc đó không quan trọng cô có thể cho tôi biết đó là gì không văn khải minh từ chối đáp trả câu hỏi của ninh ngọc cô không hỏi nhiều về xuất xứ của nó nữa nhưng cũng chưa cho anh đáp án mà anh muốn anh có chắc là mình muốn biết về thứ này không chắc cô đừng vòng vo nữa mau nói đi ninh ngọc nhún vai thản nhiên trả lời chất gây nghiện một loại chất tổng hợp gây ảo giác kích thích thần kinh trung ương dùng một liều nhỏ thì có thể khiến người ta cảm thấy sảng khoái thư thái tự tin hơn chính vì thế nhiều người nghĩ rằng nó là thứ thuốc giảm căng thẳng khải minh nhíu mày thứ này có gì là không tốt tại sao ông quản gia và dương thanh thanh lại để chú của anh uống rốt cuộc thì hai người đó muốn gì đây chứ thì sao tất nhiên nó không tốt thế người ta rất dễ nghiện và phụ thuộc vào nó nếu dùng quá liều cơ thể sẽ tổn thương mức độ nặng nhất có thể gây tử vong Nói cách khác thì đây là thuốc độc Đầu độc người ta một cách từ từ Anh làm bẩm Hoàn thiện nốt câu nói của Ninh Ngọc Ông quản gia và Dương Thanh Thanh Muốn dùng thuốc này Để ngấm ngầm đầu độc Văn Khải Hoàn Chỉ cần ông ta sử dụng quá nhiều Sẽ đến lúc thuốc này Khiến ông ta kiệt sức Và cuối cùng cũng sẽ chết Như thế tất cả bọn họ sẽ được tự do Văn Khải Minh hơi hoảng loạn Tuy chú anh là người xấu nhưng ông ta cũng là con người việc làm của thanh thanh và quản gia chính là phạm pháp anh quả thực không phải lo cho an toàn của chú nhưng nếu thanh thanh dây vào chuyện này nhất định sẽ không thể thoát ra được nữa khải minh ngồi thử ra tại chỗ một lúc lâu ánh mắt không hề rời khỏi cái vỏ gói thuốc bột đang nằm lăn lóc trên bàn cơn hoảng loạn đã qua đi tuy nhiên anh vẫn còn thấy sợ vậy nếu dùng quá liều thì sẽ thế nào sốc thuốc, co giật, tử vong. Ninh Ngọc nói ra ba từ ngắn gọn nhưng đủ để đánh thức thần trí của anh, kéo lại một mảnh ký ức không mấy đẹp đẽ của anh. Năm đó, bố mẹ anh cũng có biểu hiện giống vậy, cả hai cùng qua đời trong một đêm mà anh thì không biết được lý do là tại sao. Sau đó, Văn Khải Hoàn nói với anh rằng nguyên nhân của cái chết này thật đáng xấu hổ, cho nên ông ta không thể công khai với bên ngoài được. Ông ta đã dùng toàn lực bưng bít mọi thông tin về cái chết của bố mẹ anh, nhưng dường như nó cũng không khả quan cho lắm. Nhiều công ty đối tác chẳng hiểu sao vẫn biết được chuyện này và hủy hợp đồng dài hạn với tập đoàn. Vì thế, anh mới từ một cậu ấm nhà giàu trong chớp mắt biến thành một cậu trai nghèo rớt. Giờ thì có lẽ anh đã hiểu được tại sao rồi. Bố mẹ anh đều bị đầu độc trong một thời gian dài, dùng thuốc quá liều và qua đời đấy cũng là một vụ giết người mà trong thời gian đó người duy nhất cận kề chăm lo cho đời sống cá nhân của bố mẹ anh chỉ có ông quản gia. Khải Minh nghiến răng tóm lại trong chuyện này ai mới là kẻ đứng sau cùng ông quản gia đó người có vẻ mặt hiền lành và dịu dàng ấy tại sao lại muốn giết bố mẹ anh rồi bây giờ lại muốn giết cả Văn Khải Hoàn rốt cuộc thì ai mới là kẻ thù của anh đấy? là người chú đã cướp đoạt đi mọi thứ của mình trong nháy mắt, hay là người đàn ông già cả đầy vẻ thân cận đã chăm sóc gia đình anh trong suốt khoảng thời gian dài kia? Anh không biết được, anh phải tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này. Một mình Văn Khải Hoàn còn chưa xử lý xong, bây giờ lại thêm một người không biết bạn hay là thù. Văn Khải Hoàn trầm mặc rất lâu, trong cả buổi sáng này dường như ông ta chỉ suy nghĩ mãi một việc mà không hề làm gì khác ông ta luôn luôn nghi ngờ không tin tưởng ai cả chính vì thế mọi hành động của những người xung quanh đều nằm trong tầm ngắm của ông ta kể cả người quản gia thân cận đã luôn nghe lời ông theo ông từ rất lâu bởi ông ta cũng từng làm những chuyện phản bội xấu xa cho nên ông ta luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ bị phản bội người chạy việc của ông ta cuối cùng cũng quay trở lại có tìm được gì không anh ta nén tiếng thở dài và cảm giác sợ hãi trước áp lực đang vây quanh ông lắc đầu dạ không tìm được gì cả không có gì sao ông ta xoa cằm lặp lại câu trả lời của anh ta dù rằng văn khải hoàn không có ý định trách phạt gì nhưng anh ta vẫn hơi run rẩy vì sợ anh ta cố gắng suy nghĩ đến tất cả những thứ mình đã lùng sục trong căn nhà đó chỉ sợ mình bỏ qua bất cứ chi tiết nào Vâng, hoàn toàn không có Tôi không tìm được cái gì đáng ngờ Ngay cả thùng rác cũng rất sạch sẽ Ông ta phất tay Biểu hiện không muốn nghe nữa Đuổi anh ra khỏi phòng Không thấy gì thì là không thấy gì Ông ta chẳng muốn nghe lời giải thích dài dàng nó hết Khi còn lại một mình trong phòng Văn Khải Hoàn vẫn năm chiêu suy nghĩ Ông có cảm giác rất mạnh mẽ rằng Có người đang muốn hại mình Mà kẻ này sẽ khiến ông phải dè chừng ông không nghĩ đến văn khải minh thực lực của thằng cháu này kém cỏi đến mức ông chẳng buồn để mắt đến cho nên chỉ có duy nhất một người mà ông có thể nghĩ đến được lúc này mà thôi văn khải hoàn dứt khoát cầm điện thoại lên gọi cho dương thanh thanh chỉ chờ đầu dây bên kia bắt máy ông đã hạ lệnh nhanh chóng không để cô kịp trả lời xong việc thì về văn phòng gặp anh thanh thanh quay trở lại văn phòng của ông ta sau khi đã làm xong công việc của ngày hôm nay Cô có chút trột dạ vì những việc mà mình đã lén lút làm Ông gọi tôi Cô rè rặt nhìn sắc mặt của Văn Khải Hoàn Cô phát hiện ra hai đầu lông mày của ông ta đang nhíu chặt lại Ông ta trông có vẻ không được khỏe cho lắm Quả thực đúng là vậy Ông ta cảm thấy không khỏe từ sáng Cơ thể cứ nôn nao Và cơn choáng váng Khiến cho ông chẳng thể tập trung làm việc gì Ờ pha cho anh cái gì đó đi Thanh Thanh không thể quen với kiểu dưng hô này Một ông già Với mái tóc đã điểm bạc Lại cứ thích gọi cô là em Và xưng mình là anh Mỗi lần nghe như vậy Cô lại cảm thấy dùng mình Cô nhanh chóng gật đầu Chạy ra bàn trà để pha cho ông ta một cốc trà nóng Sau khi khuấy tan hết đường Cô chợt nhớ ra gói thuốc Mà ông quản gia đưa cho cô Ông ấy đưa rất nhiều Cô không dám để chúng ở nhà nên đành bỏ hết vào túi sách không ngờ lúc này lại có cơ hội dùng đến thanh thanh chần chừ một lúc lâu bàn tay thò vào túi để lấy ra một gói thuốc trở nên run bần bật cô có nên tiếp tục làm thế này không đánh mắt nhìn ông ta người đang cắm đầu xuống mặt bàn và dùng tay xoa bóp chán mình có vẻ như đây là thời cơ của cô nhân lúc văn khải hoàn không để ý cô đổ ngay một gói thuốc bột vào trong cốc trà cô vò nát tờ giấy gói rồi nhét nó vào trong túi sách hành động của cô quá vội vàng thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại kiểm tra xem cái gói giấy đó đã rơi vào trong túi hay chưa thanh thanh để cốc trà lên bàn mùi trà dịu dàng thoang thoảng khiến ông ta dễ chịu hẳn đi của ông đây cô nói rồi đứng lùi ra phía sau giữ một khoảng cách giữa mình và ông ta văn khải hoàn không nói gì không thèm đưa mắt nhìn cô mà nhanh chóng uống một hơi hết cả cốc trà nóng hổi. Trông ông ta giống như người nghiện, lâu ngày có được thuốc vậy, vô vập và thèm khát. Ông ta thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, dựa lưng vào thành ghế xoay. Cái cảm giác thoải mái và dễ chịu, lâng lâng ấy đang lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể, khiến cơn đau đầu biến mất và cũng khiến cho ông bừng bừng sức sống. Đúng, chính là nó, cảm giác quen thuộc này đã nói cho ông biết Ông vừa uống thứ gì Lại đây Văn Khải Hoàn hít sâu một hơi đầy khoan khoái Rồi vẫy tay với cô Dương Thanh Thanh chùn bước Cô không dám lại gần ông Nhưng đây lại là mệnh lệnh Cô cũng chẳng dám để ông ta chờ lâu Cuối cùng đành vẻ dè dặt tiến đến bên cạnh Văn Khải Hoàn nắm lấy tay cô Ép buộc cô ngồi lên đùi mình Khóa chặt hai tay cô trước bụng Bàn tay thô giáp của ông ta Đang mân mê Những ngón tay thanh mảnh của cô làm cho cô cảm thấy giận người Ngay sau đó Ông ta bóp chặt lấy tay cô Dương Thanh Thanh đau đến mức nhíu mày lại Cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu Em bỏ cái gì vào trong đó Ông ta chậm rãi hỏi Dương Thanh Thanh vội vàng lắc đầu Tôi không bỏ gì cả Đó là trà mà ông vẫn hay uống mà Là ai đưa cho em thứ đó Văn Khải Hoàn không buông tha cho cô Cảm giác quen thuộc này Ông đã từng trải qua làm sao có thể không biết được chứ dĩ nhiên ông ta biết rằng cô sẽ chẳng dám chủ mưu làm vậy có lẽ cô cũng chẳng biết thứ thuốc đó là gì ông ta thậm chí còn đoán được rằng người chủ mưu chuyện này là ai rồi dương thanh thanh vẫn không trả lời ông ta vươn tay lên nắm lấy cằm cô bóp mạnh buộc cô phải nhìn mình anh đã nói là em phải ngoan ngoãn cơ mà cô dãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của văn khải hoàn Cô dùng mình khi môi ông ta sắp chạm vào môi mình Và hơi thở mùi trà đắng ngắt của ông ta Đang phảng phất nơi đầu mũi Cô nhắm chặt mắt lại Em to gan thật đấy nhỉ Muốn giết chồng luôn à Em ghê sợ anh đến thế sao Ông ta vừa nghiến răng nói Vừa nhấc bổng cô lên Đặt cô lên trên bàn làm việc Dương Thanh Thanh hoảng hốt tưởng rằng Mình sẽ bị ném đi Cho nên bấu chặt lấy tay áo ông ta sau khi phát hiện ra ông ta định làm gì Cô lại càng sợ hãi hơn Cô không muốn ông ta làm chuyện đó với mình ở đây Dương Thanh Thanh bắt đầu dãy rủa Bỏ ra đừng đụng vào tôi Xin ông đấy đừng làm ở đây Cô kêu lên Nước mắt không nhịn được đã chảy đầy xuống gò má Văn Khải Hoàn dừng tay Vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng sợ hãi đó của Dương Thanh Thanh Ông ta bật cười Vậy em nói xem Là ai đã đưa cho em thứ đó để em đầu độc chồng mình nếu không nói vậy thì thằng cháu của anh là ông quản gia dương thanh thanh nhỏ giọng trả lời sau khi được ông ta thả ra cô co rúm lại thành một cục trên bàn ôm mặt khóc cô không biết làm cách nào mà ông biết được hành động của cô nhưng tóm lại là cô đã có sơ hở khiến vạ lây sang người khác kế hoạch của cô và ông quản gia đã thất bại văn khải minh vừa trở về nhà để tìm ông quản gia thì đã thấy ông lão xách một túi du lịch chuẩn bị ra khỏi nhà bác định đi đâu anh giữ lê ông gạng hỏi vốn cho rằng sau khi lên kế hoạch giết người ông ta đang bỏ trốn ông quản gia nhìn anh một hồi ánh mắt đau đớn như thể có quá nhiều điều muốn nói mà lại không thể nói được chú cậu đuổi việc tôi từ giờ tôi sẽ không ở đây nữa ông ta buồn bực trả lời văn khải minh sửng sốt vì sao chú anh lại đột ngột đuổi việc ông quản gia chứ nhìn bộ dạng hoang mang của anh ông quản gia không đành lòng rời đi tuy nhiên vì hành động lỗ mãng mục đích của ông đã bị lộ tẩy văn khải hoàn đã biết được ý đồ của ông cho nên ông càng không thể ở lại theo như tính cách của ông ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ông như vậy ông phải tìm cách bảo vệ mạng sống của mình trước khi văn khải hoàn ra tay mà người có thể cứu được ông hiện tại chắc cũng chỉ có anh cậu muốn biết vì sao tôi lại bị đuổi đúng không đi với tôi tôi sẽ kể hết cho cậu khải minh vẫn còn ngỡ ngàng trước thông tin của ông quản gia đã bị đuổi việc rốt cuộc thì là vì sao chứ anh nghĩ liệu có phải do ông đã thông đồng với dương thanh thanh Chuyện ông lén bỏ thuốc vào đồ uống của chú Anh đã bị phát hiện hay không? Ông quản gia và Khải Minh ngồi xuống bàn trà ngoài vườn Ngay tại căn biệt thự Dù sao cũng đã bị lộ tẩy Ông chẳng sợ rằng nơi này sẽ bị gắn máy nghe trộm Sợ Văn Khải Hoàn nghe lén cuộc nói chuyện này nữa Có phải vụ bỏ thuốc đó chú tôi đã biết Cậu biết rồi sao? Làm sao mà cậu biết được? Ông quản gia sửng sốt nhưng cũng ngay lập tức đoán được lý do nếu không phải tình cờ thì cũng là cố ý theo dõi tôi đoán vậy nếu không thì chẳng có lý do gì để ông ta đuổi tôi chuyện này có liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi phải không khải minh nhíu mày dò hỏi mặc dù trong lòng rất muốn nghe một câu phủ nhận của ông quản gia nhưng đáng tiếc sự thật không thể thay đổi ông quản gia khi nghe đến những lời này thì trầm mặc một lúc lâu Ông híp mắt nhìn về phía căn biệt thự. Trong phút chốc nhớ lại những tháng ngày ông bà chủ cũ vẫn còn sống, nỗi hổ thẹn và sự hối hận bắt đầu tràn ngập trong lòng. Là tôi đã hại chết bố mẹ cậu. Ông quản gia thừa nhận. Một lời nói ra, hai trái tim như vỡ nát. Khải Minh bàng hoàng và thất vọng vì sự phản bội của người thân cận nhất, người mà gia đình anh vô cùng tin tưởng. Ông quản gia cũng chẳng giấu nổi sự xấu hổ của bản thân. Kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện." Anh hít sâu một hơi, yêu cầu. Sau khi nghe lời thú nhận của ông quản gia, Khải Minh cảm thấy mình như vừa bước qua một câu chuyện đầy uẩn khúc và vô lý. Những thứ tưởng như chỉ xuất hiện trong phim truyện lại xảy ra trong gia đình anh. "Chú của cậu từng đưa cho tôi một loại thuốc, ông ta lừa tôi rằng nó là thuốc bổ, bảo tôi đưa cho bố mẹ cậu uống." lúc đó tôi không biết nó là thuốc gì nhưng thấy ông bà chủ khỏe mạnh và trông có sức sống hơn hẳn tôi cứ nghĩ đó thật sự là thuốc bổ đến khi họ nghiện và phụ thuộc vào nó ông ta lộ mặt thật với tôi ông ta cáo buộc tôi với tội danh đầu độc bố mẹ cậu lúc đó tôi đã quá sợ hãi cho nên bị ông ta thao túng bố mẹ cậu uống quá liều và chết tất cả là lỗi của tôi nhưng kẻ chủ mưu là chú cậu ông ta đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi tôi phải dùng chính cách này để trả thù ông ta lời kể của ông quản gia làm cho khải minh cảm thấy mình hít thở không thông một vòng trả thù luẩn quẩn diễn ra ngay dưới nhà mình thế mà anh lại không hay biết gì nghi ngờ lung tung anh nghĩ rằng vì muốn chiếm đoạt tài sản cho nên văn khải hoàn mới làm vậy thế nhưng dường như điều đó là không đúng hiện tại ông ta đã nắm giữ mọi thứ trong tay tại sao vẫn chưa chịu dừng lại đối với ông ta anh chỉ là một con thỏ đế nhỏ xíu búng tay một cái là có thể đá bay anh ra khỏi nhà tại sao ông ta cứ giữ anh lại chơi đùa với anh như là mèo vơn chuột còn nữa ông quản gia tiếp tục tôi đang giữ chìa khóa tầng hầm của ông ta trong đó chứa rất nhiều bí mật phạm tội của ông ta hiện tại nó đang ở nhà tôi tôi sẽ lấy nói cho cậu nhưng văn khải hoàn nhất định sẽ không để yên đâu nếu cậu thấy tôi không liên lạc lại vậy thì hãy nhanh chóng chạy đến chỗ của tôi tôi đi với bác còn chưa nói xong anh đã bị quản gia ngắt lời không được ông ta sẽ nghi ngờ cả cậu vậy bác lý bác phải cẩn thận tôi sẽ chờ tin từ bác dương thanh thanh đã rời khỏi bàn làm việc của văn khải hoàn chỉnh lại quần áo cho tử tế cũng dùng giấy lau sạch nước mắt và phấn son bị nhòe trên mặt cô ngồi im như tượng tại bàn trà bên cạnh ông ta sau những gì ông làm với cô cô vẫn không dám trái lệnh ông thanh thanh đã nghe rõ ràng mệnh lệnh đuổi việc người quản gia từ miệng ông ta cô biết việc họ lén làm đã bị phát hiện rồi nếu cô không cẩn thận nếu cô làm ông ta phật ý có lẽ người tiếp theo sẽ là cô Thanh Thanh không dám làm liều nữa Cả phòng làm việc cứ chìm trong không khí yên lặng và căng thẳng Phản phất nỗi sợ của cô Và sự tức giận vẫn chưa nguôi của Văn Khải Hoàn Về nhà đi Ông ta nói Dương Thanh Thanh răm rắp làm theo Cô nhặt túi sách Vòng ra sau ghế Muốn rời đi trong im lặng Thật ra cô có rất nhiều điều muốn hỏi ông ta Cô thật sự không hiểu vì sao Ông ta lại làm những chuyện này ngay cả việc ép cô cưới mình, đối với ông ta cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chẳng mang lại bất kỳ tác dụng gì, thậm chí còn khiến ông ta tốn một khoản tiền lớn để giúp cô tiến vào giới giải trí. Dương Thanh Thanh chỉ luôn căm tức vì mình bị ép buộc, bởi cô không hiểu, cho nên càng cảm thấy tò mò và khó chịu. Nếu như cô biết được lý do, có lẽ cô đã không hận thù đến vậy. Chỉ cần ông chiếm được công ty thì tôi và ông có thể ly hôn phải không? Cô hỏi Hơi dùng mình khi nghĩ đến những đụng chạm Mà Văn Khải Hoàn đã làm Cô không muốn chuyện này cứ kéo dài thêm nữa Ban đầu cô chấp nhận kết hôn với ông ta Là vì Văn Khải Minh Nếu không cưới ông ta Anh sẽ bị ông ta đá khỏi nhà Tước đoạt mọi quyền lợi Thừa kế Ngay cả chuyện du học giang dở Có lẽ cũng sẽ chấm dứt Cô nghĩ rằng điều đó sẽ làm anh thất vọng và khổ sở nhưng sự thật hiện tại càng khiến anh đau lòng hơn mà cô thì không muốn vậy dương thanh thanh phải kết thúc nó sớm thôi nếu giúp ông ta có thể chấm dứt được điều đó vậy cô sẽ tiếp tục đóng vai kẻ xấu em nóng lòng đến thế à phải làm thế nào để giúp ông cô cắn răng hạ quyết tâm văn khải hoàn có chút ngỡ ngàng không quản lý nổi cảm xúc sinh ra biểu cảm xấu xí vặn vẹo Vài giây sau, ông ta ổn định lại tâm tình. Em nghĩ là em có thể sao? Em không sợ làm thằng nhãi đau lòng à? Như thế này càng dày vò anh ấy. Dương Thanh Thanh nói, cúi đầu, "Cô biết, dù ly hôn ông ta thì cô cũng không thể quay về bên Văn Khải Minh được nữa. Nhưng thà như vậy còn tốt hơn là ngày ngày lượn lờ trước mặt anh, trở thành thím của anh. Em hy sinh cho nó nhiều thế, nó có biết không?" Có khi nó lại hận em đến chết ấy chứ Ông ta bật cười đầy châm chọc Thanh Thanh giận sôi lên Chuyện này là do ai mà ra cơ chứ Tại sao ông phải làm đến mức này Vị trí đó có gì tốt thế Cả việc cưới tôi Điều đó có lợi gì cho ông đâu Cuối cùng thì cô cũng bật ra câu hỏi Mà mình thắc mắc bấy lâu nay Văn Khải Hoàn ngay lập tức dừng cười Rồi lại như rơi vào kế ức xa xôi Em có biết trông em rất giống mẹ của thằng Minh không? Dương Thanh Thanh sửng sốt Tại sao ông ta lại nói đến việc chẳng hề liên quan đến này? Việc cô giống mẹ của anh thì có ảnh hưởng gì đến tập đoàn, đến cuộc sống của anh, của ông ta và cả việc ông ta buộc cô phải kết hôn? Đáng ra năm đó anh mới là người kết hôn với chị ấy Rõ ràng là chị ấy đừng chỉ hôn cho anh nhưng chị ấy lại gặp và yêu bố của thằng nhãi đó Người mà anh từng yêu từ cái nhìn đầu tiên Đã bị cướp đi như vậy đấy Cho nên bây giờ Ông ép tôi cưới ông là để trả thù Dương Thanh Thanh dùng mình Người đàn ông này có chấp niệm Thật khủng khiếp và đáng sợ Em nghĩ sao Văn Khải Hoàn chẳng biết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ Ông ta ôm lấy vai cô Kéo cô Đi đến phía chiếc gương nhỏ trên bàn làm việc Nhìn vào đây này gương mặt của em thật sự rất giống chị ấy em nghĩ xem nếu như khải minh cũng chỉ vì thế mà yêu em ông thôi đi dương thanh thanh gắt lên cô không muốn nghe nữa trở thành vật hy sinh là do cô tự nguyện nhưng cô không muốn trở thành kẻ thế thân của ai hết anh nghĩ vậy đấy vì sự tương đồng này cho nên nó mới thích em yêu em em biết mà thời điểm em gặp nó là ngay sau khi mẹ nó vừa mới mất em lại quan tâm chăm sóc nó đến vậy, điều đó là khó tránh khỏi." Ông ta thì thầm bên tai cô như thể đang tiêm nhiễm những chất độc xấu xí vào tâm hồn mỏng manh đó. Dương Thanh Thanh như muốn điên lên, lời nói của ông ta cứ như tiếng ác quỷ thì thảo qua tai cô, quanh quẩn trong đầu óc không thoát ra được nữa. Văn Khải Minh sau khi tiễn quản ra đi, muốn đi theo ông ấy để bảo vệ, nhưng lại bị quản gia phát hiện, anh dục ông mau chóng trở về để tránh tai mắt của Văn Khải Hoàn. Anh thất thểu bước vào nhà, đầu óc căng cứng và đau nhức. Phòng bếp có đèn sáng, ánh sáng màu cam nhàn nhạt, nhạt không khiến anh chói mắt, nhưng bóng dáng đang nằm vất vưởng trên bàn ăn của Dương Thanh Thanh lại khiến anh khó chịu. Anh tiến đến, giật đi chai rượu trong tay cô. Chai rượu đã rỗng không, chỉ còn lại mỗi cái vỏ. Dương Thanh Thanh nghe thấy tiếng động Dù cô đã say mềm Nhưng vẫn có thể nhận ra Văn Khải Minh đã trở về Cô ngước lên nhìn anh Trên gương mặt đỏ hồng vì rượu Là một đôi mắt đẫm nước Anh về rồi à Cô cười hề hề Bắt lấy tay anh kéo về phía mình Lại đây bày tỏ tình cảm với em đi Khải Minh không hiểu Dương Thanh Thanh đang nói gì Khi anh đang đờ người ra trước sự mời gọi của cô Cô đã vịn vào người anh đứng dậy Bất ngờ hôn lên môi anh một cái Anh sững sờ Trước cái hôn không báo trước của Dương Thanh Thanh Có sẵn rượu cho người Cô dường như quên mất mình là ai Và cần phải làm gì Cô chỉ còn biết chạy theo bản năng Và khao khát của mình Môi cô dán chặt lên môi anh Điên cuồng gặm cắn Chẳng hề chờ đợi sự đáp lại của anh Trong khi đó Khải Minh vẫn cứng đờ cả người Tất cả những gì đang xảy ra Đều khiến anh hoang mang tột độ sự thờ ơ của anh đối với cái hôn này khiến cho thanh thanh cảm thấy khó chịu dần ra cô cảm thấy mình cứ như đang ôm hôn một bức tượng cô nhớ đến những lời châm biếm của văn khải hoàn bỗng dưng không khỏi cảm thấy nực cười có lẽ là anh không yêu cô đến vậy có lẽ lời ông ta nói phần nào đó cũng đúng anh đến với cô yêu thích cô chỉ vì cô có một gương mặt quen thuộc Gọi cho anh nhớ đến sự quan tâm chăm sóc của người mẹ đã mất mà thôi. Dương Thanh Thanh trong mắt anh chẳng khác nào một kẻ thay thế. Cô đột nhiên cảm thấy không cam tâm. Mặc dù là cô tự nguyện làm khổ mình vì anh, nhưng điều đó không có nghĩa cô là một thánh mẫu cho đi mà không cần nhận lại. Cô từng nghĩ anh yêu mình, cho nên cô mới không nghĩ ngợi gì mà hy sinh tình yêu của mình vì anh đổi lại thì sao cô nhận lại được cái gì chứ cô không muốn chấp nhận sự thua cuộc đó cô rời khỏi môi văn khải minh chuyển xuống hôn lên má anh lên cổ anh bàn tay nóng bừng và ẩm ướt vì đổ mồ hôi của cô bắt đầu lần sờ vào trong áo anh cô muốn chứng minh rằng mình có thể khiến cho anh có cảm giác chứng minh rằng ít nhất thì anh cũng có chút tình cảm chân thật dành cho cô khi bàn tay ẩm ướt của Dương Thanh Thanh lần sờ khắp cơ thể mình. Khải Minh mới sực tỉnh khỏi giấc mộng. Không phải anh không nhớ Nhung cô, nhưng anh không thể chạm vào khi mà cô chẳng còn nhận thức nổi việc mình đang làm. "Em tỉnh táo lại đi." Khải Minh nắm lấy tay cô, ấn cô trở lại xuống ghế. Dương Thanh Thanh nheo mắt nhìn anh, đôi mắt càng trở nên ẩm ướt. "Em rất tỉnh mà. Em biết anh là ai, em đâu có nhận nhầm." anh là khải minh mà phải không anh không biết nên nói sao không hiểu vì sao cô lại thay đổi đột ngột như thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô dương thanh thanh dần nức nở trong cơn say cả người choáng váng cô vươn tay lên ôm lấy mặt anh buộc anh phải nhìn vào mặt mình cô muốn anh phải thừa nhận xem anh đang nhìn thấy ai anh yêu cô hay chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm hình bóng của một người khác trên gương mặt cô nhìn em này nhìn xem em là ai thanh em say quá rồi văn khải minh giữ lấy cô trong khi dương thanh thanh đã sắp sửa trượt khỏi người anh và ngã xuống sàn dù văn khải hoàn đã cảnh cáo anh rằng không được tiếp xúc quá gần với cô nhưng anh không thể cứ bỏ mặc cô ở đây anh vòng tay qua lưng cô ôm sốc và kéo cô đứng thẳng dậy dương thanh thanh cứ như người không xương mềm nhũn dựa thẳng vào anh ồ chứ không phải anh thấy em giống mẹ anh sao dương thanh thanh lè nhè nói bắt đầu cảm thấy ấm ức và kể lại những gì mà văn khải hoàn đã nói với cô ông ta nói anh không yêu em ông ta nói anh chỉ thích em vì trông em giống bà ấy có đúng vậy không em không đáng được yêu thương đâu đúng không Cô nói dần dần dấm dứt Tiếng khóc tủi thân nước nở thoát ra qua cổ họng Không được tròn vành rõ chữ Nhưng Khải Minh vẫn có thể nghe được Anh sửng sốt một chút Vì sao đột nhiên cô lại nói vậy Chú anh đã nói với cô những lời này sao Đột nhiên anh cảm thấy tức giận Ông ta nhất định cướp cô khỏi tay anh Rồi lại đè nén tinh thần cô Khiến cô phải khổ sở như thế này Tóm lại là ông ta muốn gì ở họ chứ những hành động của Văn Khải Hoàn Càng ngày càng khó hiểu Anh không thể nắm bắt được Anh ôm lấy Dương Thanh Thanh Khẽ vỗ về cô Ngoan, ông ấy đã nói với em những gì Ông ta nói Anh chỉ coi em là vật thế thân thôi Cô ủ rũ Gục đầu vào ngực Văn Khải Minh Nước mắt thấm ướt cả một mảng áo của anh Có đúng vậy không Từ trước đến giờ Anh chẳng hề yêu em chút nào phải không Tại sao lại thế em đã từ bỏ cả bản thân mình vì anh cơ mà khải minh nhíu mày cô đang nói về chuyện gì hình như đó là chuyện mà cô đã giấu anh anh nhanh chóng nắm mắt lấy lời nói đầy sơ hở của cô còn gì nữa ông ta đe dọa em đúng không nói cho anh biết đi anh dịu dàng gỗ về thanh thanh liền cảm thấy đã tìm được an ủi cô ôm lấy anh bắt đầu kể lể càng nhiều hơn ông ta nói muốn trả thù ông ta nói từng yêu mẹ anh nhưng bị bố anh cướp mất rồi cho nên ông ta muốn trả thù thế nên ông ta bắt em dương thanh thanh khóc nức lên cô không thể nói tiếp nữa trong khoảnh khắc cô sực nhớ ra lời đe dọa của ông ta dành cho mình khi cô chống đối ông ta nếu để ông ta biết cô đang qua lại với anh như thế này sợ rằng ông ta sẽ chẳng để cho cô và anh được yên thanh thanh vội vàng đẩy khải minh ra em có thể tin tưởng anh mà khải minh níu lấy tay cô ngăn ý định bỏ đi của cô ngay cả khi anh nói vậy anh cũng không chắc được mình có thật sự đáng tin đến thế hay không sự thật thì anh đâu có đủ sức lực để đối đầu với văn khải hoan dương thanh thanh cũng biết rõ điều đó cô lắc đầu rụt tay về không được đâu em không thể nói được Chúng ta cũng không thể trở về như cũ được Thanh Thanh ủ rũ nói Tiếp tục lắc đầu Để lại một câu xin lỗi hết sức buồn bã Rồi chậm rãi rời đi Cô cũng chẳng biết mình làm thế nào Để về phòng Đầu óc cô cứ mơ hồ Điều duy nhất mà cô có thể nhớ được Là ngăn bản thân mình nói chuyện với Văn Khải Minh Anh không đành lòng nhìn cô bước đi siêu vẹo lên cầu thang như thế Lỡ may xảy chân ngã một cái không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Khải Minh dìu cô lên đến phòng, đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô. Anh thở dài thườn thượt. Khải Minh hoàn toàn rơi vào bế tắc khi không biết mình nên làm gì bước tiếp theo. Anh không có đủ quyền lực để bảo vệ người yêu, chỉ có cái danh người thừa kế hư hư ảo ảo thì làm được cái gì chứ? Ngay cả chính mình, anh cũng chẳng thể bảo vệ nội. Anh bật cười, tự châm biếm chính mình Tại sao tôi lại vô dụng đến thế này? Cuộn chặt bàn tay lại Đặt nó trên đùi Văn Khải Minh đưa ánh mắt nhìn Dương Thanh Thanh Vừa ngủ mơ Vừa ấm ức bật khóc Anh biết rõ cô đang phải chịu oan ức Tủi thân Nhưng anh không có cách nào để cứu được cô Thậm chí còn không dám đưa tay lên Lau nước mắt cho cô Khải Minh cảm thấy Anh không có tư cách đó Từ lời kể của Thanh Thanh Cùng với câu chuyện mà ông quản gia đã nói cho anh biết Khải Minh đã có thể sâu chuỗi được toàn bộ sự việc Tất cả đều bất nguồn từ Văn Khải Hoàn Vẫn chỉ là ông ta Chẳng có ai khác Dù lúc này anh không đủ sức lực để đạp đổ ông ta Nhưng nhất định anh sẽ không để yên Nếu có thể lấy được bằng chứng phạm tội của Văn Khải Hoàn Tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc Ngay lúc này điện thoại của Khải Minh reo lên là số của quản gia anh nhanh chóng bắt máy đầu dây bên kia vừa thông khải minh đã nghe thấy tiếng hít thở nặng nề phát ra từ trong ống nghe anh gặng hỏi và gọi tên ông quản gia nhưng đối phương không thể đáp lại có chuyện gì đó đã xảy ra với ông ấy đã xảy ra chuyện gì khải minh sốt sáng hỏi ông quản gia không thể trả lời ông ta chỉ có thể bật ra từng tiếng thở khó nhọc cùng với tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng Chú cậu thương cứu tôi Anh nghe được những lời nói đứt quãng của ông quản gia Quả nhiên là Văn Khải Hoàn đã ra tay Khải Minh bồn chồn Không biết có nên để Dương Thanh Thanh ở lại nhà một mình Và đến tìm ông quản gia hay không Thật sự thời gian quá gấp gáp Không cho phép anh suy nghĩ nhiều Anh nành cắn răng đắp gian lên cho cô Rồi chạy nhanh ra khỏi nhà khi tới được căn nhà mà ông quản gia đang ở, Văn Khải Minh hoảng hốt khi nhìn thấy ông đang nằm vật dưới sàn nhà, khóe miệng đầy bọt trắng. Anh quỳ gối bên cạnh, nâng ông dậy, phát hiện ông vẫn còn thở, nhịp thở yếu ớt đến mức khó khăn lắm mới có thể cảm nhận được. Anh thở phào một hơi. Bác có nghe thấy tôi không? Khải Minh vỗ lên mặt ông quản gia, đối phương không có dấu hiệu gì cho thấy có thể tương tác được với anh anh quét mắt một vòng quanh phòng để xác định xem có kẻ nào đang lẩn trốn ở đây không tạm thời yên tâm khi thấy phòng trống trơn không dám lề mề nữa khải minh nhanh chóng cõng ông quản gia rời khỏi căn nhà chết chóc này trước khi có ai đó kịp ra tay với ông quản gia anh phải đưa ông đi trước văn khải minh bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà chu tuấn trên đường anh đã gọi điện kể qua tình hình cho cậu ấy và muốn nhờ người dược sĩ lần trước đã giúp mình tới cứu ông quản gia. Khoảng 20 phút sau, Khải Minh có mặt ở nhà riêng của Chu Tuấn. Anh cõng ông quản gia vào trong nhà và đặt ông xuống giường. Giống như lần trước, Ninh Ngọc chỉ liếc thoáng qua biểu hiện của ông quản gia rồi nhíu mày hỏi. Ông ấy đan gì? Uống gì? Cậu có biết không? Văn Khải Minh thở hồng hộc. Anh vừa tới đã thấy ông ấy bị như vậy. "Nào có biết gì?" Thấy cái lắc đầu của anh, Ninh Ngọc thở dài đầy chán nản. "Có lẽ là sốc thuốc, phải đưa ông ấy lên viện rửa ruột nhanh lên, nếu không thì xác định là không cứu được nữa." Cô nói, đánh ánh mắt nhìn Văn Khải Minh và Chu Tuấn. Hai chàng trai nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng gật đầu. "Vậy đi ngay thôi." Văn Khải Minh khom người xuống, định cõng ông quản ra dậy, thì Ninh Ngọc đã ngăn lại. "Để tôi và anh Tuấn" Đưa ông ấy đi Cậu quay lại chỗ ở của ông ấy Tìm xem có manh mối gì không Đây không phải là tự tử đâu Văn Khải Minh sửng sốt Làm thế nào mà cô đoán biết được điều đó nhanh đến vậy Anh còn chưa kịp nói gì cả mà Ninh Ngọc chỉ tay vào vết bầm đỏ Trên cổ tay của ông quản gia Cùng với dấu vết tương tự Trên cằm của ông Chỗ này, chỗ này Cả đây nữa đều là bằng chứng Ông ấy bị ép buộc phải uống thuốc còn là thuốc gì thì tôi không rõ Nên cần cậu quay lại đó kiểm tra Văn Khải Minh hơi tỏ ra kinh ngạc Vì sự thông minh và cẩn thận của Ninh Ngọc Anh đưa mắt nhìn Chu Tuấn Có chút hâm mộ Khi thấy bạn của mình quen biết được Một người lợi hại đến vậy Bọn họ không có thời gian để trao đổi với nhau Ngay sau đó Ba người đã chia thành hai nhóm Ai làm việc đấy Khải Minh trở lại căn phòng khách sạn Anh chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng động phát ra trong căn phòng anh giật mình vội đứng nép vào ngoài cửa ghé mắt qua khe hở bé tí bé tẹo của khe cửa mà nhìn vào bên trong một người đàn ông anh biết người này hắn ta là trợ lý của văn khải hoàn hắn đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng văn khải minh theo dõi sát sao hắn không bỏ qua bất kỳ hành động nào của hắn cuối cùng anh nhìn thấy hắn cầm cốc thủy tinh đem đi rửa thu dọn lại mặt sàn đứng từ xa nhìn vào khải minh không thể thấy rõ trên sàn có gì nhưng anh đoán có lẽ là thuốc bột cùng loại với cái gói thuốc lần trước thanh thanh định bỏ cho văn khải hoàn uống khải minh không khỏi dùng mình xung quanh anh toàn là những người thật đáng sợ nhưng lúc này anh chợt cảm thấy lời của ông quản gia cũng có phần đúng muốn đấu được với chú anh trước hết anh phải hòa nhập vào được với thế giới của ông ta đã giống như sát thủ ẩn mình bên cạnh chiếm được sự tin tưởng của ông ta đến lúc ra tay phải đổ ngoan độc và dứt khoát như thế mới mong kế hoạch hạ bệ ông ta diễn ra đúng hướng chỉ tiếc là đến cả ông quản gia còn chẳng thể nào làm được điều đó vậy thì anh phải làm sao đây đang mải suy nghĩ mông lung văn khải minh nghe thấy tiếng ồn nào phát ra ở trong phòng gã trợ lý đã làm xong việc dọn dẹp hiện giờ hắn đang dùng thứ gì đó để cậy chiếc camera trong góc trần nhà xuống đúng rồi camera anh nhủ thầm xoay người chạy một mạch xuống khu phòng kỹ thuật nếu nhanh chân có lẽ anh sẽ lấy được toàn bộ đoạn clip ghi lại cảnh ông quản gia bị người ta ép thuốc và cảnh gã trợ lý đột nhập vào phòng văn khải minh hưng phấn nghĩ càng nhanh chân hơn văn khải hoàn tựa lưng vào chiếc ghế làm việc vẫn là bộ dạng lười nhác và vẻ mặt thờ ơ Không thật sự quan tâm đến bất kỳ điều gì Nhưng thực chất trong đầu ông ta Lại đang suy tính những việc Mà chẳng ai có thể ngờ được Ông ta vân về trước nhẫn chỉ ban trên ngón tay cái Không thèm nhìn xuống người đang quỳ dưới sàn Gã trợ lý cúi đầu Bả vai hơi run rẩy Không khí nặng nề Như thể sắp đặt lại và rơi rớt xuống sàn Hắn sợ rằng mình chẳng sống nổi qua hôm nay mất tôi đã xử lý hiện trường xong xuôi chỉ là ông ta đột nhiên biến mất hắn run rẩy báo cáo vẻ mặt thờ ơ trên mặt văn khải hoàn bất ngờ bị phá vỡ thay vào đó là sự giận dữ xấu xí ông ta ném ngay chiếc gạt tàn đang đặt trước mặt về phía gã trợ lý của mình biến mất ư một con người to đù ngã ngửa như thế mà cậu nói là biến mất sao cậu có tin được không Gà tàn nặng nề đập thẳng vào đầu gã trợ lý Trong giây lát Hắn cảm thấy đầu váng Mắt hoa, chóng mặt Cơn đau còn chưa tới Thì gã đã cảm nhận được đầu mình dỉ máu Vệt máu đỏ sậm Chảy xuống cả mí mắt Làm mắt hắn hơi sụp xuống Hắn cắn răng, cúi đầu thấp hơn Xin lỗi ông Là sơ suất của tôi Xin hãy cho tôi một cơ hội Tôi sẽ sửa sai Đi tìm ngay ông ta có phải lật tung cả thành phố này thì cũng phải tìm được ông ta ra cho tôi." Văn Khải Hoàn gầm rú lên như thể sắp hóa điên, gã trợ lý vội vàng gật đầu rồi chạy biến khỏi văn phòng. Ông ta dựa vào ghế, khuôn ngực phập phồng, ông đang nghĩ xem ai là người có thể nhúng tay vào việc này phá hoại chuyện tốt của ông ta. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất từng thông đồng với ông quản gia để hại ông là Dương Thanh Thanh. Vậy thì Người cứu ông quản gia có lẽ cũng là cô. Văn Khải Hoàn nghiến răng, tức giận vì cô không chịu nghe lời dù rằng ông đã buông lời cảnh cáo. Ông ta đứng bật dậy, khoác áo và trở về nhà. Dương Thanh Thanh vừa tỉnh giấc, đầu còn đau nhức và choáng váng vì hơi rượu mới tan, cô chưa kịp ngồi dậy hay là rời giường thì cửa phòng ngủ đã bật mở, Văn Khải Hoàn hùng hổ xông vào, lật tung chiếc chăn bông ra túm lấy cổ áo cô sách dậy và quăng cô xuống sàn nhẹ nhàng như quăng một con búp bê vải rách nát cô choáng váng cơ thể mềm nhũn bị đập xuống sàn càng thêm đau nhức ông bị sao thế dương thanh thanh còn chưa kịp bày tỏ thái độ của mình ông ta đã ngồi xổm xuống trước mặt của cô túm lấy cổ áo của cô một lần nữa cô giấu ông ta ở đâu giấu giấu ai cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa Trông ông ta cứ như một kẻ điên Đôi mắt ông ta ngầu đỏ Gương mặt dữ thọn như quỷ Cho rằng Dương Thanh Thanh không phối hợp Văn Khải Hoàn càng tức giận hơn Ông ta vung tay Tắt cô một cái Hai má cô nóng rát Cô còn dám che đại cho ông ta ư Cô giấu ông ta ở đâu rồi Ông nói cái gì vậy Giấu ai mới được chứ Tôi chỉ ở nhà cả tối hôm qua Dương Thanh Thanh muốn lên tiếng thanh minh không thể lấy cứng đối cứng với Văn Khải Hoàn. Chỉ tiếc là ông ta đã hoàn toàn mất nhận thức, chỉ biết nổi nóng với cô. Ông ta lại xách cô lên, ném lên giường, rồi ngay lập tức ngồi chặn luôn cả đường chạy của Dương Thanh Thanh. Cô hoảng hốt, không biết vấu ví vào đâu, cô chỉ nghe được giọng đay nghiến của ông ta gầm gừ, rít lên từng tiếng. Cô muốn giúp ông ta chứ gì? Muốn giúp thằng nhãi con kia phải không? Cô nghĩ là làm thế thì có thể quay lại với nó hả có phải tôi đã quá nương tay với cô rồi đúng không văn khải hoàng nhín răng nói dùng sức xé toạc áo của dương thanh thanh cô hoảng hốt muốn đẩy ông ta ra nhưng cả người đã bị kìm giữ khóa chặt dương thanh thanh dùng hết sức vùng vẫy móng tay ngắn ngủn quơ lên cào vào mặt ông ta một đường nhưng chẳng làm gì được ông ta ngược lại việc đó còn kích thích sự điên cuồng và đẩy cơn giận của ông ta lên cao hơn. Ông ta khóa chặt tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại tiếp tục vung lên đánh cô. Có lẽ Văn Khải Hoàn không chỉ tức giận vì nghi ngờ cô phản bội, trong cơn nóng giận này của ông ta còn mang theo cả sự bất lực và ghen tị, vì cô chưa bao giờ thật sự đứng về phía ông ta. Hai người, cô và mẹ của Văn Khải Minh, hai gương mặt hao hao nhau đều là thứ ông ta muốn có được và điên rồ muốn chiếm hữu lấy nhưng lại chưa bao giờ thuộc về ông ta cả mẹ của văn khải minh yêu bố anh còn dương thanh thanh thì chỉ nghĩ cho anh dĩ nhiên lúc này dương thanh thanh chẳng có tâm tư để mà thấu hiểu điều đó cô chỉ biết mình đang bị bạo hành và đang dùng hết sức lực để phản kháng lại ông ta hai mắt cô đỏ lên một bên má nóng rát văn khải hoàn nắm lấy tóc cô buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt mình và tiếp nhận nụ hôn thô bạo. Cô cắn vào lưỡi của hắn ta, cả hai nhanh chóng cảm thấy mùi máu tanh nồng. Ông ta hoàn toàn không khống chế được cảm xúc nữa, liền đánh cô một lần nữa để cảnh cáo và quệt máu trên miệng đi. Dương Thanh Thanh gần như đã kiệt sức và chẳng thể chống trả được nữa. Cô nằm yên trên giường như một con cá chết. Đôi mắt dần mất tiêu cự và trở nên vô hồn. Nếu không có hai hàng nước mắt đang chảy dòng dòng kia có lẽ người ta tưởng cô đã chết rồi mà quả thực tâm hồn của cô vốn đã chết lặng kể từ khi cô phải kết hôn với ông ta và giả bộ như mình trở mặt với người cô yêu văn khải hoàn hài lòng khi thấy dương thanh thanh bắt đầu nghe lời như thế ông ta nhích môi cười bàn tay thô giáp sờ loạn trên người cô cảm giác vừa thỏa mãn vừa đắc ý đột nhiên Cổ áo ông ta bị nắm lấy và kéo tuột về phía sau. Văn Khải Minh không biết đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Anh kéo giật ông ta lại và đẩy xuống sàn, trồm tới ngồi lên người ông ta rồi tung ra vài cố đấm. Ngay sau khi xong việc và trở về nhà, Văn Khải Minh nghe thấy tiếng xô sát vọng xuống từ trên phòng. Nghĩ rằng Văn Khải Hoàn lại làm gì thanh thanh, anh đã không do dự mà xông thẳng lên phòng ngủ của cả hai người họ đập vào mắt anh là căn phòng xô lệch với những mẩu quần áo rách dưới rơi vãi dưới sàn nhà bóng lưng ông ta to như con gấu chùm lấy cô gái bé nhỏ trên giường đang liên tục bạo hành cô văn khải hoàn không nhịn được nữa có là chú ruột thì anh cũng không thể tiếp tục cam chịu và im lặng nhìn ông ta làm vậy với người yêu mình rõ ràng ông ta lúc này chẳng còn là con người nữa mà là giống cầm thú hơn đối với kẻ không còn tính người Không cần thiết phải nương tay Văn Khải Minh đấm cho đến khi cảm thấy mu bàn tay mình tê dần Và cảm thấy có thứ gì đó dính dớp Mặt ông ta đã bết máu Văn Khải Hoàn mơ hồ nằm dưới sàn Không nói được câu nào Lúc này anh mới buông tha cho ông ta Vội vàng quay lại tìm Dương Thanh Thanh Phát hiện cô đã biến mất khỏi phòng Trên giường chỉ còn lại chăn Và ga trải nhào nhĩ anh lao đi tìm cô Dương Thanh Thanh không còn mặt mũi nào để đối diện với người mình yêu Ngay khi được giải thoát Cô đã ôm lấy mớ quần áo rách bươm Như cái rẻ lau của mình chạy khỏi phòng Lúc này cô đang lạc trong khu biệt thự cao cấp ở nội thành Xung quanh không có lấy một bóng người Những ngôi nhà biệt lập nối tiếp nhau Biến nơi này trở thành một mê cung khổng lồ Càng nhìn càng rối mắt Càng đi càng sai đường dương thanh thanh chẳng còn biết mình đang ở chỗ nào mà cũng không thoát ra khỏi đây được thật mất mặt khi nói lời chia tay với khải minh cô đã cố gắng tỏ ra lạnh nhạt và thể hiện cho anh thấy mình chẳng hề vương vấn gì thậm chí còn tìm cách để khiến anh phải ghét mình cuộc gặp gỡ tại khách sạn đêm hôm đó vốn dĩ không phải là tình cờ cô đã cố tình xuất hiện trước mắt anh định dùng cách đó để triệt để phá hủy hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt anh. Cô cứ tưởng mình đã thành công rồi. Dương Thanh Thanh ngồi sụp xuống bên vệ đường, cơ thể và tinh thần đều dịu dã, cạn kiệt sức lực, nước mắt không kìm được nữa, cứ thế chảy xuống ồ ạt à hai bên má, làm tầm mắt của cô mờ cả đi. Cô đã cắn răng nhẫn nhịn quá lâu, cảm xúc vỡ hòa trong chốc lát. Nơi này không có người dù cô có khóc to đến mức nào đi nữa cũng chẳng ai thấy được chẳng ai phát hiện ra vì thế cô mặc sức mà gào đến rát cả cổ cùng lúc đó văn khải minh chạy khắp nơi tìm dương thanh thanh anh tuyệt vọng chạy khắp mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy bóng dáng của cô một người phụ nữ bỏ chạy trong đêm tinh thần bất ổn như vậy thật sự quá nguy hiểm chưa nói đến chuyện không may gặp phải kẻ xấu chỉ riêng việc đi lòng vòng trong khu nhà rộng lớn không biết đâu là lối ra này cũng đủ để khiến người ta phát điên khải minh càng tìm càng hoảng anh gọi to tiên của cô không biết bao nhiêu lần nhưng hồi đáp lại anh chỉ là tiếng vọng của chính mình ở nội thành tuy rằng không có nhiều cây cối nhưng giữa nửa đêm tiếng côn trùng vẫn dâm gian khó chịu ồn ào chợt nghe thấy tiếng khóc thê lương hòa lẫn cùng tiếng gió xào xạc giữa khuya nếu không có nó Thì chắc có lẽ Văn Khải Minh đã hóa điên Lần theo tiếng khóc của cô Cuối cùng cũng tìm được Dương Thanh Thanh Đang ngồi rũ bên vệ đường Dường như cô khóc đã mệt Không còn kêu gào như trước được nữa Mà chỉ dấm dứt sụt xịt Trời đêm không quá lạnh Tuy nhiên Khải Minh vẫn cởi áo khoác của mình Choàng lên cho cô Bộ đồ rách dưới kia Khiến vai cô hở ra một nửa Đầy vết cào cấu văn khải minh không biết nói gì anh đành ngồi xuống bên cạnh cô cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh dương thanh thanh sợ hãi rụt người lại trận bạo hành của văn khải hoàn khiến cho cô bị ám ảnh và hoảng hốt mỗi khi cảm thấy có ai đó sắp sửa đụng chạm đến mình điều đó lại càng làm văn khải minh trở nên lúng túng hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu sương đêm đã bắt đầu đọng nhiệt độ cũng giảm xuống anh không rõ là cũng đang run rẩy vì lạnh hay vì sợ hãi anh. Nhận ra cứ ngồi đây cũng không phải là cách hay, anh nhắn tin cho Chu Tuấn gửi định vị hiện giờ của cả hai và nhờ cậu tới đón mình. Còn anh thì suy nghĩ cách thuyết phục Thanh Thanh quay về. Thanh Thanh, Văn Khải Minh vươn tay ra chạm vào cô. Đó mới chỉ là một cái chạm nhẹ qua cái áo quần. Lần này cô không tránh né anh nữa, nhưng cũng vẫn chẳng trả lời anh một câu anh không bị từ chối Anh cảm có thêm chút tự tin Thành Chúng ta về được không Không phải quay lại nhà của chú Là về nhà người khác Dương Thanh Thanh không đáp lời Khải Minh lại càng nóng ruột Anh dứt khoát Nắm lấy vai cô lay nhẹ Lúc này cả người cô đổ nhào xuống Anh lập tức ôm lấy cô Cơ thể Thanh Thanh lạnh ngắt Gương mặt lại đỏ ửng Và hơi thở thì nóng rực Khải Minh vỗ nhẹ lên má của cô Gương mặt đã có chút xương đỏ Thanh 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 sốt rồi Anh sờ lên chán của cô So với chán mình để thử nhiệt độ Quả nhiên cô đã sốt đến mơ màng Nhiệt độ nóng bỏng không thuộc về trời đêm lạnh lẽo này Khải Minh chẹp miệng Chỉ muốn tự đấm mình mấy cái Sao anh có thể để cô ngồi trong gió lạnh Từ nãy đến giờ được chứ Vội bí Dương Thanh Thanh lên Định rút điện thoại gọi lại cho Chu Tuấn vừa vặn thay xe của tuấn cũng vừa lúc đến nơi khải minh bế thanh thanh vào ghế sau xe rời khỏi khu biệt thự đầy ám ảnh kinh hoàng đối với cô suốt dọc đường anh để cô nằm gối đầu lên đồi mình cảm nhận hơi thở nóng hổi của cô đang phảng phất chiếc mũi còn người cô thì lạnh như bức tượng thạch anh không dám nhìn cô chỉ cần thấy cô là anh cảm thấy đau lòng nhớ đến những gì cô phải chịu đựng khi sống cùng văn khải hoàn anh lại không khỏi tức giận Mối thù giữa anh và ông ta Cứ ngày một trọng chất Khải Minh siết tay thật chặt Thề là phải tìm cách Khiến cho ông ta phải trả giá Bố đắp lại tất cả những mất mát Mà bản thân anh Gia đình anh Người anh yêu Phải chịu đựng trong suốt thời gian qua Dương Thanh Thanh ngủ ly bì Suốt nửa ngày Vẫn không tỉnh Còn Văn Khải Minh thì nóng ruột không thôi Anh bồn chồn ngồi ở cạnh giường nhìn chai nước đang truyền cho cô Rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch của cô Sao cô ấy còn chưa tỉnh Ngủ lâu như vậy có bị sao không Anh sốt sáng hỏi Ninh Ngọc Yên tâm Ngủ mấy ngày không tỉnh mới sợ Cô ấy mới ngủ có nửa ngày thôi mà Đổi lại là cậu Sau khi trải qua cú sốc về tinh thần Bị bạo hành thể xác Cậu có chịu nổi không Văn Khải Minh thở dài mà không làm gì được Cô ấy né tránh tôi anh nhớ lại phản ứng của dương thanh thanh trong lòng không khỏi buồn bực có khả năng cao đấy khắp người cô ấy đều là vết thương nhắc đến chuyện này anh lại không nhịn nổi cơn giận văn khải hoàn anh sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta đâu chuyện tôi bảo cậu làm thì sao rồi ninh ngọc lên tiếng hỏi dù chuyện của văn khải minh vốn chẳng có gì liên quan đến cô nhưng cô rất ghét những kẻ dùng thuốc ghét cả những tin cầm thú hành hạ phụ nữ. Với tư cách là bạn của Chu Tuấn và Văn Khải Minh, cô cũng không muốn bỏ qua cho gã đàn ông thối tha kia. Tôi tìm được cái này. Văn Khải Minh lôi trong túi quần ra một chiếc USB nhỏ xíu. Đó là những gì anh lấy được ở phòng quản lý camera trong khu bảo vệ của khách sạn. Thật may là anh kịp thời lấy được nó trước khi gã trợ lý của Văn Khải Hoàn phát hiện ra trong này có đoạn clip ông quản gia bị ép uống thuốc sốc phản vệ chắc chắn có thể đem ra tố tụng được ngày mai tôi sẽ tìm luật sư cậu không kiện nổi ông ta chỉ với cái này đâu ninh ngọc ngay lập tức cản anh lại văn khải minh nhíu mày không hiểu vì sao bằng chứng đã rõ ràng ngay trước mắt thế này chuyện ông ta đi tù là điều hiển nhiên tại sao ninh ngọc lại không đồng ý với anh chứ chú cậu đang nắm giữ mọi thứ Cậu nghĩ một đoạn clip đó làm gì được ông ta Người như ông ta sẽ không tự tay làm mấy việc này Nếu bị tố giác Ông ta cũng sẽ để người khác ra làm kẻ hứng mũi chịu xào thay Bây giờ cậu đi tố cáo Thì chẳng khác gì là đánh rắn động cỏ Đánh rắn động cỏ Như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến cả Dương Thanh Thanh Và ông quản gia Văn Khải Hoàn sẽ biết ngay Ai là người đứng sau việc cứu ông quản gia Và càng đề phòng anh hơn Thực ra chỉ riêng việc Anh xông vào cứu Dương Thanh Thanh ngày hôm nay Đã đủ để lão cáo già đó nghi ngờ anh rồi Ninh Ngọc nhớn mày Phân tích tình huống cho Văn Khải Minh hiểu Anh gật gù Đến lúc hiểu ra thì mới thấy Mình đã quá vội vàng Anh cúi đầu Cảm thấy có chút xấu hổ Vì sự vội vã đó của mình Xin lỗi Tôi suýt chút nữa thì lại làm hỏng chuyện Ninh Ngọc nhìn thấy biểu hiện này của Khải Minh thì phì cười Rất có cảm giác như anh là một cậu nhóc mới lớn làm sai chuyện Gây ra tổn thất cho nên thất vọng Cô vỗ nhẹ lên đầu anh để an ủi Cậu có biết người chúc thuốc ông chú kia là ai không? Biết, trợ lý thân cận của chú tôi Vậy bắt đầu từ anh ta trước Chúng ta phải đàm phán một chút Lần này, Khải Minh hiểu vấn đề rất nhanh. Đợi đến khi Dương Thanh Thanh tỉnh lại, anh sẽ đi tìm người này. Ninh Ngọc và Văn Khải Minh vừa trao đổi xong thì Chu Tuấn lạch cạch gõ cửa. Cả hai ngẩng đầu lên, phát hiện ra cậu ấy đã đứng ở đó từ bao giờ, mang theo bộ dạng nhàn nhã hóng hớt hai người họ. Chu Tuấn buông lời trêu chọc, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai người họ trong khi tôi vất vả để lấy được manh mối cho cậu thì cậu lại ở đây tán dóc với cơ đất của tôi sao chu tấn nhấn mày cố ý nhấn mạnh vài từ ngữ đủ để làm văn khải minh và ninh ngọc đỏ mặt nó đâu rồi đưa cho tôi đi anh lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng sắt trông có vẻ cũ kỹ và đã xịt màu khải minh cuống lên định chụp lấy nó nhưng anh đã rụt tay về Vội cái gì, cậu hứa trước đã đi, sau này phải cách xa người tình trong mộng của tôi ít nhất là 2 mét thì tôi mới đưa." Chu Tuấn nói, đá mắt sang nhìn Ninh Ngọc. Cô đã không còn tỏ mặt nữa, thay vào đó lánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Tuấn với Văn Khải Minh. Trông như hai đứa trẻ con ấu trĩ đang đùa với nhau. Cô đứng dậy, rời khỏi phòng. Chu Tuấn hoảng hốt, biết mình vừa chọc giận cô, anh ta quăng vội cái chìa khóa cho khải minh rồi đuổi theo cô khải minh cầm lấy cái chìa khóa cẩn thận nhìn nó một hồi lâu mà vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì không biết căn hầm mà quản gia nói ở đâu dương thanh thanh lúc này đã ngủ quá nửa ngày bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc văn khải minh để ý từng động tĩnh của cô ngay khi thấy cô tỉnh dậy thì đã nhào vội đến bên giường dương thanh thanh hoảng hốt rụt người về muốn tránh xa khỏi anh không muốn có bất kỳ động chạm nào giữa hai người Văn Khải Minh không nắm bắt được cảm xúc hiện tại của cô Vì quá lo lắng mà anh đã vội vàng nắm lấy tay cô Sờ chán cô để kiểm tra nhiệt độ Em có thấy chóng mặt hay là gì không? Người còn đau không? Em có khát nước không? Anh lấy nước cho em nhé Khải Minh hỏi liên mồm Không để cho Dương Thanh Thanh có cơ hội trả lời Rồi nhanh chóng xoay người Bưng cốc sữa ấm lên bàn cho cô Dương Thanh Thanh vừa mới tránh né khỏi anh được một chút Thì anh đã quay lại Cô sợ hãi rụt tay khỏi anh Khiến cho cốc sữa trên tay anh không còn điểm tựa Mà rơi xuống chăn Văn Khải Minh sững sờ trước thái độ né tránh này của cô Trong khi cô đang run rẩy không thôi Ôm chăn chui vào góc giường Thanh Thanh Anh gọi cô muốn chạm vào cô Cho cô thấy là anh nhớ nhung cô đến mức nào Nhưng cô lại tiếp tục trốn tránh sự hiện diện của anh Đừng chạm vào em Dương Thanh Thanh run lên Giọng nói như sắp vỡ hòa Cả người cô nổi hết da gà Và không thể kìm nén được sự nôn nao Khi Văn Khải Minh sắp sửa động đến cô Giống như là tất cả những tế bào Trong cơ thể cô đều đang gào thét Chống trả lại mọi sự va chạm Đến từ người khác Văn Khải Minh phải thỏa hiệp Dù anh muốn hay không Nhưng thấy cô run rẩy dữ tợn như vậy Anh buộc phải giữ khoảng cách với cô có lẽ sự việc xảy ra giữa cô và văn khải hoàn đã khiến cô bị ám ảnh tâm lý nặng nề đúng như ninh ngọc đã nói với anh thanh thanh sẽ sợ hãi và tránh né mọi người điều này văn khải minh không có cách nào ngăn cản chỉ có thể dùng thời gian và lòng chân thành của mình để giải quyết được rồi được rồi anh không động vào em nữa chăn ướt cả rồi đi này em bỏ ra đi anh thay cho em cái mới khải minh chỉ vào mảng chăn ướt nhẹp mà dương thanh thanh đang ôm chặt lấy tay vẫn không động vào cô cô chừng mắt nhìn anh một lúc lâu rồi mới bằng lòng thả chăn ra anh cầm lấy chăn trước khi đi ra ngoài còn hỏi cô có muốn ăn gì không cô chỉ lắc đầu rồi lại ngồi yên lặng trong góc giường dương thanh thanh giữ trạng thái như thế trong suốt cả ngày không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ thay đổi điều này càng làm cho văn khải minh đau lòng và thêm hận thù đối với người chú của mình Đối với cả bản thân anh Quá thất vọng khi đã không thể bảo vệ cho người anh yêu Anh tự thề với chính mình Từ giờ trở đi sẽ không để cô phải chịu khổ nữa Tại căn biệt thự mà Văn Khải Hoàn đang ở Tên trợ lý cúi đầu không dám lên tiếng Ông ta cảm thấy khó chịu trước hình ảnh hết sức quen thuộc thế này Vơ đại thứ gì đó trên bàn Ném về phía tay trợ lý kia đồ vô dụng ông ta nổi điên lên đi đi lại lại không biết nên mắng chửi thế nào để hạ cơn giận này tay trợ lý cắn răng nhìn thấy bức tượng đồng nhỏ dùng để trưng bày đang nằm lăn lóc dưới chân mình trên đó còn dính một chút máu lần trước là gà tàn lần này là tượng trang trí gã âm thầm ghi nhớ từng thứ một trong lòng nhen nhóm lên ý niệm muốn từ bỏ nhưng ngay lập tức Suy nghĩ ấy đã bị xóa đi khỏi đầu óc của hắn ta Thằng Minh đâu? Đang ở nhà của bạn Cậu chủ nhỏ đưa bà chủ tới đó rồi Văn Khải Hoàn lại điên lên Gầm rú như thể quái vật Ai là cậu chủ nhỏ? Ở đây chỉ có tao là chủ Đến đó đưa cô ta về đây Ông ta ra lệnh Lại vơ một thứ gì đó khác ném về phía tay trợ lý Anh ta ba chân bốn cẳng chạy vội đi Tránh khỏi sự giận dữ của ông ta nửa đêm văn khải minh không ngủ được anh ta ngồi dưới phòng khách mải mê nghĩ về phản ứng của dương thanh thanh lúc chiều anh phải làm thế nào mới giúp cô chữa khỏi được ám ảnh kia đấy không nói đến việc anh tạm thời chưa thể chạm vào cô chỉ riêng việc cô cảm thấy khổ sở và nôn nao mỗi khi có người lại gần anh đã cảm thấy đau lòng văn khải minh vuốt mặt cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để có thể tiếp cận tay trợ lý kia và đàm phán với hắn trên phòng đột nhiên vang lên tiếng động ngay sau đó là tiếng thét của dương thanh thanh anh hoảng hốt lao lên phòng chỉ thấy cửa phòng mở toang một gã mặc đồ đen kịt bịt kín mặt đang ôm lấy thanh thanh từ phía sau vất vả lôi đi cô vùng vẫy muốn kêu lên nhưng miệng đã bị gã bịt kín văn khải minh đờ ra mấy giây anh còn đang hoảng hốt khi thấy cô bị kẻ khác bắt đi xung quanh anh không có gì dùng để làm vũ khí được ngay từ chiều anh đã đem cất tất cả đồ dĩ vỡ trong phòng vì sợ rằng cô sẽ nghĩ quẩn và tự làm hại bản thân dương thanh thanh mới đầu còn vùng vẫy cô ôm chặt lấy cánh tay gã bắt cóc để đẩy ra nhưng sau đó cô cũng mất ý thức văn khải minh nhíu mày Nhìn thấy chiếc săn mềm gã dùng để bịt lấy mặt cô Trong thoáng chốc liền hiểu ra đó là thứ gì Gã định đánh thuốc mê và đưa cô đi trong im lặng Chỉ không ngờ là cô lại đang mắc chứng hoảng sợ Quá nhạy cảm với sự xuất hiện của người lạ Cho nên mới khiến gã lộ tẩy Vì thế gã khá là lúng túng Gã nhìn quanh Cửa ra vào đã bị Văn Khải Minh đứng chặn Cửa sổ dù được mở toang Nhưng cũng cách mặt đất khá cao Gã chẳng thể nào vác theo một người Đã ngất xỉu để nhảy xuống Từ đó được Trừ khi gã muốn chết Anh không còn đường chạy đâu Nhưng nếu anh thả cô ấy Tôi sẽ để anh đi Văn Khải Minh quan sát gã một chút Rồi dơ hai tay lên trước mặt Cho gã thấy mình chẳng có gì Để động đến gã Anh muốn đàm phán Trong tình huống này Đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn Cho Dương Thanh Thanh Đồng thời anh cũng hy vọng Chu Tuấn và Ninh Ngọc sẽ nghe thấy tiếng động khi nãy mà chạy tới. Gã bắt cóc đương nhiên không thể tin lời của anh, gã vẫn giữ chặt lấy cô, lùi về sát phía cửa sổ, định bụng sẽ uy hiếp Văn Khải Minh nếu anh không để gã rời khỏi đó. Sự luống cuống của gã khiến anh nhận ra, có vẻ như việc đi bắt cóc này không phải việc mà gã thường xuyên thực hiện. Quả đúng là thế, gã chính là trợ lý của Văn Khải Hoàn nghe theo lệnh của ông ta mà tới bắt dương thanh thanh về dưới sự tức giận của văn khải hoàn gã không biết nếu như lần này mình trở về tay không thì sẽ bị ném cái gì vào đầu nữa trong lòng gã cũng ấm ức nhưng vì bản thân mình hắn không thể không thực hiện nhiệm vụ này tránh ra mày không để tao đi tao sẽ đẩy nó xuống dưới kia gã vừa nói vừa đẩy sát dương thanh thanh ra khỏi cửa sổ cả cơ thể mềm oặt như không có xương của cô ngả ra ngoài Tóc của cô bị gió thổi tung lên Cảnh tượng kinh dị này Khiến cho tim Văn Khải Minh đập loạn Anh hoàng hồn Chỉ sợ gã tuột tay Và để cô rơi xuống cửa sổ Khoan, đừng Tôi sẽ thả cho anh đi Tôi hứa mà Anh để cô ấy ở lại Tôi sẽ thả anh đi Không truy cứu anh nữa Anh vừa nói Vừa bước từng bước nhỏ Tránh khỏi cửa ra vào Gã trợ lý nhìn thấy đường thoát Thì mừng rỡ Nhưng không vì thế Mà nơi lỏng cánh tay đang tóm chặt lấy Dương Thanh Thanh Cô là con át chùa bài Để gã rời khỏi đây Cũng là chiến lợi phẩm Để gã ăn nói với ông chủ Làm sao gã buông tay cho được Văn Khải Minh cũng thừa biết Để cho gã đường lui Cũng là bất lợi cho mình Sẽ không có chuyện gã thả cô ra Dù sao cô cũng đang ở trong tay gã Nếu như muốn giết cô Có lẽ Gã đã ra tay luôn rồi bỏ chạy Chứ chẳng đợi đến lúc này Để tao và con bé này rời đi Nếu không thì đừng trách Gã gần từng tiếng dọa nạt Văn Khải Minh bắt đầu trồn bước Anh thật sự không muốn làm Dương Thanh Thanh bị thương thêm nữa Văn Khải Minh và gã trợ lý dần đổi chỗ cho nhau Ngay khi gã lôi kéo cô ra được đến cửa Gã đã nhanh chân muốn bỏ chạy Nhưng khi ra đến hành lang Thì gã mới phát hiện ra mình đã bị lừa chặn trước mặt gã là chu tuấn và ninh ngọc mỗi người cầm một cái gậy to tướng gã lùi bước chạy ra sau bỏ chạy nhưng đã bị văn khải minh xông ra khỏi phòng chắn ngay trước mặt dĩ nhiên là văn khải minh không ngốc đến thế để cho gã trợ lý dễ dàng đưa dương thanh thanh đi khỏi đây anh đã thề sẽ bảo vệ cô chắc chắn anh phải làm được tiếng thiết ban nãy của cô lớn như vậy chu tuấn và ninh ngọc không thể không nghe thấy cho nên anh đã phối hợp với hai người họ ngay khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của họ từ hành lang vòng lại anh đã cố tình nói to để họ nghe thấy mình ninh ngọc gật gù anh chàng này đã bắt đầu biết suy tính rồi có lẽ là vì quá căm hận vắt khải hoàn có lẽ là vì lo lắng cho thanh thanh không cần biết là vì điều gì nhưng anh thật sự đã thay đổi anh không còn là kẻ ngốc chỉ biết cắm đầu về phía trước làm những việc bồng bột đôi khi người ta cũng phải giả bộ lùi bước để đạt được mục đích giống như những gì văn khải minh vừa làm chu tuấn trói quặt gã trợ lý kéo gã xuống phòng khách văn khải minh sắp xếp cho thanh thanh lần này anh khóa tất cả mọi cửa ngách trong phòng và hành lang đảm bảo không kẻ nào có thể lọt qua cửa vào được nữa xong xuôi anh xuống nhà tìm gã trợ lý bắt đầu quá trình đàm phán thật sự gã trợ lý ngồi im lặng dưới sàn nhà đằng nào cũng chết gã thật sự không muốn quay lại chỗ ông chủ để bị sỉ nhục và làm cái bao cát cho ông ta xả giận ngay khi nhìn thấy khải minh gã đã lên tiếng muốn báo án thì cứ báo đi mấy người đã bắt được tôi rồi việc là do tôi làm không có gì để cãi gã nói sau đó ăn ngay một cái bạt tai của chu tuấn chỉ có điều cố đánh này cũng không phải là quá mạnh so với cú đánh bất ngờ của văn khải hoàn cái thác của chu tuấn chỉ như là kiến cắn mũi đốt dù thế nào thì gã vẫn cảm thấy chút máu tanh trong miệng khải minh khoát tay ra hiệu cho chu tuấn đừng manh động anh bước đến trước mặt gã trợ lý ngồi xổm xuống đưa ra điều kiện tôi có thể không tố cáo anh lời tôi nói khi nãy không hẳn là nói dối tất cả mọi người đều sửng sốt ngoại trừ ninh ngọc Người đã cho anh giải pháp đàm phán Với tên trợ lý này Từ lúc gã xuất hiện Cả Ninh Ngọc và Văn Khải Minh Đã âm thầm quan sát gã Trên chán gã có vài vết thương Trông khá tệ Có lẽ Văn Khải Hoàn cũng đối xử với gã không tốt lắm Họ hoàn toàn Có thể lợi dụng điều này Để mua chuộc gã Ờ kìa, giờ hơi à Khó khăn lắm mới bắt được Mà cậu lại muốn thả đi là sao Chú Tuấn thốt lên Vẻ mặt hậm hực Cậu chỉ được cái lắm tiền Thực chất đầu óc cũng không dài hơn Văn Khởi Minh là bao Cậu chỉ nghĩ Anh ta đã vận hết võ nghệ để bắt tên này Không thể cứ như vậy mà thả đi Chỉ ít cũng phải tẩn cho một trận đã chứ Văn Khải Minh không để ý cậu nói Anh vẫn tiếp tục cuộc đàm phán của mình Anh cởi trói cho gã trợ lý Giọng điệu mềm mỏng Tôi biết Anh cũng là bị chú tôi ép buộc anh đang bị ông ấy chi phối Muốn thoát khỏi ông ấy Anh chỉ có thể hợp tác với chúng tôi Tại sao tôi phải làm thế Tôi Gã chưa kịp từ chối Thì Ninh Ngọc đã tiến tới Dí vào vết thương trên chán Làm cho gã kêu oai oái Mấy cái này là ông ta làm phải không Ông ta coi anh không bằng chó lợn Anh còn phải trung thành với ông ta làm gì chứ Nếu chuyện này lộ ra Ông ta sẽ đẩy anh ra làm bia đỡ đạn anh đi tù, ông ta vẫn nhận nhơ, không phải sao? Anh sẽ cam tâm chấp nhận chuyện này à?" Văn Khải Minh và Ninh Ngọc thay nhau hỏi dồn dập, khiến cho gã trợ lý không kịp suy nghĩ, gã ta nghiến răng, vừa oán giận vừa lo lắng. Khải Minh đã nói đúng, gã thật sự không muốn làm người xấu đi này, chỉ là gã đầu quân cho nhầm người, có một ông chủ thật xấu tính và quá nhiều tham vọng, kẻ ngồi trên cao luôn trông có vẻ sạch sẽ vì những việc bẩn thỉu đã đẩy hết cho người khác làm gã đưa mắt nhìn ba người trước mặt cánh tay vừa được cởi trói thà lỏng bớt cổ tay gã có thể xoay được thoải mái hơn hẳn họ đã thể hiện thành ý đến vậy gã cũng bắt đầu lung lay sau một hồi im lặng lâu đến mức chu tuấn đã bắt đầu sốt ruột và chỉ muốn đá cho gã mấy cái còn khải minh thì có cảm giác thất vọng muốn bỏ cuộc cuối cùng thì gã cũng lên tiếng mấy người muốn tôi làm gì chu tuấn và khải minh mắt sáng như sao hào hứng hẳn lên còn ninh ngọc cũng không mấy kinh ngạc chuyện này nằm trong dự tính của cô dương thanh thanh tỉnh lại sau khi thuốc mê đã hết tác dụng cô thấy tinh thần mình có chút ổn định hơn cổ họng hơi khô cô muốn xuống nhà lấy chút nước bước đến cầu thang cô liền nghe được tiếng nói chuyện ở phòng khách bây giờ phải làm sao để về lại căn nhà đó mới là chuyện quan trọng trước mắt tuy đã biết vị trí của căn hầm nhưng ông ta cũng đã nghi ngờ tôi không cách nào quay trở về đó được nữa khải minh hơi đau đầu xoa xoa chán ninh ngọc lại vẻ mặt thâm sâu nói vẫn còn một người có thể đến đó ai cả chu tuấn và văn khải minh đều tò mò nhìn cô dương thanh thanh không thể được văn khải minh là người lên tiếng phản đối cô ấy bây giờ còn đang bệnh hơn nữa ám ảnh của cô ấy với nơi đó không nhỏ làm sao tôi có thể để cô ấy quay lại hố lửa đó văn khải hoàn nhất định sẽ không để yên cho cô ấy đâu chu tuấn hơi lưỡng lự nhưng nếu cô ấy không đi ông ta cũng sẽ nhanh chóng tìm đến đây thôi chúng ta cũng không thể cứng đối cứng với ông ta được ít nhất là bây giờ không được cậu theo sau bảo vệ cho cô ấy là được rồi tôi không muốn em an toàn của cô ấy ra cược tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy không thể để cô ấy trở lại nơi cô ấy sợ hãi như vậy được văn khải minh kiên quyết anh đã thề sẽ bảo vệ cô không lý nào lại để cô rơi vào tay con thú kia lần nữa thay vì bảo vệ tốt cho cô thì để cô tránh xa nguy hiểm còn tốt hơn gấp trăm lần thanh thanh vì anh đã phải chịu bao nhiêu ấm ức Vậy lý gì lại bắt cô Phải tiếp tục hy sinh cho anh Anh không xứng Một lời này của anh Khiến Dương Thanh Thanh cảm thấy ấm áp hơn hẳn Ít nhất anh cũng suy nghĩ cho cô trước Anh là thật lòng không muốn cô chịu khổ Đối mặt với cơn đau giàn vặt ấy Chứ không phải Chỉ tạm thời nói thế cho qua chuyện Trong lúc cả đám người Đang âu sầu ảo não Cô đã âm thầm đưa ra quyết định của mình Cô xuống khỏi cầu thang Đứng ở cửa phòng khách tôi đi tôi cần về làm gì tất cả mọi người đều sửng sốt văn khải minh là người bàng hoàng nhất trong số đó không được em nghe lời anh lên phòng nghỉ ngơi đi anh tự xử lý được anh yên tâm em sẽ không sao anh sẽ bảo vệ em mà đúng không văn khải hoàn không ngủ nổi vắt tay lên chán dương thanh thanh vợ ông bỏ nhà theo thằng cháu chết tiệt ông quản gia mất tích cùng chiếc chìa khóa hầm vật tư mọi thứ đều đang thay đổi, chạy khỏi kế hoạch của ông ta. Ông ta thở dài, bắt đầu sợ rằng tay trợ lý, người cuối cùng làm việc cho mình cũng sẽ rời bỏ mình. Ông ta rời giường, lục tìm chìa khóa dự phòng của căn hầm kia. Mò mẫm bước xuống, không gian tối om được chiếu sáng bởi một chiếc đèn chùm màu cam. Mân Khải Hoàn quét mắt nhìn quanh căn hầm một lượt, ánh mắt dừng lại ở bộ váy cưới trắng muốt, lấp lánh nằm trong tủ kính. Đó là chiếc váy cưới mà Dương Thanh Thanh từng mặc, cũng là chiếc váy mà năm xưa mẹ của Văn Khải Minh đã khoác lên người trong đám cưới giữa bà với anh trai của ông ta. Mỗi lần nhìn thấy nó, ông ta lại chất chứa hàng loạt cảm xúc: tức giận, ghen tị, yêu thương, đau khổ. Văn Khải hoàn mở tủ kính, lấy chiếc váy xuống, ôm nó vào lòng và hít sâu một hơi trước khi xé toạc nó ra lần này dương thanh thanh trở về cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi ông ta được nữa không có được mẹ của khải minh vậy thì phải có được dương thanh thanh ngay sau khi đưa ra quyết định không ai dám trần trừ nữa gã trợ lý sợ rằng nếu mình đi quá lâu văn khải hoàn sẽ nghi ngờ dương thanh thanh đã đưa ra quyết định mạo hiểm nhưng lạ thay cô không cảm thấy sợ hãi đến vậy trong lòng cô bình lặng như nước có lẽ là do đã chuẩn bị tinh thần tốt. Ngược lại, Văn Khải Minh mới là người lo lắng. Anh bồn chồn không yên, đi đi lại lại trong phòng khách, làm người khác chóng cả mặt. Cậu ngồi xuống đi, cứ đi qua đi lại như thế tôi không chịu được. Chu Tuấn gắt gỏng, anh ta cũng lo lắng không kém, nhưng ít nhiều vẫn có kìm nén được để mà ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên, hai chân anh ta đang run lên bần bật, làm cả cái ghế sofa cũng run lên theo cậu thì khác gì mà còn nói tôi ninh ngọc đã đưa dương thanh thanh đi uống thuốc dặn dò cô những điều cần thiết bởi tinh thần của cô bất ổn ninh ngọc buộc phải dạy cô những biện pháp khống chế tinh thần tạm thời giúp cô ứng phó với văn khải hoàn nếu như ông ta có hành động quá đáng dương thanh thanh ghi nhớ kỹ từng điều hít sâu thở ra tự điều chỉnh bản thân về trạng thái bình ổn đến khi gã trợ lý chuẩn bị đưa cô rời đi Văn Khải Minh vẫn hết sức lưu luyến Và cho rằng đây là hành động sai lầm Anh níu lấy tay cô Em không cần phải làm thế Chúng ta có thể nghĩ cách khác mà Chu Tuấn và Ninh Ngọc tự giác lui về phía sau Để lại cho hai người một khoảng yên tĩnh Để tạm thời chia ly Dù biết chỉ là một thời gian ngắn Nhưng ai biết được Chuyến đi này của Dương Thanh Thanh Có bao nhiêu nguy hiểm chứ Rất có thể Văn Khải Hoàn sẽ chú tuấn không dám nghĩ tiếp nữa vội vàng chạy vào trong nhà văn khải minh nắm chặt tay dương thanh thanh không buông cô bỗng Dương nghiêng đầu mỉm cười với anh cô nhào đến ôm lấy anh dùng tất cả những phương pháp mà ninh ngọc vừa dạy cho mình để dằn cơn run rẩy khi sợ hãi xuống đáy lòng anh nhất định phải bảo vệ em nhé anh hứa dương thanh thanh dụi đầu vào ngực khải minh hoàn toàn đặt niềm tin lên người văn khải minh Cô biết lần này quay về Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy Ông ta đã sai người đến bắt cô về Vậy thì chắc chắn Sẽ chút giận lên cô Thanh Thanh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng Luôn nghĩ biện pháp Để tránh khỏi cơn thịnh nộ đó của ông ta Văn Khải Hoàn nhận được tin báo Của gãi trợ lý Nhanh chóng rời khỏi căn hầm Quay trở lại phòng khách chờ đợi Trong lòng ông ta đã thấp thỏm không yên Nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại Dương Thanh Thanh Ông ta lại hào hứng Ông ta biết rõ, đây không phải là tình yêu, nhưng lại không có cách nào từ bỏ được cảm giác hưng phấn khi gặp cô. Khi mới bắt đầu cuộc hôn nhân này, Văn Khải Hoàn chỉ đơn thuần là muốn trả đũa lại cả nhà Văn Khải Minh, cướp đi người yêu của đứa cháu trai và buộc nó phải dương mắt lên nhìn họ sống cùng nhau. Giống như những gì ông đã phải nhẫn nhịn khi đứng trước mặt bố mẹ anh. Mỗi khi nhìn thấy Dương Thanh Thanh, Ông ta lại nhớ đến lời từ chối dứt khoát của mẹ Văn Khải Minh và cảm thấy đau đớn, giận dữ, vì thế ông chút giận lên cô. Nhưng khi cô biến mất khỏi căn nhà này, ông bắt đầu cảm thấy trống vắng, việc không có sự xuất hiện của cô bên cạnh mình làm ông lo lắng, bất an và nhớ nhung. Ngay khi gã trợ lý nửa lôi nửa kéo cô vào phòng khách, tháo khăn bịt mắt ra cho cô, ông ta đã vồ lấy cô như sói đói vồ mồi em về rồi thật sự là em rồi dương thanh thanh cố gắng khắc chế cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ lùi người về sau để tránh khỏi sự động chạm của ông ta văn khải hoàn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô cảm nhận da thịt nóng ấm dưới bàn tay mình xác nhận cô là thật không phải là ảo ảnh cô sợ hãi nhận ra ông ta đã điên rồi Ông ta lập tức khom người vác cô lên rời khỏi phòng khách Sẽ không có chuyện em rời khỏi anh được nữa đâu Hành động này làm Dương Thanh Thanh Nhớ đến ngày hôm đó Khi ông ta đè rúi cô xuống mặt bàn Hay đêm hôm trước Khi ông ta ném cô lên giường Với ý định bạo hành Cô vùng vẫy hét lên Mọi nỗ lực nhẫn nhịn đều như muối bỏ bể Bỏ ra Ông đưa tôi đi đâu đồ biến thái Dương Thanh Thanh vung tay Đánh lên người ông ta nhưng những nắm đấm nhỏ xíu Chẳng có mấy lực đạo ấy Không làm ảnh hưởng đến bước chân của ông Văn Khải Hoàn cứ thế vác theo cô Đi xăm xăm đến căn hầm Được bố trí ngay trong phòng làm việc Không gian tối om Dương Thanh Thanh cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo Nhưng ít nhất Nó chứng minh được một chuyện Gã trợ lý không nói sai Trong căn nhà này thật sự có một cái hầm Ông ta bật đèn lên Ánh sáng dịu nhẹ Từ chiếc đèn chùm không đủ để làm cô chói mắt nhưng lại khiến căn hầm trở thêm đáng sợ cô dè chừng nhìn xung quanh căn hầm không quá rộng trưng bày rất nhiều vật phẩm y hệt như một cái bảo tàng thu nhỏ không quá mức kinh dị chỉ là nó quá mức âm u và nhiệt độ của nó quá lạnh khiến cho dương thanh thanh phải run lên từng hồi đây là đâu ông đưa tôi đi đâu cô biết rồi nhưng vẫn phải giả bộ hỏi Văn Khải Hoàn cởi áo khoác ra đắp cho cô Bắt đầu một chuyến giới thiệu bảo tàng của mình Và rồi kết thúc phần thuyết minh này Bằng một quyết định khủng khiếp Từ giờ em sẽ ở đây Đừng hy vọng mình có thể trốn khỏi anh Ông ta lạnh nhạt nói Sau đó nhanh chóng rời khỏi căn hầm lạnh lẽo này Dương Thanh Thanh hoảng hốt đuổi theo ông ta Muốn ngăn ông ta lại Nhưng không kịp nữa rồi Cửa hầm đóng lại trước mắt cô Khóa chặt không gian sống của cô bởi bốn bức tường bí bách. Sau khi nhốt cô dưới hầm, Văn Khải Hoàn quay lại phòng khách. Gã trợ lý chờ lâu đến toát cả mồ hôi. Gã nghe được những tiếng vọng từ trên phòng ông ta. Tiếng cửa sập, tiếng khóa lạch cạch vang lên. Gã cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra với Dương Thanh Thanh. Nếu cô bị nhốt lại, vậy thì gã sẽ ra sao đây? Gã không dám nghĩ đến, gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây về báo cho văn khải minh những chuyện đã xảy ra nhưng hai chân gã lại nhũn ra như bùn văn khải hoàn quay lại tiến đến trước mặt gã với vẻ âm trầm cả người ông ta như tỏa ra năng lượng đen tối khiến gã trợ lý không rét mở run đột nhiên ông ta vỗ vai gã đánh đột một cái làm cho gã giật mình hoảng loạn làm tốt đấy hiếm hoi lắm lão ta mới mở lời khen gã trợ lý lén lút quan sát nét mặt của lão ta nhận thấy lão ta có chút vui vẻ hành động sau đó cũng chứng minh sự hài lòng của lão ta văn khải hoàn rút ra một sấp tiền dày cộp từ két nhỏ ở ngay góc phòng khách đưa cho người trợ lý cho cậu làm tốt thì được thưởng gã trợ lý rè dặt nhìn cọc tiền không dám cầm ai biết được đây có phải bát cơm cuối cùng của tử tù hay không khi gã trần trừ không dám nhận tiền lão ta lại nổi cơn thịnh nộ chán nhăn tít lại đến mức có thể kẹp chết ruồi sao tôi thưởng mà cậu lại không cần à dạ có chứ ạ gã lập tức xuống giọng cầm lấy số tiền dày cổ kia một nửa nữa đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ đưa nốt sau khi xong việc cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian cậu vất vả rồi lão ta nói vỗ vai gã trợ lý an ủi Gã có chút sửng sốt Dương mắt lên nhìn ông chủ Chờ đợi một lời giải thích Cậu đi tìm ông quản gia Giải quyết ông ta sạch sẽ vào Lấy lại chiếc chìa khóa sắt cho tôi Văn Khải Minh và Ninh Ngọc sửng sốt Khi nghe gã trợ lý thuật lại những gì Đã diễn ra ở nhà Văn Khải Hoàn Việc này nằm ngoài dự đoán của Ninh Ngọc Văn Khải Minh đi lên Xoay người định lao ra khỏi nhà Nhưng hai người kia đã nhanh chóng giữ anh lại bỏ ra tôi phải đi cứu cô ấy anh gào lên hai mắt đỏ ngầu cậu đi bây giờ thì có tác dụng gì cứu được cô ấy chắc hay cả hai sẽ cùng chết ninh ngọc mắng mỏ trong khi chu tuấn đang dùng hết sức để đè nghiến văn khải minh xuống sàn anh không vùng vẫy được nằm yên như cái chết trên mặt đất nước mắt dì xuống tất cả là tại tôi đáng ra tôi không nên để cô ấy đi như vậy Nhìn thấy anh khóc đến thê thảm như vậy Ninh Ngọc không đầy lòng Lớn tiếng với anh nữa Cô vỗ vai anh Dù biết rằng việc này cũng chẳng thể làm tâm trạng của anh khá lên được Cô ấy hiểu rõ ông ta là người thế nào Có thể cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi quay lại đó rồi Đừng quá lo lắng Chu Tuấn túm cổ áo Văn Khải Minh sách dậy Quảng anh lên ghế Anh khóc nghẹn đỏ cả mặt Nước mắt cứ rơi xuống không thể dừng được anh không ngừng nhớ lại cảnh thanh thanh của anh hoảng hốt gào lên Khi anh muốn chạm vào Văn Khải Hoàn còn nhốt cô ở dưới tầng hầm Ông ta còn có thể làm gì nữa Lão già chết tiệt đó Khải Minh chỉ muốn xé xác ông ta ra Kẻ đã giết hại bố mẹ anh Giờ lại còn giam cầm người yêu anh Vậy mà vẫn có thể ung dung nhởn nhơ sống được Nghiến chặt hàm răng đến mức chân răng anh Cũng cảm thấy đau muốt nuốt trọn sự khổ sở, tội lỗi xuống lòng. Tỉnh táo lại nhanh lên, cậu không có thời gian để khóc đâu, cô ấy đang chờ cậu đến cứu, cậu còn ngồi đây tỏ vẻ yếu đuối cho ai xem. Thằng nào đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Cái miệng của Chu Tuấn chưa từng nói được lời nào tốt đẹp hay dịu dàng. Ninh Ngọc không mắng, thì cậu mắng. Nhìn Văn Khải Minh khóc lóc đến suốt cả ruột, nhịn không được lại gào lên. Khải Minh gật đầu lia lịa, vung tay lên lau mặt Thấy Chu Tuấn còn định mắng tiếp Ninh Ngọc đã níu cầu lại Đẩy vào nhà bếp Để lại cho Văn Khải Minh không gian Để anh bình tĩnh đôi chút trước khi họ hành động Mười phút sau Một đám người ngồi trong phòng khách Trộm đầu lại họp bàn về kế hoạch xâm nhập nhà Văn Khải Hoàn Gã trợ lý kết nối USB Mở loạt camera Mà gã đã tranh thủ gắn được Lúc ông chủ không có mặt ở đó toàn cảnh căn biệt thự nhà hiện lên rõ nét từng ngóc ngách một chu tuấn vỗ vai gãi trợ lý khen ngã một câu cả đám lại chui đầu vào nhìn bản đầu trên màn hình máy tính vì diện tích quá rộng các ô màn hình của từng máy quay không thể hiện hết một lượt được trên máy họ phải kiểm tra từng phòng một xem văn khải hoàn đang làm gì sau khi xác định ông ta đang ngủ bọn họ mới thở phào một cái yên tâm văn khải minh lấy ra hai chiếc chìa khóa sắt một cái là thật họ lấy được từ tay ông quản gia một cái là hàng giả đưa cái giả cho gã trợ lý ông ta muốn cái này phải không mang nó về cho ông ta đi nói rằng quản gia đã chết chúng tôi đang chuẩn bị làm đám tang cho ông ấy anh lèn vào lấy trộm được thứ này gã trợ lý nhận được chiếc chìa khóa giả bỏ ngay vào túi còn cẩn thận vỗ lên túi áo một cái để xác định là chiếc chìa khóa đã nằm gọn bên trong. Ngay khi tiếp cận được ông ta, anh phải thu hút thực sự chú ý. Báo cáo cái gì cũng được, chỉ cần đưa ông ta ra xa khỏi căn hầm, chúng tôi sẽ cứu Thanh Thanh và lấy đi bằng chứng dưới đó. Anh biết là cái gì chứ? Gã trợ lý hỏi, gã mới đi qua căn hầm đó có một lần, bên trong hầm quá là rộng, gã cũng chỉ biết Văn Khải Hoàn cất giữ tất cả những món đồ quan trọng Bao gồm cả thuốc cấm trong đó Nhưng còn bằng chứng để chứng minh Ông ta giết bố mẹ Văn Khải Minh là gì Gã không biết được Cả ba người cùng trầm mặc Họ chưa tính đến vấn đề này Chu Tuấn trao mày Rồi vỗ tay Nghĩ làm gì Xuống đó lấy được gì thì cứ khoáng đi Về kiểu gì chả cần dùng đến Đúng Lần đầu tiên Ninh Ngọc tán thưởng cách làm của anh ta Xem ra tên ngốc này cũng không phải là đồ bỏ đi nhỉ." Cô híp mắt nhìn cậu, có cảm giác như con heo mình quen biết bấy lâu nay bỗng dưng trưởng thành, thông minh hơn một chút rồi. Dương Thanh Thanh ngồi yên lặng một góc trong căn hầm, dần dần quen được với không gian yên tĩnh và có vẻ đáng sợ này. Cô bắt đầu đứng dậy và đi lại xung quanh, tìm kiếm xem liệu có thứ gì có thể dùng được để thoát ra khỏi đây hay không. Trong hầm chỉ có một chiếc váy cưới đã bị rách, chính là chiếc váy cô mặc hôm cưới Văn Khải Hoàn. Có vài phong thư để trong chiếc hộp gỗ gần đó. Có một dương đựng những túi bột trắng. Cô đoán đó là thứ mà ông quản gia bảo cô đưa cho Văn Khải Hoàn uống. Thứ thuốc này chẳng tốt đẹp gì, cô lấy một ít cất vào túi quần, nghĩ rằng có thể dùng nó làm bằng chứng kết tội hắn ta. Tất cả những thứ khác cô đều chụp ảnh lại. Cũng may, Ninh Ngọc đã giấu cho cô một chiếc điện thoại vào trong áo. chỉ là dưới hầm không có sóng, cô cũng chẳng có cách nào gọi cho Văn Khải Minh để báo tin bình an. anh đã nói sẽ tới cứu cô. lần trước anh đã cứu được cô khỏi tay ông ta, lần này cũng sẽ thế. Dương Thành Thành tin tưởng lời hứa của anh. cô quay lại giữa phòng, ngồi ngay dưới cái đèn chùm để tận dụng ánh sáng từ nó phát ra. Xong xuôi Cô dở những bức thư Mà cô tìm được trong chiếc hộp gỗ kia Lần lượt đọc hết từng lá một Trong hộp có rất nhiều thư Nhưng cô chỉ bốc đại vài cái Càng đọc Dương Thanh Thanh càng sửng sốt Đây là thư Văn Khải Hoàn Viết cho mẹ của Khải Minh Những lá thư chưa bao giờ được gửi Tôi yêu chị Sinh ra là để yêu chị Sống là để ở bên chị Ông ta viết Nét chữ run rẩy méo mó dường như là lời bộc bạch trong cơn say của ông ta khi còn là thiếu niên mới bắt đầu biết yêu. Nhưng chỉ lại quyết định chọn anh ta. Anh ta có gì tốt hơn tôi? Những lá thư dài dằng dặc đều kể về sự đau khổ khi ngày ngày phải chứng kiến anh trai cùng người mình yêu ở bên nhau của ông ta phải cắn răng chăm sóc đứa cháu ruột là Văn Khải Minh. Kết tinh từ tình yêu mà ông ta ngày nào cũng nguyền rủa. Sau cùng có lẽ ông ta thật sự không chịu nổi nữa nhưng lại không chọn cách rời đi trong thế giới lý giải của ông ta ông ta không sai kẻ sai lầm và mang đến đau khổ cho ông ta là bố mẹ văn khải minh vậy nên ông ta đã đưa ra giải pháp cuối cùng chấm dứt đau khổ này hai người phải biến khỏi đây có như thế chị mới vĩnh viễn bên cạnh tôi ông ta đã viết như vậy ngày viết lá thư đó đã cách đây 8 9 năm rồi, nhưng Dương Thanh Thanh vẫn cảm thấy rùng mình khi đọc dòng chữ đó. Ông ta muốn chiếm đoạt mẹ của Văn Khải Minh nên đã sát hại bà ấy. Ông ta cũng nói muốn giam cầm cô bên cạnh mình, liệu ông ta có làm gì đó quá đáng không? Cô bất giác toát mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng đến kết cục đáng sợ ấy. Cô chỉ hy vọng anh có thể đến cứu mình thật nhanh. Theo đúng kế hoạch, Gã trợ lý quay lại với chiếc chìa khóa giả trong tay Gã viện cớ muốn báo cáo công việc với Văn Khải Hoàn Đưa ông ta sang phòng đọc sách Dĩ nhiên Ông ta cũng chẳng muốn đưa gã vào phòng làm việc Bởi Ông còn đang nhốt dương thanh thanh dưới hầm Gã trợ lý nói y hệt những gì Văn Khải Minh đã dặn dò Trong lòng không khỏi lo lắng Sợ rằng Mình mà bị ông ta phát hiện Thì chỉ có tiêu đời gã âm thầm cầu nguyện cho Văn Khải Minh và Chu Tuấn hành động thành công. Hai người nhận được tín hiệu của gã trợ lý thì cũng bắt đầu đột nhập vào trong nhà. Chu Tuấn chạy khắp nơi để tháo camera xuống, tránh cho bị Văn Khải Hoàn phát hiện ra. Còn Văn Khải Minh thì vào phòng làm việc tìm cách mở khóa căn hầm. Anh lật tung cả căn phòng để tìm kiếm cửa xuống, nhưng lại chẳng thể thấy, thấy gì. Anh càng không tìm được thì càng cuống lên. Cuối cùng anh nằm xuống sàn nhà, gõ mạnh lên mặt sàn ba tiếng. Thanh, em có ở đó không? Tiếng gõ không xuyên qua được lớp tường dày. Văn Khải Minh không thấy động tĩnh gì. Anh sốt ruột gõ mạnh hơn. Và rồi sửng sốt khi nhận lại được ba tiếng gõ tương tự phát ra ở góc phòng. Sau tủ đồ trưng bày, quả nhiên là hầm bí mật. Cửa vào cũng được giấu kín thật. Anh hào hứng nhào tới Nơi phát ra tiếng gõ Lật thảm lên và nhìn thấy cánh cửa kia Anh kích động đến mức run rẩy Moi chìa khóa trong túi ra Định mở cửa Đúng lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân Văn Khải Minh giật mình Làm rơi chiếc chìa khóa xuống gầm tủ Anh không thể thò tay vào moi chìa khóa kịp thời Lại càng không thể ngồi yên đó Chờ bị Văn Khởi Hoàn bắt tại trận Anh cắn răng Xoay người tìm chỗ trốn trong phòng ở dưới hầm khi nghe ba tiếng gõ dương thanh thanh đoán là có người tới cứu mình cô mừng phát khóc khi nghĩ đó là văn khải minh chạy ngay tới dưới cửa hầm để đứng chờ anh cô thậm chí còn vươn cánh tay lên muốn được anh kéo ra ngay khi cửa hầm mở và ánh sáng lọt vào nhưng cô phải thất vọng thêm một lần nữa người xuống hầm không phải là anh mà là người cô sợ hãi nhất văn khải hoàn mang theo nụ cười đáng sợ trên gương mặt nhăn nheo già nuối. Hắn ta thiếu điều bật cười, giọng đầy giễu cợt. "Sao thế, anh không phải thằng nhãi kia nên là em thất vọng à?" Dương Thanh Thanh hoảng hốt lùi về sau. "Làm sao ông ta biết được kế hoạch của họ chứ?" Ông ta nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô kéo về phía mình. "Em tưởng anh không biết được ý đồ của em à?" Văn Khải Hoàn ghé vào tai cô thì thào, lời nói thấp thoáng bên tai chỉ như hơi thở Nhưng cũng đủ để khiến cô dùng mình khiếp sợ Ký ức cũ ngay lập tức quay trở lại Cả cơ thể bài xích sự tiếp xúc với ông ta Gây sợ từng cái động chạm của ông ta Ông ta sẽ làm gì cô? Mọi chuyện sẽ lại diễn ra như lần trước phải không? Lúc đó anh đã kịp tới Còn giờ thì sao? Anh ấy đang ở đâu rồi? Dương Thanh Thanh hoảng loạn vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của ông ta khi bị ông ta ấn xuống băng ghế sát tường mặc dù ninh ngọc đã dạy cô phương pháp để tự làm mình bình tĩnh lại nhưng đến lúc quan trọng này cô chẳng thể làm theo bất cứ điều gì đầu óc cô trống rỗng và cơ thể run rẩy đổ đầy mồ hôi nhưng cô nào có sức để phản kháng lại ông ta kể cả khi ông ta đã là một lão già xấu xí thì cũng vẫn là một người đàn ông vẫn khỏe mạnh hơn cô mấy lần cuối cùng cô vẫn bị ông ta đè ép vào tường Em nói là sẽ giúp anh mà Sao lại đổi sang giúp thằng nhãi kia rồi Bỏ ra tránh xa khỏi tôi Dương Thanh Thanh nghiêng đầu sang một bên Tránh né va chạm giữa hai người Cô đã nhẫn nhịn đến cực điểm Cơn buồn nôn lại cuộn trào lên đến ngực Chỉ trực phun ra ngoài Tiếc là trong bụng cô chẳng có gì cả Em về đây làm gì Em muốn gì Em tưởng anh không biết sao Văn Khải Hoàn vươn tay Lục túi áo cô Lấy ra chiếc điện thoại Mà cô đã giấu trong người Cô chơ mắt nhìn ông ta Xóa từng bức ảnh mà cô đã chụp Tất cả chúng đều là bằng chứng quan trọng Vậy mà lại bị xóa mất trong nháy mắt Ông ta xóa ảnh xong Rồi ném điện thoại xuống sàn Thằng nhãi kia đâu Nó không quay lại cứu em nữa hả Em chỉ may mắn được một lần thôi Biết không Lúc này không ai cứu được em nữa đâu Ông ta nắm lấy cảm dương thanh thanh Buộc cô về nhìn mình Ngón tay ông ta siết chặt lấy da thịt Và như thể sắp bóp vụn khớp xương của cô Anh sẽ cho em thấy Phản bội anh thì có kết quả gì nhé Em sẽ phải hối hận lắm đấy Văn Khải Hoàn tiếp tục thì thảo bên tai cô Cô sởn hết cả da gà lên Dương Thanh Thanh nhíu mày Cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục Và những đau đớn này Khải Minh vẫn chưa xuất hiện Có lẽ cô phải từ bỏ hy vọng của mình rồi Ngay khi ông ta thả bàn tay khỏi cầm Cô đã há miệng muốn cắn lưỡi tự tử, tử Ông ta ngay lập tức nhét ngón tay vào miệng cô Dù bị cắn chảy cả máu tay Nhưng vẫn không rụt về Em tưởng muốn chết là xong hả? Đau đớn trên tay càng kích thích máu điên của Văn Khải Hoàn Ông ta vung tay tắt mạnh xuống mặt Dương Thanh Thanh đủ để khiến cô choáng váng và phải dừng hành động bộc phát kia lại. Khi đầu óc cô còn đang mơ hồ, ông ta nhanh chóng đè ngén cô xuống băng ghế, bắt đầu lột áo của cô xuống. Cô là vợ hợp pháp của ông ta, nhưng ông ta lại chưa một lần thật sự có được cô, ngoại trừ lần đầu tiên diễn kịch với cô trong khách sạn. Những lần bạo hành sau này, Dương Thanh Thanh đều chống cự, khiến ông ta chán nản và bỏ cuộc. Ông ta nghiến răng, nhất định không thể buông tha cô dễ dàng như vậy khi dương thanh thanh tỉnh táo lại thì quần áo trên người đã bị cởi gần hết sự đụng chạm của ông ta càng khiến cô như hóa điên cô bắt đầu gào khóc đấm đá để tránh khỏi ông ta cô luôn miệng gọi tên văn khải minh gọi anh tới cứu mình điều đó càng khiến cho ông ta khó chịu đến lúc này mà người được gọi tên vẫn không phải là ông ta ở trên phòng Văn Khải Minh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa Anh rời khỏi chỗ nấp Nhào xuống dưới hầm Túm lấy của áo ông ta kéo giật về phía sau Trong mắt anh Ông ta không còn là chú mình nữa Mà là một con quỷ Tất cả những việc độc ác mà ông ta đã làm Văn Khải Minh dồn hết vào những cú đấm liên tiếp xuống mặt ông ta Ông ta thoi thóp trên mặt sàn Còn anh thì ngồi bệt đấy thở phì phò Dương Thanh Thanh đã được Chu Tuấn đưa ra ngoài Văn Khải Minh cảm thấy yên tâm hơn Lúc này anh chỉ có một suy nghĩ Là làm sao để chút giận lên tên cầm thú này Buộc ông ta phải trả cái giá đắt hơn tất cả những gì mà ông ta đã gây ra Văn Khải Hoàn nằm dài trên sàn nhà Đột nhiên bật ra tiếng cười ghê giận Cười đến mức ho sặc sụa vẫn không chịu dừng lại Trong đôi mắt bé tí và hiếp tịt của ông ta Hiện giờ chỉ có chua xót và không cam tâm Vì sao? Bao nhiêu năm nay ông ta đã từng cố gắng như vậy cuối cùng vẫn đổi lại thất bại ông cười cái gì khải minh bực bội hỏi tiếng cười của ông ta khiến cho anh khó chịu ông ta lồm cồm bò dậy văn khải minh liếc nhìn ông ta đầy cảnh giác nhưng cuối cùng ông ta cũng chẳng làm gì được anh ông ta khập khiễng đi về phía tủ kính có chứa chiếc váy đã rách tươm lấy nó xuống ôm nó vào lòng và hít hà như thể trên đó vẫn còn mùi hương mà ông ta tưởng nhớ đến Văn Khải Minh ghê tẩm trước hành động biến thái này Cười vì cuộc đời này thật bất công Ông ta chậm rãi nói Khải Minh nhớn mày Chẳng hiểu được ý của ông ta Bất công ư Sau khi ông đã giết bố mẹ tôi Chiếm đoạt tài sản Và cướp đi người tôi yêu Giờ ông lại nói bất công ư Ai mới là người nên nói ra điều này chứ Những thứ đó Chưa bao giờ thuộc về tao cả văn khải hoàn ủ rũ đến giây phút cuối cùng này cũng nhận ra sự thật điều đó đồng nghĩa với việc ông ta thừa nhận những gì mình đã làm đều vô nghĩa giết người chiếm đoạt tình yêu những thứ có được bằng cách cướp đi thì vĩnh viễn không bao giờ thuộc về quyền sở hữu của ông ta trái tim già nua của ông ta nhói lên lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy mình thật thảm hại và ngu ngốc không bằng một tên nhãi danh giống như văn khải minh Tại sao Không phải phụ nữ đều yêu tiền sao Tao có tiền Tao có quyền Tại sao lại không có được ai Sao có thể thua cả thằng nhãi Cần một người đàn bà bảo vệ chứ Ông câm miệng Không phải ai cũng như ai Mẹ tôi chỉ yêu ba tôi Thanh Thanh cũng chỉ yêu tôi Người đồ ác ghê tởm như ông mới như thế này xứng lắm Những gì ông làm Tôi sẽ để ông trả đủ Khải Minh không nói nhiều với ông ta đứng lên tìm kiếm bằng chứng phạm tội trong căn hầm. Sau khi đã tìm kiếm đủ, chụp lại và mang đi những thứ cần, Văn Khải Minh muốn bước ra khỏi đây. Văn Khải Hoàn nặng nề nói vọng ra phía sau lưng anh. Nói cô ấy tự viết đơn ly hôn, con dấu này thay cho chữ ký của tôi. Ông ta lấy từ trong túi ra một con dấu nhỏ, ném về phía Văn Khải Minh. Khải Minh ngỡ ngàng nhìn ông ta, sau đó lặng lẽ cầm lấy nó liếc nhìn ông ta một lần nữa rồi bước đi xe chở anh và mọi người chưa rời ra họ đã ngửi thấy mùi khói khét lẹt ông ta tự vẫn trong căn hầm đó cùng với những ký ức và khát khao cuồng nhiệt đến mức khiến ông ta khổ sở cả đời văn khải minh thở dài nắm chặt con dấu trong tay ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc nó vẫn khiến người ta cảm thấy buồn bực và ảo não anh không quá hả hê nhưng cũng không có thông cảm nổi cho ông ta tất cả đều là ông ta tự làm tự chịu trong khi đó còn hàng tá việc mà anh vẫn phải đối mặt đương đầu và giải quyết dĩ nhiên anh sẽ không bỏ cuộc anh vẫn còn nhớ lời hứa của mình với thanh thanh rằng anh sẽ không để cô phải thất vọng nữa khi trải qua được tất cả những đau khổ anh mong rằng mình cùng người thương sẽ có một tương lai tốt đẹp như anh đã mong đứng trước mặt người con gái anh yêu nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn treo trên cổ xuống quỳ một chân trước cô thanh thanh anh xin lỗi vì trước đó không thể bảo vệ em được là do anh ngu ngốc vô năng không đủ trưởng thành nhưng từ bây giờ anh sẽ cố gắng trưởng thành hơn nhất định sẽ không để em phải thất vọng nữa lấy anh nhé dương thanh thanh hơi run run nhìn chiếc nhẫn nó giống như ấn theo trí tưởng tượng của cô mà ra từ họa tiết hoa mân côi Đến những ký tự khác ở mặt trong đó Nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trên tay Em bây giờ không phải là em hoàn hảo nhất Nếu anh không chê Xin hãy cùng em đi đến hết cuộc đời Quý vị và các bạn thân mến Tình yêu đơn phương mù quáng Ý định chiếm đoạt những thứ Mà hắn ngộ nhận rằng Nó thuộc về mình Đã khiến cho Văn Khải Hoàn trở thành một con mãnh thú một kẻ biến thái không từ thủ đoạn để sát hại anh trai chị dâu chiếm gia tài rồi cướp cả người yêu của cháu mình sự ngộ nhận tàn độc của hắn đã cướp đi sinh mạng và gây đau khổ cho những người vốn là máu mủ ruột già với hắn nhưng cuối cùng cái giá mà hắn nhận được chỉ là sự xa lánh căm ghét và đề phòng của mọi người kết thúc câu chuyện là cảnh tượng hắn tự kết liễu cuộc đời mình nó khiến cho người đọc và nghe chuyện chúng ta ít nhiều hài lòng song có lẽ đó vẫn là chưa đủ đối với tội ác mà hắn đã gây ra đúng là lòng tham sự đố kỵ đã biến con người trở thành quỷ dữ vậy nên đừng bao giờ cố gắng giành giật những thứ vốn không thuộc về mình phải không quý vị và các bạn hãy để lại cảm xúc suy nghĩ của mình về câu chuyện ở phần bình luận quý vị và các bạn nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tạm biệt và hẹn gặp lại